hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 16, trêu đùa nữ cảnh sát. Sắc lang, ta biết ngay là ngươi không có ý gì tốt mà. Tôn hình hình liếc Hạ Thiên một cái. Ta mới không để cho ngươi đắc ý đâu. Một cái liếc mắt này của tôn hình hình càng có thêm vài phần phong tình vạn trùng, vốn nàng đã vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc này nàng càng là xinh đẹp không gì có thể sánh nổi. Hạ Thiên nhìn vào người đẹp ở ngay bên cạnh, trong khoảnh khắc có chút mê mẩn ngươi nhìn vào ta như vậy làm gì tôn hình hình lại có chút không chịu được ánh mắt của tên gia hỏa này hình tỷ ta muốn hôn tỷ một cái hạ thiên rất thành thật nói gì tôn hình hình lập tức chỉ cảm thấy hai má nóng ran như phát sốt muốn chết hay sao tên gia hỏa này làm sao có thể nói những lời này ngay trước mặt người khác cơ chứ gò má trắng nõn của tôn hình hình chuyển thành đỏ ửng càng hiện ra vẻ xinh đẹp động lòng người trong nhất thời hạ thiên có chút động tâm liền chậm rãi đưa miệng ghé qua. Nhìn vào Hạ Thiên đang ghé miệng sang, nhất thời Tôn Hinh Hinh có chút sững sờ, tên gia hỏa này thật muốn ở đây hôn nàng. Nàng muốn tránh đi, nhưng lại có chút không yên lòng, nếu như nàng tránh ra có thể hay không sẽ khiến cho hắn không còn mặt mũi ở trước mặt người khác hay không. Trong lúc đang do dự, Tôn Hinh Hinh cũng quên làm ra bất kỳ phản ứng gì, lại chỉ thấy được Phương Hiểu như cùng Vương Kiệt ở bên cạnh đang trợn mắt há mồm. Đại ca chính là đại ca chỉ có một chữ châu. Vương Kiệt càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên. Phương hiểu như lại ở đó cảm khái. Cái này cũng phát triển nhanh thật nha. Lúc giữa chưa còn là tay trong tay, bây giờ lại đã miệng đối miệng. Chính là bọn chúng. Đột nhiên một cái thanh âm phẫn nộ truyền tới từ ngoài cửa. Cái thanh âm này lại khiến cho Tôn Hinh Hinh từ trong sướng sở tỉnh lại. Lập tức phát hiện môi của Hạ Thiên chỉ còn cách khuôn mặt của nàng không đến một cm. Khiến cho nàng không khỏi bị một phen hù dọa. Audio điện tử võ tấn bền. A, à, tôn hình hình kêu nhẹ một tiếng, liền quay đầu tránh ra. Hạ thiên lập tức giận dữ, cái tên vương bát đản nào dám làm hỏng chuyện tốt của hắn vậy. Vốn là hắn còn có một chút đã có thể hôn được tôn hình hình. Vừa quay đầu lại, hạ thiên liền nhìn thấy đi đầu là tô tử cường, bỗng nhiên bật người nhảy lên, như gió lốc nhào qua. Bốp, 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 hai tay hạ thiên mở ra, nhanh như thiểm điện tát cho tô tử cường mười mấy cái bạt tai trong nháy mắt tô tử cường đã biến thành đầu heo cường hai má sưng to nhìn thật có chút khủng bố nhưng hạ thiên vẫn cảm giác chưa hết giận lại nhấc chân đá vào bụng tô tử cường đá cho hắn ngã lăn quay ra đất trong mồm còn không ngừng mắng vương bát đản ngươi lại dám làm hỏng chuyện tốt của ta tô tử cường đáng thương còn chưa biết là xảy ra chuyện gì trước hết đã bị hạ thiên tát cho mười mấy cái bạt tai khiến cho mặt mày choáng váng không nói là cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt dường như đều là trăng sao chập chờn. sau khi lại trúng một cước vào bụng, một trận kịch đau khó có thể chịu đựng cộng với khí giận công tâm, cứ như vậy trực tiếp ngất đi. Động tác của Hạ Thiên quả thực quá nhanh, tất cả quá trình không đến 30 giây, không cần nói là mấy người tôn hinh hinh đang cùng ăn cơm với Hạ Thiên hay là ba người vừa mới tới cùng Tô Tử Cường, đều không xác định được xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt sau đó nghe thấy một loạt thanh âm bạt tai, tiếp theo lại phát hiện Tô Tử Cường đã hôn mê trên đất. Tử Cường, Tử Cường, anh làm sao thế? Phản ứng đầu tiên là Trương Lị, nàng nhào tới bên cạnh Tô Tử Cường, gọi hắn vài câu nhưng lại phát hiện Tô Tử Cường một chút phản ứng cũng không có, sắc mặt không khỏi đại biến. Nhanh, nhanh gọi xe cấp cứu. Mà lúc này, hai tên trợ thủ mà Tô Tử Cường tìm tới, hai nam nhân một cao một thấp nhìn ra cũng không tới 30, cuối cùng cũng có phản ứng, bọn họ trước tiên chạy tới bên người Tô Tử Cường kiểm tra tình huống của hắn, khi bọn họ phát hiện Tô Tử Cường thực sự đã hôn mê, sắc mặt cũng biến thành rất âm trầm. Kiến vĩ, người đưa Cường thiếu ra đi bệnh viện đi, ở đây giao cho ta. Nam nhân cao hơn mở miệng nói. Nam nhân thấp kia gật đầu, không nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí ôm Tô Tử Cường đang hôn mê đứng dậy, nhanh chóng ra khỏi quán ăn, rất nhanh mọi người liền nghe thấy âm thanh khởi động của xe hơi nhìn theo chiếc xe hơi chạy đi tên nam nhân cao lớn cũng quay người lại có chút âm trầm nhìn vào hạ thiên tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội tự đánh gãy một cánh tay của mình đi hạ thiên rất không vui liếc hắn một cái ơ kìa bọn họ đều đã đi bệnh viện ngươi còn ở lại chỗ này làm gì ta cũng cho ngươi một cái cơ hội nhanh chóng đi bệnh viện đi nếu như để cho ta phải động thủ thì nửa đời sau của ngươi chuẩn bị mà sống ở trên giường đi Nam nhân cao lớn bước một bước tới gần Hạ Thiên, ánh mắt càng hung ác tàn nhẫn. Thật dài dòng. Hạ Thiên nhanh như thiểm điện vung ra một quyền. Trong nháy mắt nắm tay đã tới trước mặt, nam nhân cao lớn sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng nghiêng đầu qua, tưởng muốn tránh đi, chỉ đáng tiếc, lúc đầu của hắn vừa rời qua một bên như vậy, thì nắm tay đang nhanh chóng oanh về phía trước của Hạ Thiên cũng chuyển rời theo phương lệch đó, cuối cùng không sai không lệch oánh trúng vào trán của hắn. Đột, trang sao bay đầy trước mặt. Nam nhân cao lớn chỉ cảm thấy trời đất ngả nghiêng, sau đó liền ngã gục xuống đất. Đã nói là cho ngươi cơ hội tự mình đi bệnh viện rồi cơ mà. Hạ Thiên lắc lắc đầu, bây giờ thì lại phải người khác mang người đi bệnh viện. Hạ Thiên như không xảy ra việc gì chạy về bàn ăn, lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tôn Hinh Hinh, mà những người khác trong quán ăn đều dùng ánh mắt nhìn vào hắn như nhìn thấy quái vật, chỉ có trong vài phút ngăn ngắn như vậy mà hắn đã đánh cho hai người hôn mê, điều này cũng chưa là gì. Người khác gây ra sự tình lớn như vậy thì ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng tên gia hỏa này lại một mực đều trông như không có phát sinh bất cứ cái gì, nhìn hắn bộ dạng hiện tại, dường như còn muốn tiếp tục uống rượu. Cái này, đại ca, chúng ta có nên nhanh chóng rời khỏi đây không? Vương Kiệt trong lòng có chút sợ hãi, hắn bắt đầu suy nghĩ có phải hay không mình nhận nhầm đại ca, cứ tiếp tục như thế này thì chỉ không quá mấy ngày nữa cũng sẽ bị liên lụy mà phải vào nhà giam ấy chứ. Đúng vậy, hạ thiên chúng ta nhanh về đi tôn hình hình cũng có chút sợ hãi hạ thiên người như thế này là đánh người trọng thương làm không tốt sẽ bị phán tội cố ý hành hung sẽ phải ngồi tù đó ta thấy ngươi nên đi tự thú không thì nhanh chóng bỏ trốn đi không hổ là sinh viên khoa luật phương hiểu như vừa mở lời liền nói ra tội danh mà hạ thiên đang mắc phải hạ thiên lại giống như căn bản là không nghe đến lời của bọn họ vẫn cứ y nguyên ngồi tại đó ăn uống thả cửa nói một câu có chút không rõ ràng. Ta còn chưa ăn no mà, ăn no sẽ đi." Hạ Thiên không muốn đi, nhưng những người khác trong quán ăn đã bắt đầu dồn dập tính tiền rời đi, chỉ chốc lát, cả quán ăn chỉ thừa lại có một bàn của bọn họ, mà tên nam nhân cao lớn bị Hạ Thiên đánh ngất, vẫn hi nguyên nằm trên mặt đất không có bất kỳ phản ứng gì. Vương Kiệt cũng chạy đi thanh toán trước, chẳng qua cũng không đi luôn, chỉ là ở một bên đứng ngồi không yên, cũng không còn tâm tình tiếp tục uống rượu. Tôn Hinh Hinh nhìn một chút Hạ Thiên vẫn đang còn ăn như hổ đói, cũng rất lo lắng. Hà, ăn no rồi, đi thôi. Quá vài phút sau, cuối cùng Hạ Thiên cũng ăn no uống đủ, mà nghe được lời này, Vương Kiệt giống như là được đại xá, nhanh chóng đứng dậy, bộ dáng hận không được lập tức xông ra khỏi cửa. Vừa rồi là ai báo cảnh sát? Một cái thanh âm lành lạnh lại vui tai từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người không tự giác nhìn qua, mà Vương Kiệt mập mạp thì thiếu chút nữa chảy cả nước miếng, nữ cảnh thật là dụ người nha. Chân dài, eo nhỏ, ngực lớn, mông tròn, trong bốn chỉ tiêu này, nữ nhân chỉ cần có một cái cũng đã có thể hấp dẫn vô số ánh mắt, mà nữ cảnh trước mắt này, cứ nhìn đôi chân đẹp thon dài kia, chiếc eo nhỏ uyển chuyển, song phong cao vút như muốn dẫy thoát ra khỏi quần áo, còn có kia một cặp mông tròn trịa vỉnh cao, không chỉ là chiếm hoàn toàn cả bốn chỉ tiêu, mà lại mỗi chỉ tiêu trong đó mỗi một cái đều vô cùng hoàn mỹ. Càng muốn mạng chính là, nữ cảnh này không chỉ có một vóc người nóng bỏng, mà khuôn mặt cũng là vô cùng xinh đẹp, trong nhất thời khiến cho Vương Kiệt nhìn đến mức thần hồn biên đảo, cho đến tận khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nữ cảnh quét tới, hắn mới giật mình mà tỉnh táo lại. Xác thực nữ cảnh rất dụ người, đáng tiếc nhìn đến ánh mắt lạnh lạnh kia của nàng, Vương Kiệt liền biết, đó là một vị băng mỹ nhân mà trên khắp người đều có gai, dùng ý nghĩ ở trong lòng còn được, nếu là thay đổi thành hành động, khẳng định sẽ bị đâm cho máu me đầy người. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ cảnh, thì lúc này lại có một cái thanh âm đột ngột vang lên. Thân cao 175, chân dài 114, vòng ngực 36D, oa, cảnh sát tỷ tỷ, vóc người của tỷ thật tốt nha, nhìn lại xinh đẹp như vậy, làm lão bà của ta đi. Vương Kiệt không khỏi phải há miệng, nhìn vào Hà Thiên không biết từ lúc nào đã tới trước mặt nữ cảnh, Đại ca à, em biết anh rất châu, nhưng không nghĩ tới anh lại châu, đến như vậy. Trong nhất thời trong quán ăn đều yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, tên gia hỏa này cũng không phải là có lòng dũng cảm bình thường à nha, ngay cả nữ cảnh cũng dám trêu ghẹo. Sau người nữ cảnh cũng có hai nam cảnh sát tuổi trẻ, bọn họ cũng đang nhìn vào Hạ Thiên, nhưng trong ánh mắt của bọn họ là có vài phần thương xót, tiểu tử này ngay cả đỉnh đỉnh đại danh lãnh mỹ nhân trong đại đội hình cảnh cũng dám trêu ghẹo, thật là không biết chết sống là gì mà. Còn nữ cảnh kia, lúc này cũng có chút ngây người, từ bắt đầu mười mấy tuổi nàng đã không ngừng nhìn đến những ánh mắt hoặc là hâm mộ hoặc là dâm dật của những tên nam nhân kia trong thời gian mấy năm làm cảnh sát nàng cũng đã gua lại giao vãng với rất nhiều loại người nam nhân theo đuổi nàng cũng đếm không xuể đủ các loại hình thức tấn công hoặc là tấn công bằng lời ngon tiếng ngọt hoa tươi hoặc là trực tiếp dùng tiền ném kim cương xe hơi biệt thự tặng cho nàng nàng vốn cho là bao nhiêu loại chiêu số mà nam nhân dùng để theo đuổi nữ nhân thì mình đều đã gặp qua hết nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, lại có tên gia hỏa trực tiếp muốn nàng làm lão bà của hắn. Người nói cái gì, lưu manh? Chỉ chốc lát sau đó, nữ cảnh cũng có phản ứng, vẫn nộ trừng mắt với Hạ Thiên, nàng không hiểu chính là tên gia hỏa này sao lại rõ ràng vóc người của nàng như vậy. Đặc biệt là đôi chân dài kia của nàng đủ để khiến cho bất cứ một người mẫu chân dài nào đều phải thẹn không bằng, cùng với vòng ngực kiêu ngạo kia nữa, hai cái số liệu này tuyệt đối là chuyện riêng tư của nàng, cho dù là những cô bạn quan hệ không tệ với nàng cũng không thể biết chuẩn xác được cái số đo này, tên lưu manh sao lại có thể một hơi nói ra hết vậy. Cảnh sát tỷ tỷ, tỷ không nghe rõ à, ta muốn hỏi tỷ, làm lão bà của ta có được hay không? Hạ thiên không hề có chút kiềng kỵ nhìn vào nữ cảnh lãnh diễm, giọng điệu vô cùng tự nhiên, hiển nhiên hắn cảm thấy điều này chẳng có cái gì là không đúng. Lưu manh, muốn chết. Nữ cảnh nổi giận, giơ tay tắt hướng hạ thiên. Tốc độ của nữ cảnh rất nhanh, mắt thấy bàn tay trắng nón kia của nàng sắp cùng với gò má của Hạ Thiên một lần thân mật tiếp xúc, hai người nam cảnh sát kia cũng đang chờ đợi nghe lên tiếng bạt tai vang lên, tình cảnh này đối với bọn họ mà nói là đã nhìn nhiều thành quen, mỗi khi vị lãnh mỹ nhân này bị người chọc ghẹo, nàng luôn sẽ cho đối phương một cái bạt tay, không cần biết đối phương là ai, mà mỗi một lần, nàng đều sẽ thành công, chưa bao giờ thất thủ. chương 17, Phi lễ lãnh mỹ nhân chỉ là quá vài giây mà bọn họ y nguyên không nghe được tiếng bạt tai, ngược lại là vang lên thanh âm của Hạ Thiên. Qua wow, cảnh sát tỷ tỷ, thân thủ của tỷ không tệ nha, còn có tay của tỷ cũng thật là xinh xắn, đến để ta xem tướng tay cho nào. Ô, oh, cảnh sát tỷ tỷ, đường tình yêu của tỷ có chút quanh co. Chúng nhân không biết nói gì, chỉ thấy bàn tay xinh xắn của nữ cảnh kia đã nằm trong lòng bàn tay Hạ Thiên, mà dáng dấp của Hạ Thiên chính là đang xem tướng tay cho nàng đến nỗi làm thế nào mà Hạ Thiên có thể làm như vậy thì bọn họ căn bản là không thấy rõ. Khuôn mặt của lãnh diễm nữ cảnh kia đã đỏ bừng, ánh mắt xinh đẹp vé lửa, nàng dùng sức muốn rút tay về nhưng lại kinh ngạc phát hiện, tay của nàng giống như đột nhiên trong khoảng thời gian này đã không còn chút sức lực nào cả. Trong cơn tức giận, nữ cảnh liền nhấc chân trái, dùng đầu gối huyết thẳng Hạ Thiên, mà mục tiêu chính là bộ vị yếu ớt nhất của nam nhân. Lúc này Hạ Thiên lại hướng nàng khẽ cười hì hì, một cỗ lực đạo to lớn truyền từ cổ tay đến, đem cả người nàng kéo ngả về phía trước, không tự chủ được bổ nhào hướng trên người của hắn, cũng đồng thời trong lúc này, Hạ Thiên nhanh chóng vươn ra cánh tay phải ôm chắc chiếc chân dài thon đẹp kinh người của nàng, sau đó nhẹ nhẹ kéo một cái, cứ như vậy, toàn bộ thân thể đầy đặn mềm mại của nữ cảnh kia liền áp sát lên thân Hạ Thiên, mà chiếc chân ngọc xinh đẹp của nàng lại rất khó tưởng tượng đã gác lên eo của Hạ Thiên. Tư thế như vậy quả thật chính là vô cùng thân mật, vừa nhìn thì chính là một cặp tình nhân đang trong triển miên. Vương Kiệt nhìn đến trợn mắt há mồm, lại vô cùng hâm mộ. Đại ca thật là có phúc. Trong mắt của hai nam cảnh sát kia cũng thiếu chút nữa rất ra, tên này liền ngay cả lãnh mỹ nhân cũng dám phi lễ. Lưu manh chết tiệt, mau thả ta ra. Nữ cảnh sau khi lúng túng đó là càng tức giận dị thường, chỉ là nàng cũng không biết tên lưu manh đáng chết này đã dùng biện pháp gì khiến cho nàng không có một chút biện pháp phản kháng. Cảnh sát tỉ tỉ, đừng tức giận ta thả tỉ ra là được chứ gì hạ thiên khẽ cười hì hì rất nhanh liền buông lỏng nữ cảnh ra nữ cảnh nhanh như gió lui về phía sau bỗng nhiên đưa tay vươn xuống giữa eo sau một giây hạ thiên liền nhìn thấy một cái nòng súng đen thui đang đối chuẩn vào mình mà bốn phía càng là vang lên những tiếng hoảng sợ lưu manh đáng chết hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống cho ta nữ cảnh khuôn mặt đỏ bừng hai mươi mấy năm qua nàng từ trước đến nay đều không có bị ai làm cho tức giận như hôm nay, tên lưu manh đáng chết này không chỉ đùa giỡn nàng, lại còn dám động thủ phi lễ nàng, làm sao có thể có cái lý như vậy. Cảnh sát tỷ tỷ, ta chỉ là muốn tỷ làm lão bà của ta mà thôi, tỷ làm gì tức giận như vậy. Đột nhiên bị một cây súng chỉ vào đầu, hạ thiên ngược lại không có sợ hãi, chỉ là cảm thấy rất vô tội, hắn cũng không làm cái gì, vì cái gì mà tỷ tỷ cảnh sát xinh đẹp này lại muốn nổ súng bắn hắn. Ta bảo ngươi ngồi xổm xuống. Nữ cảnh hướng Hạ Thiên quát lên, có tin hay không ta một súng bắt nát đầu ngươi. A, à, đội trưởng, đừng xung động, đừng xung động. Một nam cảnh sát sau lưng cuối cùng cũng có phản ứng. Không thể nổ súng được, nếu không sự tình sẽ rất lớn đó. Trong khi cảnh sát bắt tội phạm mà đánh hiềm phạm mấy cái, thông thường thì cũng không có vấn đề gì, nhưng một khi liên quan đến nổ súng thì vấn đề sẽ biến thành rất nghiêm trọng càng huống hồ tên ra hỏa trước mắt này nhiều nhất cũng chỉ tính là phi lễ nữ cảnh sát, không tính được là cái gì tội lớn tay trời. làm sao cũng không thể đến tình trạng phải nổ súng. đúng vậy, đội trưởng, chúng ta là nhận được có người báo cảnh sát, nói ở nơi này có người đánh lộn sắp xảy ra nhân mạng, chúng ta trước hãy xử lý vụ án này đi. một nam cảnh sát khác cũng vội vàng nói, cũng không đợi nữ cảnh sát trả lời, nam cảnh sát này liền vội vàng kêu lên, vừa nãy ai báo cảnh sát? nói nơi này có người đánh lộn. Cảnh quan, là ta báo cảnh sát. Nữ phục vụ viên của quán ăn có chút bất an đi tới. Vừa nãy bọn họ đánh lộn, có người đã được đưa đi bệnh viện, này. Trên đất còn nằm một người kia kia. À, là ai đánh? Nam cảnh sát liền vội vàng hỏi. Cái đó, chính là, chính là hắn. Nữ phục vụ viên trần trừ một chút, sau đó chỉ vào hạ thiên còn đang bị súng chỉ vào đầu. Lại là ngươi cảnh sát kia sững sờ tên này còn đúng không phải là người tốt nha vừa nãy là ngươi ở nơi này đánh lộn nữ cảnh lành lạnh nhìn vào hạ thiên tâm lý rất sảng khoái thật tốt nha để xem tên lưu manh nhà ngươi còn có thể chạy đi đâu đúng vậy hạ thiên rất thành thật thừa nhận rất tốt cùng ta về cục cảnh sát nữ cảnh hướng cảnh sát bên cạnh tỏ ý đem hắn còng lại Nam cảnh sát kia cũng không chút do so dự liền nhanh chóng lấy ra một bộ còng tay đi tới chỗ Hạ Thiên, ngược lại Hạ Thiên cũng không phản kháng, mặc cho hắn còng lại, trong lòng lại có chút không cho là đúng, nếu không phải thấy cảnh sát tỉ tỉ tức giận như vậy thì hắn mới sẽ không để cho bọn họ còng lại. Nhìn thấy Hạ Thiên ngoan ngoãn bị còng lại, nữ cảnh cuối cùng cũng thu súng, mà mọi người vây xem nói chung cũng thở dài một hơi. Ta dẫn hắn về cục trước, hai người ở lại đây cho mỗi cá nhân làm một phần ghi chép nữ cảnh phân phó cấp dưới một câu, sau đó liền nắm chặt cánh tay của Hạ Thiên đẩy về phía trước. Đi! Cục Công an thành phố Giang Hải, đại đội hình cảnh chi đội thứ 6. Phòng thẩm vấn. Lãnh diễm nữ cảnh thờ ơ ngồi đối diện với Hạ Thiên, rất lâu không mở miệng, không lâu trước đó, cấp dưới của nàng đã gọi điện thoại đem cơ bản tình hình báo cáo cho nàng, mà nàng cũng mới biết được, đêm nay tên ra hỏa trước mắt này đã chọc vào một thế lực rất lớn vốn là ẩu đả bình thường cũng không đáng để hình cảnh ra mặt, càng không cần đến đích thân đại đội trưởng đại đội hình cảnh như nàng tự thân xuất mã, chỉ là người báo án nói có khả năng sẽ xảy ra nhân mạng, sự tình nghiêm trọng, hơn nữa lúc đó vị trí nàng cũng ở cách đại học Giang Hải rất gần, liền tự mình đi tới, nào biết vừa mới tới nơi, nàng còn chưa kịp xử lý việc chính thì đã bị tên tiểu lưu manh này phi lễ, trong lúc vẫn nộ nàng thiếu chút nữa đã dùng súng mở vài cái lỗ trên đầu tên này, làm sao nàng cũng không nghĩ ra tên gia hỏa này lại có thể, sắc đảm bao thiên, đến như vậy, ngay cả nàng cũng dám phi lễ. Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, nếu so sánh những việc mà tên gia hỏa này đã làm trước đó thì việc phi lễ nàng cũng chỉ tính là chuyện nhỏ, nàng làm sao cũng không đoán được, tên này lại dám đánh cho Tô Tử Cường phải vào bệnh viện, mà căn cứ tin tức từ bệnh viện bên kia thì Tô Tử Cường hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh tuy Tô Tử Cường chỉ là sinh viên của Đại học Giang Hải, nhưng hắn chính là con cháu trực hệ của Tô Gia, Tô Tử Cường xảy ra chuyện như vậy, khẳng định Tô Gia sẽ nhúng tay vào. Lưu manh đáng chết, quả này ngươi nhất định phải chết. Trong lòng nữ cảnh có nhiều thêm mấy phần hứng thú khi nhìn thấy người gặp họa, cho dù nàng không truy cứu việc Lưu manh phi lễ với nàng, thì Tô Gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, tên Lưu manh này không vào tù ở 8 đến 10 năm thì cũng đừng có nghĩ ra được. Đương nhiên, một khi vào đến trong tù thì tên gia hỏa này có thể sống được bao lâu nữa cũng rất khó nói, có lẽ đời này của hắn cũng coi như xong. Tiểu Dương, chuẩn bị ghi chép. Nghĩ đến tiểu lưu manh sắp xong đời, nữ cảnh dường như cũng đối với Hạ Thiên không còn thống hận như trước, mà tâm lý của nàng hiện tại cũng bình tĩnh rất nhiều. Vâng, đội trưởng. Nam cảnh sát ngồi ở bên cạnh chuẩn bị làm ghi chép đáp một tiếng. Họ tên. Cảnh sát tỷ tỷ, ta tên là Hạ Thiên, Hạ trong Hạ Thương Chu, Thiên trong Thiên Địa. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Cảnh sát tỷ tỷ, tỷ tên là gì im miệng là ta hỏi ngươi không phải ngươi hỏi ta nữ cảnh có chút nổi cáu họ tên ơ ờ, cảnh sát tỷ tỷ ta không phải vừa nói rồi sao ta tên là hạ thiên hạ trong hạ thiên thiên trong hạ thiên hạ thiên có chút mơ hồ ngươi có thể không nói nhảm nhiều như vậy được không nữ cảnh lại muốn nổi giận lo sợ hạ thiên lại muốn dài dòng lý luận nữ cảnh lập tức hỏi tiếp giới tính cảnh sát tỷ tỷ, ta đương nhiên là nam nhân, không thì làm sao ta có thể lấy tỷ làm lão bà được chứ? Hạ thiên cười hì hì nhìn vào nữ cảnh xinh đẹp. Đúng rồi, cảnh sát tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời ta, nguyện ý hay không làm lão bà của ta. Im miệng, nữ cảnh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng vì tức giận mà đỏ bừng, lại hiển ra càng thêm mỹ lệ, bộ ngực phập phồng không ngừng, càng tôn thêm sự báo mãn và cao ngất của cái bộ vị kia, trong nhất thời, ánh mắt của Hạ Thiên càng ngày càng nóng lên. "Đội trưởng, những cái này, những cái này đều phải ghi lại sao?" Tiểu Dương cẩn thận hỏi. "Cậu nói đi." Nữ cảnh quay đầu hung hăng trừng mắt với Tiểu Dương một cái. Tiểu Dương co đầu rụt cổ có chút sợ sệt, không dám tiếp tục hỏi. "Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, không thì ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy." Nữ cảnh hung hăng trừng Hạ Thiên ta hỏi cái gì thì ngươi đáp cái đó không nên tiếp tục nói nhảm với ta hạ thiên ngậm miệng một lời không nói địa chỉ nhà địa chỉ nhà ngươi cầm à nữ cảnh bỗng nhiên đứng lên vỗ bàn một cái gây áp lực cho hạ thiên bằng cách từ trên cao nhìn xuống cái đó cảnh sát tỉ 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 vừa mới bắt ta ngậm miệng mà hạ thiên bộ dạng rất vô tội trong mắt lại sáng rực rán vào bộ ngực kiêu ngạo kia của nữ cảnh cái tư thế hiện tại của nàng làm cho bộ ngực càng hiển thêm cao vút, khiến cho hắn có sung động muốn vươn tay ra để thử độ đàn hồi. Ngươi, nữ cảnh thở gấp, ngươi muốn dùng mánh khóe phải không? Cảnh sát tỉ tỉ, trước nay ta không dùng mánh khóe, những thủ đoạn khoa chân múa tay đó đều chẳng có gì dùng. Hạ thiên lắc lắc đầu, nữ cảnh giận đến cả người phát run. Được, ngươi không muốn nói chứ gì, vậy ngươi cứ ở chỗ này chậm chậm suy nghĩ tiếp đi nói xong lời này nữ cảnh liền nổi giận đùng đùng mở cửa đi ra cảnh sát làm ghi chép gọi là tiểu dương kia cũng đứng lên đang chuẩn bị rời đi hạ thiên liền vội vàng chặn hắn lại hỏi thăm này đại ca cảnh sát từ từ hãng đi có việc gì tiểu dương nhìn hạ thiên một chút kỳ thực hắn có điểm bồi phục tên tiểu tử này lại dám đứng trước mặt hỏi lãnh mỹ nhân có nguyện ý hay không làm lão bà của hắn loại dũng khí này hắn tuyệt đối là không có đại ca cảnh sát anh có thể hay không nói cho ta cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp kia tên là gì vậy hạ thiên cười hì hì hỏi ngươi sẽ không thật muốn theo đuổi nàng đấy chứ tiểu dương nhịn không nổi hỏi đương nhiên là thật ta nhất định phải để cho cảnh sát tỷ tỷ làm lão bà của ta hạ thiên đàng hoàng nói ta nói ngươi nên quên cái ý đó đi đều sắp ngồi tù mà còn muốn cưa cảnh hoa tiểu dương cười giễu một tiếng lắc đầu đi ra ngoài hạ thiên có chút buồn bực hỏi lâu như vậy mà lại không thể nào biết tên của cảnh sát tỷ tỷ, thật là quá thất bại. Thôi, nói cho người biết vậy, đội trưởng của chúng ta tên là Lãnh Băng Băng, biệt hiệu là Lãnh Mỹ Nhân. Tiểu Dương đi tới cửa nhất thời nổi lòng tốt, cuối cùng quay đầu lại nói tên của nữ cảnh xinh đẹp kia. Lãnh Băng Băng, nghe đến cái tên như vậy, Hạ Thiên có điểm ngẩn người, tên này là ai đặt vậy nha, khẳng định người này có thù với cảnh sát tỷ tỷ chương 18, tên bệnh thần kinh của Cục Cảnh sát. Thân là đại đội trưởng của chi đội hình cảnh thứ 6 thuộc Cục Công an thành phố, lãnh băng băng chính là danh cảnh hoa xứng đáng nhất trong tất cả hệ thống cảnh sát của thành phố Giang Hải. Chỉ là ai cũng biết, gai trên thân của đóa cảnh hoa này không phải sắc bén bình thường. Đã có vô số người bị nàng, đâm, cho bể đầu chảy máu. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn nghi nguyên có vô số nam nhân theo sau, che già mang mọc, vọng tưởng muốn mang đóa danh hoa cảnh cục này về trong nhà để nuôi dưỡng họ lãnh cũng xem là bình thường, còn muốn gọi là băng băng, chỉ riêng cái danh tự này cũng đủ để khiến cho người khác cảm giác đến một cỗ lạnh lẽo, nhưng trên đời này sự tình kỳ quái lại có rất nhiều, nữ nhân càng lạnh lùng, ngược lại càng dễ kích phát dục vọng muốn chinh phục của nam nhân, càng không cần nói đến vóc người kia của lãnh băng băng cũng đủ để khiến bất kỳ một nam nhân nào đều phải điên cuồng, đừng nói nàng chỉ gọi là lãnh băng băng, cho dù nàng có thật là một khối băng, chỉ sợ cũng có vô số người lúc ngủ cũng muốn ôm lấy nàng. Thực ra trên đời này nữ nhân vừa đẹp vừa lạnh lùng không ít, nhưng lạnh đến như lãnh băng băng thật ra cũng không có nhiều, mà lại có thế lực cường hãn như lãnh băng băng thì đúng là có một không hai. Vô số nam nhân có lai lịch không tầm thường nhưng đều đã bị lãnh băng băng cho ăn bà tai, chính là bởi vì bọn họ đều dâm đáng nhìn vào nàng, mà có tin đồn việc cường hãn nhất mà lãnh băng băng từng làm qua chính là tại trước mặt công chúng đã thẳng mặt bà tai một vị phó thị trưởng nào đó của thành phố Giang Hải. Mà sau đó lãnh băng băng lại vẫn bình an vô sự, không chỉ không bị người nào gây khó dễ, ngược lại là từ phó đội trưởng của đại đội hình cảnh thăng lên đội trưởng. Rất nhiều người nói lãnh băng băng có được hậu đài rất vững chắc, nhưng ai cũng không biết hậu đài của nàng đến cùng là người nào, trong tất cả các nhân vật đứng đầu thành phố Giang Hải, dường như cũng không có ai họ lãnh, nhưng vấn đề ở chỗ nếu như nàng không có hậu đài thì làm sao gây ra việc lớn như vậy mà vẫn bình an vô sự. Mà rất nhiều người còn phát hiện cho dù là cục trưởng cục công an thành phố trong ngày thường nhìn thấy lãnh băng băng cũng rất là khách khí tiểu lưu manh đáng chết người cứ đợi ở đó cho ta lúc này lãnh băng băng chính đang thở hổn hển đi tới đi lui trong phòng làm việc mà những cảnh sát khác trong phòng đều rất ăn ý với nhau một lời không nói ai lúc này cũng không dám đứng ra chịu trận chỉ là không khí trong phòng lúc này có chút ít trở lên là lạ khiến cho người ta có loại cảm giác bị đè nén băng băng đột nhiên một nam nhân cao lớn xông vào phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng làm việc nam nhân này trông cũng khá anh tuấn chỉ là nhìn đến người này thì sắc mặt của mỗi cảnh sát đều có chút cổ quái người lại đến làm gì nhìn đến nam nhân này sự bực tức của lãnh băng băng cũng không biết phát đến nơi nào băng băng anh nhớ em cho nên mới đến xem em mà nam nhân cao lớn đi tới trước mặt lãnh băng băng dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn vào nàng lãnh băng băng vốn đang có bụng lửa giận lại gặp cái tên này tâm tình càng thêm giận dữ trực tiếp hướng vào mặt của hắn gào to một chữ cút nghe đến cái chữ này tất cả sắc mặt mọi người trong cảnh cục đều biến đổi mà sắc mặt của nam nhân cao lớn kia đột nhiên biến thành dị thường khủng bố hắn nhìn vào lãnh băng băng mà dường như không thể tin nổi băng băng em em nói cái gì ta bảo ngươi cút đi đừng đến quấy giày ta lãnh băng băng bộ mặt không nén nổi phiền hà Băng Băng, em em sao có thể đối với anh như vậy? Tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, em em chẳng lẽ đều quên hết rồi sao? Khuôn mặt nam nhân cao lớn méo mó, giọng nói có chút run rẩy. Đủ rồi, Hoàng An Bình, ai có cảm tình nhiều năm với ngươi? Lãnh Băng Băng hiển nhiên vô cùng tức giận. Giữa chúng ta từ trước đến nay đều không có bất cứ quan hệ gì, đầu của ngươi có vấn đề luôn nghĩ sự tình đều lung tung rối loạn, ta thấy ngươi đáng thương nên không muốn cùng ngươi so đo ngươi lại còn không cho là đủ ta nói cho ngươi biết ta chịu đựng đủ rồi em em lại nói đầu anh có vấn đề hoàng an bình đôi mắt đỏ bừng vốn là đầu ngươi có vấn đề mà lãnh băng băng bực bội nói nhanh vào bệnh viện tâm thần đi em em băng băng em hoàng an bình chỉ vào lãnh băng băng ánh mắt dần dần biến trở lên điên cuồng em cái gì mà em mau đi ra đừng có ảnh hưởng đến ta làm việc lãnh băng băng nói xong lời này liền quay người muốn đi vào phòng thẩm vấn đột nhiên cảm giác thấy giữa eo nhẹ đi lãnh băng băng sắc mặt đại biến một tay mò xuống eo đồng thời cũng nhanh chóng quay người nhưng đã trễ mất rồi một họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào nàng mà khẩu súng lục vốn chính ở trên eo của nàng thì hiện tại lại đang nằm trên tay của hoàng an bình a à, bốn phía đều hoảng hốt trong nhất thời cảnh cục đã đại loạn hoàng an bình thả súng xuống có hai cảnh sát trong chốc lát đã rút súng ra chĩa vào Hoàng An Bình. Hoàng đội, đừng xung động. Còn mấy người cảnh sát khác thì vội vàng hô to lên. Nhanh gọi điện thoại cho cục trưởng. Có người đã bắt đầu bấm số điện thoại. Ta đi tìm cục trưởng. Một người liền trực tiếp xông đi ra ngoài. So sánh với mọi người đều đang hoảng loạn, lãnh băng băng thân là người trong cuộc lại rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng hướng hai người cảnh sát đang dùng súng chĩa vào Hoàng An Bình chừng mắt một cái, lạnh giọng quát. Làm cái gì vậy, nhanh thu súng lại. Nhưng là, đội trưởng, một người trong đó muốn nói cái gì đó. Nhưng là cái gì, chẳng lẽ các ngươi không biết hắn. Lãnh băng băng không nói tiếp nhưng chúng nhân cũng đã hiểu ý tứ của nàng. Hai người kia rất nhanh thu súng lại, bởi vì bọn họ biết cái đó căn bản dùng cũng không được. Bởi vì, Hoàng An Bình có hai thân phận rất đặc thù. Đầu tiên, hắn là con trai của cục trưởng Hoàng Hải Đao cái thân phận này khiến cho bọn họ không dám tùy tiện nổ súng, cũng chính là nói bọn họ rút súng ra cũng chỉ là dọa người mà thôi, nếu bọn họ thật nổ súng bắn chết Hoàng An Bình thì coi như đời sau của bọn họ cũng đi đứt. Chẳng qua càng trọng yếu hơn chính là Hoàng An Bình còn có một cái thân phận khác, đó chính là, hắn là một kẻ điên. Lời lãnh băng băng vừa mới nói vừa rồi cũng không phải mắng Hoàng An Bình mà là sự thực, đầu của Hoàng An Bình thực sự có vấn đề, đối với một người mà đầu có vấn đề thì việc dùng súng chĩa vào đầu của hắn có lẽ chẳng những không khiến cho hắn sợ hãi mà ngược lại sẽ khiến hắn nổ súng trước điều này cũng có nghĩa là dùng súng chỉ vào hắn căn bản không có gì uy hiếp mà ngược lại sẽ gây ra phản hiệu quả ở trong tình huống này thì tất nhiên lãnh băng băng sẽ ra lệnh cho bọn họ rút súng về hoàng an bình người muốn làm cái gì vậy lãnh băng băng dùng ánh mắt mỹ lệ của nàng lành lạnh nhìn vào hoàng an bình một chút cũng không sợ hãi băng băng em em nói cho anh biết vì cái gì em muốn thay lòng đổi giả hoàng an bình cắn răng nghiến lợi sắc mặt cảm giác có vài phần dữ tợn hoàng an bình giữa chúng ta chưa bao giờ có bất cứ quan hệ gì tất cả những thứ kia đều là ngươi hoang tưởng mà thôi lãnh băng băng hừ nhẹ một tiếng ngươi nên tỉnh lại đi mọi người đều rất buồn bực đại tỷ à cô đều rõ ràng đầu người ta có vấn đề còn muốn giải thích gì với hắn cô không thể lừa hắn khiến cho hắn bỏ súng xuống trước rồi lại nói không được sao. Không, không có khả năng, em đã đồng ý với anh, chúng ta cuối năm nay sẽ kết hôn mà. Hoàng An bình giọng khàn khàn gầm lên. Có phải em đã thích người đàn ông khác rồi phải hay không? Nói đi, là ai? Tiếng bước chân gấp rút từ bên ngoài truyền tới, rất nhanh, một trung niên nam nhân hơn 40 tuổi xuất hiện ở cửa vào, bộ mặt chữ quốc cua, rất là uy nghiêm, chỉ là hiện tại trên mặt của hắn hiển ra có chút hoảng hốt. Hoàng cục trưởng, nhìn thấy hắn đến, mọi người liền nhanh chóng chào hỏi, có mấy người cũng thở dài một hơi, người này chính là Hoàng Hải Đào cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải, nếu như hắn đã tự thân đến đây, đến lúc đó bất luận có xảy ra việc gì đi nữa thì cũng có vị cục trưởng này gánh vác, cho dù là Hoàng An Bình chết ở chỗ này thì cũng không thể trách được bọn họ. Tiểu An, con làm gì vậy? Nhanh thả súng xuống. Hoàng Hải Đào vội vàng đi tới chỗ Hoàng An Bình, lạnh giọng quát mắng. Nghe thấy tiếng quát mắng của Hoàng Hải Đào, trong mắt Hoàng An Bình dường như xuất hiện một tia sợ sệt, từ nhỏ đến lớn, Hoàng Hải Đào luôn một mực rất nghiêm khắc với hắn, ở trong tâm lý của hắn vẫn lưu lại một chút bóng mờ, cho nên hiện tại đầu không được bình thường nhưng cảm giác sợ sệt ở sâu trong nội tâm lại dường như cũng không có tan biến. Hoàng Hải Đào nhạy bén quan sát thấy biến hóa trên sắc mặt của Hoàng An Bình, tâm lý không khỏi thả lỏng một chút, xem ra tình hình cũng không đến mức quá gay gâu, đứa con trai này tuy hiện tại thần trí không rõ ràng nhưng vẫn còn như trước kia đều rất nghe lời hắn tiểu an đến đây đưa súng cho ta giọng nói của hoàng hải đào biến thành nhu hòa một chút hắn đi hướng tới hoàng an bình đồng thời đưa tay ra đứng lại ông đừng qua đây hoàng an bình lại đột nhiên quát to một tiếng còn đi qua ta sẽ nổ súng sắc mặt của hoàng hải đào lập tức trở lên âm trầm sự tình đã thoát khỏi khống chế của hắn Đứa con trai này của hắn tuy vẫn đối với hắn có một chút sợ sệt, nhưng đã không còn đối với hắn nói gì nghe nấy nữa rồi. Tiểu An, đến cùng con muốn làm cái gì? Thanh âm Hoàng Hải đào càng hòa hoãn. Con cầm súng chĩa vào Băng Băng làm gì? Con thật sự muốn nổ súng bắn nàng? Con không phải thích nhất là nàng sao? Bắn thương nàng, chẳng lẽ con không đau lòng sao? Băng Băng đã thay lòng, nàng không còn thích ta nữa, nàng đã có người đàn ông khác rồi. Hoàng An Bình có chút điên cuồng kêu lên, nàng đã đáp ứng gả cho ta, ta sẽ không để cho nàng rời bỏ ta. Hoàng Hải Đào cảm thấy rất đau đầu, tuy hắn không biết cụ thể đã phát sinh việc gì, cũng biết được có thể là Lãnh Băng Băng kích thích đến Hoàng An Bình, nhưng hắn cũng không có ý tứ muốn trách Lãnh Băng Băng, trong lòng hắn rất rõ ràng, Lãnh Băng Băng cùng đứa con trai bảo bối của hắn vốn là không có bất kỳ quan hệ gì, cho dù là Lãnh Băng Băng có nam nhân khác cũng không liên quan đến Hoàng An Bình, đương nhiên hắn cũng có chút buồn bực. Vị Lãnh Băng băng này đã thành danh lãnh mỹ nhân thật có bạn trai. Nếu điều đó là thật thì đây chính là tin tức mới nhất trong năm nay của cục công an thành phố. Tiểu An à, con có phải hiểu lầm cái gì hay không? Hoàng Hải Đào một bên khuyên nhủ con trai một bên nháy mắt với Lãnh Băng băng. Băng băng làm sao có thể thay lòng được chứ? Khẳng định là con sai rồi. Hoàng Hải Đào hy vọng Lãnh Băng băng có thể nhanh chóng giải thích một cái nhưng là hắn lại rất buồn bực khi phát hiện lãnh băng băng dường như không thấy được ám thị trong ánh mắt của hắn cứ đứng ở chỗ kia một chút phản ứng cũng không có ta không hiểu lầm hoàng an bình kêu lên băng băng nói đầu của ta có vấn đề nói nàng với ta không có quan hệ nàng còn bắt ta cút đi điều này còn không phải là thay lòng sao khẳng định nàng đã có người đàn ông khác hoàng hải đào có chút bất mãn nhìn lãnh băng băng một cái cho dù con trai của hắn bị bệnh thần kinh thật thì cũng không nên nói thẳng với hắn như vậy chứ. Bất mãn thì bất mãn, ngược lại hắn không có biểu hiện ra trên mặt, chỉ là hòa nhã đối với lãnh băng băng nói. Băng băng à, cô cũng nên giải thích một cái với Tiểu An đi mà, cô cũng biết hiện tại Tiểu An đang trong trạng thái kích động, vạn nhất Vạn nhất xảy ra cái kia thì làm sao, chịu thiệt vẫn chính là cô mà. Chương 19, mang còng tay đoạt súng. Ngược lại Lãnh băng băng cũng hiểu ý tứ của Hoàng Hải Đào, hiện tại não của Hoàng An Bình không bình thường, nếu có thật nổ súng bắn chết nàng thì chỉ sợ cũng không phải ngồi tù, mà nàng lại chết ở trong tay một kẻ điên, chết như thế cũng thật có chút oan uổng cho nàng. Tuy hiện tại tâm tình của lãnh băng băng không phải rất tốt, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu, biết được cái lúc này không thể quá cứng nhắc, đúng lúc đang tính toán nói mấy câu lấy lệ với tên bệnh thần kinh này, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì bên cạnh lại đột một truyền tới một giọng nói. Ê, tiểu tử, ngươi không muốn sống à, ngang nhiên dám dùng súng chỉ vào lão bà của ta. Nghe được như vậy, trong lòng mọi người đều kêu, hỏng bét, sau đó cùng lúc nhìn về phía hạ thiên vừa mới đột nhiên xuất hiện tại bên thân lãnh băng băng, chỉ cầu trời bỗng nhiên có thể dáng thiên lôi xuống đánh chết tên ngu ngốc này, làm sao lại có cái loại người hay đi làm loạn như hắn cơ chứ. Lưu manh đáng chết, ngươi nói nhăng nói cuội cái gì đấy. Ai là lão bà của ngươi? Lãnh băng băng thở hổn hển, Tên gia hỏa đáng chết này làm sao có thể chính mình chạy ra khỏi phòng thẩm vấn vậy? Cảnh sát tỷ tỷ, tuy hiện tại tỷ không phải là lão bà của ta, chẳng qua sau này tỷ nhất định sẽ làm lão bà của ta." Hạ Thiên cười hì hì nói, tên gia hỏa này ngồi ở phòng thẩm vấn một lúc liền cảm thấy quá buồn chán, thế là chính mình tự đi ra, mà lúc này tất cả mọi người trong đội hình cảnh cũng vì sự xuất hiện của Hoàng An Bình mà hỗn loạn cả lên, tự nhiên cũng không có ai đi quan tâm đến hắn, từ đó mới có kết quả như hiện tại hắn thuận lợi đi đến bên cạnh lãnh băng băng. Không đợi lãnh băng băng nói chuyện, hạ thiên bộ dáng an ủi nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, có ta ở đây sẽ không có người nào dám ăn hiếp tỷ. Người cầm miệng cho ta. Lãnh băng băng vô cùng tức giận, tên lưu manh chết tiệt này định làm loạn cái gì vậy? Người chính là lão công của băng băng. Hoàng An Bình hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên. Hắn không. Lãnh băng băng liền vội nói, chỉ đáng tiếc nàng còn chưa nói xong thì Hạ Thiên liền cắt đứt lời của nàng, gật gật đầu cười hi hi trả lời. "Không sai, ta chính là lão công của Băng Băng." Không đợi Hoàng An Bình nói chuyện, Hạ Thiên còn nói thêm. "Này, tiểu tử, dám có chủ ý đối với lão bà của ta đều sẽ không có kết cục tốt, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức thả súng xuống, sau đó để cho ta đánh một trận, còn nếu đợi đến lúc ta phải tự thân động thủ thì ngươi sẽ phải biến thành thái giám đó." ngươi nói ngươi là lão công của băng băng vì sao lại mang còng tay hoàng an bình nhìn chăm chú hạ thiên đột nhiên hỏi hạ thiên giơ tay lên à ngươi nói cái này à băng băng rất thích ta mà lại sợ ta bỏ chạy cho nên mới đem ta còng lại lưu manh nhà ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy có phải muốn tìm chết phải không lãnh băng băng hạ thấp giọng cắn răng nghiến lợi nói được lắm vậy trước hết ta sẽ giết ngươi hoàng an bình tức giận hừ một tiếng bỗng nhiên chuyển đầu súng chỉ vào hạ thiên dừng tay tiểu an dừng tay lãnh băng băng cùng hoàng hải đào đồng thời quát to mà đúng lúc này thân thể của hạ thiên lại động đột nhiên hắn như quỷ mị nhào hướng hoàng an bình đôi tay khéo léo rút ra khỏi chiếc vòng tay sau đó đồng thời hướng về phía bàn tay phải cầm súng của hoàng an bình hai ngón tay cực nhanh nắm lấy cổ tay hoàng an bình hơi dùng sức kẹp một cái hoàng an bình liền phát ra một tiếng hừ đau đớn tay phải vô lực rủ xuống, tự nhiên súng cũng bị rơi xuống, liền bị bàn tay kia của Hạ Thiên tóm được. Bốn phía hoàn toàn im lặng, tên gia hỏa này đến cùng là người gì vậy? Chỉ trong ngăn ngắn thời gian mấy giây lại có thể hoàn thành cả thảy quá trình thoát khỏi còng tay cộng thêm đoạt súng, điều này quả thực cũng có chút quá cường hãn thì phải. Lãnh băng băng sắc mặt cũng biến đổi liên tục, trước đó nàng cũng đã ăn khổ trong tay Hạ Thiên, biết được thân thủ Hạ Thiên rất xuất sắc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể lợi hại đến như vậy. Lúc này nàng cũng đã ngầm hiểu được nguyên do khi đó Hạ Thiên nguyện ý đeo còng tay, cũng không bởi vì bị nàng dùng súng chỉ vào đầu, mà là vì một nguyên nhân khác. Chẳng qua lúc này Hạ Thiên cũng không có để ý đến ánh mắt từ bốn phía, mà lại dùng ngón tay đặt lên cổ tay của Hoàng An Bình, trong mồm lầm bầm lầu bầu. Ô, tiểu tử nhà ngươi hóa ra là đầu óc có vấn đề, vốn là ta chuẩn bị đánh cho ngươi một trận, chẳng qua ta cũng không muốn ăn hiếp người bị bệnh, thật là phiền hà, ta có nên trước trị hết bệnh cho ngươi rồi sau đó lại đánh ngươi hay không nhỉ? Chúng nhân không còn gì để nói, lại có loại người như thế này sao, trước đem người ta trị hết bệnh, sau đó lại đem người ta đánh một trận, khiến cho người ta lại biến thành bệnh nhân lần nữa. Như vậy cũng thật quá ác. Thả ta ra, tên vương bát đản nhà ngươi mau thả ta ra. Hoàng An Bình một bên giấy rụa gầm gào. Ngươi ồn ào quá. Hạ Thiên có chút bất mãn, vươn tay vỗ một cái lên đầu Hoàng An Bình, đột Hoàng An Bình rất bất hạnh khi đã trở thành người thứ ba trong hôm nay bị Hạ Thiên đánh ngất. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tên này cũng thật quá kiêu ngạo, ngay trước mặt cục trưởng lại dám đem con trai cục trưởng đánh ngất. Ngươi làm gì vậy? Hoàng Hải đào giận dữ nhìn Hạ Thiên. Ngươi là ai? Dám hành hung ở cục cảnh sát. Cục trưởng, hắn tên là Hạ Thiên, cũng là người bị tình nghi trong vụ án đánh người. Lãnh băng băng cuối cùng cũng từ trong cái cục diện có chút hỗn loạn này tỉnh táo lại, nhanh chóng báo cáo một câu, sau đó tức giận nhìn Hạ Thiên. Đưa súng cho ta. Ê, ngươi làm sao không biết tốt xấu vậy? Hạ Thiên trừng mắt với Hoàng Hải Đào. Tên gia hỏa này bị bệnh thần kinh, nếu ta không đánh ngất hắn thì có khả năng hắn sẽ làm sạch tất cả các người đó, các người chết rồi cũng không sao, nhưng liên lụy đến lão bà của ta thì làm thế nào? Nói tới đây, Hạ Thiên đột nhiên lại vỗ đầu một cái. "Trời, cái này cũng là một vấn đề khó đây, tên bệnh thần kinh này về sau lại muốn tới nơi này tìm cảnh sát tỉ tỉ thì, thì thật phiền toái, bằng không hiện tại ta vẫn là nên đem hắn làm sạch đi, nhưng cũng không được, ăn hiếp bệnh nhân thật là mất hết thân phận của ta, thôi, vì bảo vệ lão bà của ta, ta vẫn nên trước hết đem tên bệnh thần kinh này chỉ tốt đi đã." Hạ Thiên tự nói một mình cũng không để ý những người bên cạnh, Hoàng Hải Đào vốn rất tức giận đúng lúc đang muốn phát tác lại nghe đến câu sau cùng, sắc mặt lập tức biến đổi, hơi hơi chần chờ một chút, hắn đè nén cơn thịnh nộ xuống, mở miệng hỏi. Người có thể trị khỏi bệnh của nó. Đương nhiên, chỉ là bệnh thần kinh mà thôi, lại cũng không phải bệnh gì nặng. Hạ Thiên Hời hợt nói. Hoàng Hải Đào có loại xung động muốn hộp máu, không phải cái gì bệnh nặng nửa năm qua hắn đã tìm qua vô số danh y đều là thuốc thủ vô sách bó tay chỉ có thể trơ mắt nhìn vào con trai của chính mình không bình thường một ngày so một ngày nặng hơn cái này còn không phải bệnh nặng hạ thiên người đừng có tiếp tục nói nhăng nói cuội nếu như bệnh thần kinh có thể có phương pháp trị khỏi như vậy thì bệnh viện tâm thần đã đóng cửa hết từ lâu rồi lãnh băng băng bực tức nói cảnh sát tỉ tỉ đại sư phụ của ta nói không phải bệnh khó trị mà chỉ là lang băm trên đời này quá nhiều hạ thiên khẽ cười hì hì tiện tay đưa súng cho lãnh băng băng trả súng cho tỷ nè ngươi thật sự có thể trị khỏi tuy hoàng hải đào cũng không tin tưởng cho lắm nhưng vừa vặn xác thực biểu hiện của tên gia hỏa này cũng không phải tầm thường càng trọng yếu đó là bệnh tình của con trai hắn đã khiến cho hắn thúc thủ vô sách điều này chính là bệnh gấp tìm mọi thầy thuốc hiện tại hắn cũng chỉ có thể khắp nơi tìm vận may nè ta đã nói bệnh của hắn không phải khó trị tên gia hỏa này chỉ là bị đụng đầu một cái sau đó bên trong có một điểm tụ máu chèn dây thần kinh não chỉ cần đánh tan máu tụ là hắn sẽ khôi phục bình thường ngay thôi mà hạ thiên có chút không vui tên này lại dám không tin tưởng y thuật của hắn chẳng qua hắn lại nghĩ tới tình cảnh hôm qua ở cửa chính đại học giang hải kiếm tiền hiểu được muốn để cho người khác tin tưởng y thuật của hắn cao minh cũng không phải chuyện dễ dàng vừa nghĩ như vậy ngược lại hắn liền cảm thấy hoài nghi của hoàng hải đào cũng là bình thường tiểu tử này cũng thật lợi hại nha lại có thể biết được nguyên nhân bệnh tình của hoàng đội. Đúng vậy, ta thấy hắn khả năng có thể trị được thật. Cũng không biết đội trưởng bắt ở đâu được một tên, như nhân, ý nói người cường hãn như vậy, nhìn một tay công phu vừa rồi của hắn, sợ là cả đội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mấy cảnh sát lại ở bên cạnh thì thầm bàn tán, nguyên nhân bệnh tình của Hoàng An Bình tại trong cục cảnh sát cũng không phải bí mật, trên thực tế, Hoàng An Bình cũng được xem là một hình cảnh giỏi, cho dù có một người cha làm cục trưởng nhưng lại thường xuyên sông lên tuyến đầu, sau đó tại một lần bắt giữ mấy tên tội phạm cướp giật, không may đã bị thương tổn vùng đầu, từ đó mới bắt đầu biến thành có chút không bình thường. Chuẩn đoán của bác sĩ cùng với lời nói vừa rồi của Hạ Thiên trên cơ bản đều giống nhau, duy nhất không giống đó là không có bất cứ bác sĩ nào dám làm phẫu thuật hút máu tụ ra, nghe nói là xác suất thành công quá thấp, bởi vậy sau khi hạ thiên thuận miệng nói ra nguyên nhân bệnh của hoàng an bình mọi người đều bắt đầu có chút tin tưởng hạ thiên người tốt nghiệp ở trường y nào lãnh băng băng nhìn chăm chú hạ thiên bắt đầu chất vấn cảnh sát tỷ tỷ ta chưa đi học bao giờ chứng nhận hành y của ngươi đâu cái này không có ta thấy căn bản ngươi chính là tên lừa đảo đem chứng minh nhân dân của ngươi ra đây xem nào chứng minh nhân dân ta còn chưa làm hạ thiên gãi gãi đầu cảnh sát tỷ tỷ, không bằng tỷ làm giúp ta chứng minh nhân dân được không? Hạ Thiên quả thực không có chứng minh nhân dân, vốn hắn cho là đến thành phố Giang Hải liền có thể gặp được Kiều Tiểu Kiều, sau đó thì mấy thứ như chứng minh nhân dân. Đều có thể bảo Kiều Tiểu Kiều giúp hắn làm, chỉ đáng tiếc việc không như mong đợi, xem ra hắn chỉ có thể tự mình tìm người đi làm chứng minh nhân dân. Hắn đã từng nghe Kiều Tiểu Kiều nói qua, không có chứng minh nhân dân sẽ rất phiền hà. Chứng minh nhân dân, chứng minh thư nhân dân, ta là hình cảnh, không đi làm chứng minh nhân dân. Lãnh băng băng buồn bực nói, sau đó quay đầu nhìn vào Hoàng Hải Đào. Cục trưởng, tám phần cái tên này là lừa đảo, để tôi trước dẫn hắn đi phòng thẩm vấn. Từ từ, Hoàng Hải Đào sắc mặt biến đổi liên tục, thực ra mà nói, hắn cũng không muốn dễ dàng tin tưởng một người mà hắn căn bản không biết gì về người đó, chỉ là trong nửa năm qua, từ trước đến nay không có ai dám bảo đảm có thể chữa khỏi bệnh cho con trai của hắn, nhưng hiện tại lại xuất hiện một cá nhân như vậy điều này khiến cho hắn không thể không coi trọng hắn rất muốn thử một lần chỉ là hắn còn thiếu một cái lý do khiến cho hắn có thể triệt để ra quyết định bởi thế hắn quyết định trước muốn hiểu rõ một chút về cái người này hai cậu giúp ta trước đưa tiểu an đi bệnh viện hoàng hải đào phân phó cho hai cảnh sát không cần hắn nửa giờ sau có thể tự tỉnh lại hạ thiên sen vào một câu hoàng hải đào ánh mắt chăm chú lại Ngươi khẳng định, ta đương nhiên khẳng định. Hạ thiên bĩu bĩu môi. Ta hạ thủ đều rất có chừng mực, hôm nay tên tô tử cường bị ta đánh cho thành đầu heo, hẳn đã tỉnh từ 20 phút trước, đến nối cái tên ra hỏa sau đó, hiện tại chắc cũng đã tỉnh, nếu không tin có thể gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi là biết. Hắn vừa nói xong lời này, lãnh băng băng liền bấm điện thoại, vài phút sau, lãnh băng băng đóng điện thoại, sau đó dùng một loại ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn vào hạ thiên chương 20, huynh muội diệp ra. Tình huống như thế nào? Thấy lãnh băng băng không nói chuyện, Hoàng Hải đào nhịn không nổi hỏi trước. Cục trưởng, hắn nói không sai, hai người kia đều đã tỉnh dậy, mà lại. Lãnh băng băng cắn cắn răng, dùng ánh mắt rất tức giận nhìn vào Hạ Thiên. Mà lại cái gì? Hoàng Hải đào khẽ nhíu mày. Cục trưởng, trước đó ta có cử pháp y đến kiểm tra thương tích, nhưng trên người bọn họ lại không có tìm ra vết thương nào lãnh băng băng có chút bực tức nàng thế nào cũng không rõ ràng gia hỏa này làm sao có thể làm được như vậy nàng còn nghe nói trước đó tô tử cường bị đánh giống như đầu heo nhưng đợi đến lúc pháp ý đến kiểm tra thì những vết xương kia đều tự động biến mất đúng là nhân tài nghe được lời này của lãnh băng băng ánh mắt của mọi người nhìn hạ thiên lại biến khác trước rất nhiều tên gia hỏa này mà được điều đi làm hình tấn bức cung thì đúng là quá hoàn hảo hoàng hải đào lại trở lên trầm tư quá nửa buổi hắn mới hướng về phía Hạ Thiên, giọng nói đã rất ôn hòa. Cậu tên là Hạ Thiên phải không? Không sai. Hạ Thiên gật gật đầu. Ta là Hoàng Hải Đào, Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Hải, nó là Hoàng An Bình, con trai của ta. Hoàng Hải Đào tự giới thiệu chính mình. Trước kia Tiểu An là một cảnh sát rất xuất sắc, đầu của nó là do trong lúc đuổi bắt tội phạm mà bị thương, nếu như cậu có thể trị khỏi bệnh cho nó, ta nhất định sẽ rất cảm tạ cậu. Ô, oh, không cần cảm tạ ta, chỉ cần sau này hắn không tranh cảnh sát tỉ tỉ với ta là được. Hạ thiên thuận miệng nói. Người còn dám nói. Lãnh băng băng lại có xung động muốn động thủ. Hoàng hải đào xua tay, ra hiệu cho lãnh băng băng không cần phải so đo, sau đó hỏa nhã hỏi. Hạ thiên à, ta có thể hỏi cậu một việc được không? Trước đó cậu đã xem bệnh cho ai bao giờ chưa? Đương nhiên có, bệnh của lão bà ta chính là do ta trị khỏi. Hạ Thiên trả lời, lão bà của cậu. sắc mặt Hoàng Hải đào có chút lúng túng, quay đầu lại nhìn lãnh băng băng một cái. Cậu là nói, tôi không phải là lão bà của hắn. Lãnh băng băng hàm răng nghiến vào nhau kêu lách cách. A hát cảnh sát tỷ tỷ, ta nói không phải là tỷ, ta đang nói là một lão bà khác của ta. Hạ Thiên cười hì hì nói, chúng nhân lại hết lời để nói, tên gia hỏa này đã có vợ lại còn muốn theo đuổi lãnh mỹ nhân thật là không biết chết sống là gì nha. Vậy, Hạ Thiên, cậu có thể hay không nói cho ta biết lão bà của cậu tên là gì không? Hoàng Hải Đào hỏi, kỳ thực hắn tính toán cũng rất đơn giản, tuy hắn đã có chút tin tưởng Hạ Thiên, nhưng vẫn rất lo lắng, cho nên nếu Hạ Thiên đã từng trị bệnh cho người khác thì hắn chỉ cần tìm đến những người kia điều tra một cái, liền có thể biết được y thuật của Hạ Thiên có thật là cao minh hay không. Làm cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải Hoàng Hải Đào muốn điều tra tình hình của một người thực ra cũng không phải quá khó, chỉ cần cho hắn một chút manh mối là được. Nàng tên là Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, lập tức nói ra. Sau đó bốn phía lại rơi vào tĩnh mịch. Bệnh viện Thánh Tâm là một bệnh viện tư nhân, đối với người dân bình thường ở thành phố Giang Hải thì bệnh viện này cũng không nổi danh cho lắm, nhưng đối với tầng lớp thượng lưu ở thành phố Giang Hải thì mỗi một người đều rất rõ ràng, bệnh viện này chính là bệnh viện tốt nhất ở thành phố Giang Hải ở đây có những trang thiết bị tiên tiến nhất, còn có những bác sĩ giỏi nhất, chẳng qua, bệnh nhân bình thường căn bản sẽ không vào được bệnh viện này, nói trắng ra thì đây chính là một bệnh viện quý tộc. Diệp Mộng Oánh có chút mệt nhọc đi ra từ phòng bệnh đặc biệt, bệnh tình của gia gia không có chuyển biến bao nhiêu, khiến cho tâm tình của nàng rất tệ, từ nhỏ đến lớn, gia gia đều rất thương nàng, thậm chí rất lâu trước đó còn có tin đồn, gia gia sẽ đem phần lớn tài sản đều để cho nàng cũng chính bởi vì cái tin đồn này mà làm cho những huynh đệ tỉ muội khác trong gia tộc, đa số trong lòng đều rất hận nàng, người duy nhất đối tốt với nàng cũng chỉ có đại ca. Là một trong những gia tộc có quyền thế nhất thành phố Giang Hải, Diệp Gia có sản nghiệp rất nhiều, các loại tài sản tổng kết lại một chỗ, cũng phải lấy trăm triệu để tính, mà hiện tại, chủ nhân của toàn bộ số tài sản này chính là gia gia của nàng, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nam Diệp Thiên Nam, một khối tài sản to lớn như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho vô số người ngấp nghẽ. Mà trong lúc Diệp Thiên Nam bị bệnh, những cuộc tranh đoạt trong tối cũng đạt tới tình trạng gay gắt nhất. Nàng có thể khẳng định, sự cố mà mình gặp phải trên đường trở về thành phố Giang Hải, chính là một người nào đó trong gia tộc đã sắp đặt, may mắn chính là nàng trong lúc nhất thời có lòng tốt để cho Hạ Thiên đi nhờ xe, sau đó mới thoát được kiếp nạn đó. Hiện tại về đến thành phố Giang Hải, có đại ca ở đây, những người này cũng không còn dám tùy tiện hạ thủ đối với nàng. "Tiểu muội." Một thanh âm ôn hòa truyền đến. Diệp Mộng Oánh ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một nụ cười, một người đàn ông cao lớn khôi ngô đang đi hướng về bên này, chính là đại ca của nàng, Diệp Thiểu Hùng. Đại ca, anh đến rồi. Diệp Mộng Oánh đứng dậy đón bước, trên mặt vui vẻ, chỉ có ở trước mặt đại ca, nàng mới có thể xuất hiện mặt cười vui vẻ như vậy, bởi vì nàng biết ở trên đời này, trừ ra ra ở ngoài, một người duy nhất sẽ không bao giờ tính kế hại nàng cũng chỉ có đại ca. Hiện tại là lúc rất nhạy cảm, Tuy ở trong tối anh đã phái mấy người bảo vệ em, nhưng anh vẫn rất lo lắng, nghe nói đêm nay em muốn ở lại trong bệnh viện, anh liền đến đây cùng em. Diệp Thiểu Hùng hơi hơi khẽ cười, trong ánh mắt mang theo một tia cương chiều, dù rằng hắn biết vị muội muội này đã lớn lên, đã có thể tự lực tự cường, nhưng trong ý thức của hắn, hắn vẫn luôn coi nàng là cô bé gái của mười mấy năm trước kia. Đại ca, chúng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Diệp Mộng Oánh nhẹ giọng nói. Ừm. Um. Diệp Thiều Hùng từ trước đến này đều sẽ không từ chối yêu cầu của cô em gái này. Hoàn cảnh trong bệnh viện Thánh Tâm rất tốt, đi dạo trong bệnh viện cũng giống như là đi dạo trong công viên, chẳng qua bệnh nhân trong bệnh viện cũng rất ít, sắc trời lúc này cũng đã tối, trên đường cũng không nhìn thấy được mấy người đi dạo. Đại ca, anh nói ra ra sẽ khỏe lên được không? Trong giọng nói của Diệp Mộng Oánh có chút bi thương, tuy nàng biết tuổi tác của Gia Gia cũng đã lớn, qua mười mấy ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của ông, nhưng nàng vẫn hy vọng Gia Gia có thể sống ở trên đời này càng dài càng tốt. Ta nghĩ rằng chỉ ít lão nhân Gia cũng sẽ qua được đại thọ 80. Diệp Thiều Hùng khẽ thở dài một hơi. Thực ra, từ trước đến nay, Gia Gia đều không có nói qua muốn đem tất cả tài sản để lại cho em. Em cũng không nghĩ muốn lấy tài sản của Gia Gia. Em cũng không muốn cùng mọi người tranh đoạt tài sản. Cho nên mấy năm trước em mới rời thành phố Giang Hải, một mình đi tới Tinh Thành. Công ty hiện tại của em cũng không tính là lớn. Nhưng để nuôi sống chính mình cũng không có vấn đề gì, đối với em mà nói, phần tài sản kia của gia gia có hay không có cũng không quan trọng." Trong giọng nói của Diệp Mộng Oánh có vài phần đắng cay. "Nhưng bọn họ vì sao vẫn không buông tha cho em, vì sao lại phải dùng cách đó để cho em phải thân bại danh liệt cơ chứ? Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Trong mắt Diệp Thiểu Hùng chợt hiện một tia lạnh lẽo, lại dám gây bất lợi đối với tiểu muội hắn yêu quý nhất, hắn sẽ không để cho những người kia có kết cục tốt. Dừng một lát, Diệp Thiểu Hùng lại chậm rãi nói: "Tuy Tô Tuấn Phong không có bản lãnh gì, nhưng ở thời khắc then chốt thì ngược lại cũng gánh vác được đôi chút, cái người tên là Hạ Thiên mà em nói, anh cũng đã điều tra qua nhưng cái gì cũng không tìm được, cũng không nghe nói là Kiều Tiểu Kiều đã có vị hôn phu, chẳng qua tiểu tử này đã cứu em, có cơ hội anh sẽ phải cảm ơn hắn." Nói lại cũng thật khó hiểu, Hạ Thiên hẳn sẽ không tìm được Kiều Tiểu Kiều, em đã để lại một tấm danh thiếp cho hắn. Em vốn còn tưởng hôm qua hắn nhất định sẽ gọi điện thoại cho em, chẳng qua đến hiện tại, hắn cũng không có gọi điện thoại đến. Diệp Mộng oánh nhíu lại chân mày, tâm lý có chút bận lòng, chẳng lẽ Hạ Thiên đã xảy ra việc gì? Diệp hiểu Hùng đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên sau lưng lại truyền đến một cái thanh âm trong trẻo. "Biểu tỷ, đại biểu ca." Hai người quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô bé đáng yêu, chính là Tô Bối Bối, cùng đi với nàng chính là Tô Tuấn Phong đại biểu ca anh đến lúc nào vậy tô bối bối chạy đi qua bộ dạng rất hưng phấn a wow, đại biểu ca mới mấy ngày không gặp rất giống như anh lại càng đẹp trai đó nha diệp hiểu hùng rất là đau đầu làm sao lại gặp phải con bé này chứ tuấn phong người tốt hơn rồi chứ diệp mộng oánh biết đại ca có chút sợ tiểu nha đầu này liền nhanh chóng giải vây cho hắn đem lời chuyển rời đến trên người tô tuấn phong đang ở bên cạnh không có việc gì Đầu có chút bị chấn động nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt rồi." Tô Tuấn Phong vội vàng nói, hôm qua lúc hắn được đưa đến đây, cũng đã tỉnh lại, chỉ là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn y nguyên không dám tin tưởng, người sau cùng cứu bọn họ lại là tên gia hỏa hạ thiên kia. "À, đúng rồi, biểu tỷ, tên nhà quê kia có gọi điện thoại cho chị hay không?" Tô bối bối bộ dạng như vừa nghĩ đến việc này. "Không có." Diệp Mộng Oánh thành thật trả lời. Tự nhiên nàng biết tên nhà quê trong miệng Tô Bối Bối là ai. Thật không có đạo lý nha, em đã đặc biệt nhờ người nghe ngóng qua, tên nhà quê kia cũng không tìm được Kiều Tiểu Kiều mà. Tô Bối Bối có chút nghĩ không ra, lập tức lại giống như nghĩ ra cái gì đó. Em biết rồi, khẳng định tên nhà quê kia chỉ là khoác lác, căn bản là hắn không quen biết Kiều Tiểu Kiều. Điện thoại di động của Tô Tuấn Phong đột nhiên vang lên, lấy điện thoại đi động ra nhìn một cái, Tô Tuấn Phong nhíu mày đến cuối cùng cũng nghe điện thoại, giọng nói có chút không vui. Tử Cường, có việc gì? Người bị người đánh, người có thể hay không khá lên một chút. Từ từ, người nói cái người kia đánh người tên là gì? Hạ Thiên. Thanh âm của Tô Tuấn Phong đột nhiên tăng cao lên. Người khẳng định là Hạ Thiên. Vậy được, việc này cứ để cho ta xử lý, không cần quấy dày đến người trong nhà, cứ như vậy. Tô Tuấn Phong cúp điện thoại, sau đó liền phát hiện có ba cặp mắt đang nhìn chầm chầm vào hắn. Này, Tam ca, anh vừa nói cái gì trong điện thoại vậy? Hạ Thiên đánh ai? Anh nói Hạ Thiên có phải hay không là cái tên nhà quê kia? Tô bối bối là người thứ nhất không nhịn được, một hơi liền hỏi mấy cái vấn đề. Tử Cường ở Đại học Giang Hải bị người đánh, người đánh hắn tên là Hạ Thiên, còn có phải là tên Hạ Thiên mà em nói hay không thì anh cũng không biết. Tô Tuấn Phong có chút không biết làm sao. Chẳng qua, nghe nói hiện tại Hạ Thiên đã bị bắt tới cục công an, ta đang nghĩ muốn đi xem một chút. Hắn bị bắt. Diệp Mộng Oánh sắc mặt hơi biến, quay đầu nhìn Diệp Thiểu Hùng. Cùng đi xem đi. Diệp Thiểu Hùng nhàn nhạt khẽ cười, ở trong lòng của hắn đối với vị này đã cứu muội muội của hắn cũng là có chút hiếu kỳ. chương 21, Người đẹp an phận kiều tiểu kiều, 2. Đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Hải, chỉ sau khoảnh khắc vắng lặng ngắn ngủi thì khung cảnh chợt ầm ĩ. Kiều Tiểu Kiều sao? Kiều Tiểu Kiều nào? Không phải Kiều Tiểu Kiều kia đấy chứ? Sao có thể là Kiều Tiểu Kiều kia được? Tám phần có một người khác cũng tên là Kiều Tiểu Kiều. Khoảnh khắc Hoàng Hải Đào nghe thấy cái tên Kiều Tiểu Kiều thì nghĩ rằng mình nghe lầm, đáng lý ra cái tên cũng không tính là bình thường, mà ở thành phố Giang Hải thì mỗi người nghe thấy cái tên này đều nghĩ ngay đến Kiều Tiểu Kiều kia đó chính là thiếu nữ thiên tài của gia tộc họ Kiều mà năm 19 tuổi đã hô phong hoán vũ ở giới tài chính Giang Hải. Hạ Thiên, cậu nói đến Kiều Tiểu Kiều, có phải Kiều Tiểu Kiều của Kiều ra không? Hoàng Hải đào nhịn không được phải hỏi, mà cục trưởng mở miệng thì đám cảnh sát trong đồn công an cũng ngậm mồm, bầu không khí tạm thời yên tĩnh trở lại, ai cũng nhìn Hạ Thiên, đều đợi câu trả lời. Hạ Thiên dùng ánh mắt dở hơi nhìn Hoàng Hải Đào, Kiều Tiểu Kiều tất nhiên là người Kiều gia, điều này còn phải hỏi sao? Nhưng Hạ Thiên còn chưa kịp mở lời thì Lãnh Băng Băng ở bên cạnh đã không nhịn được nói lớn. "Cục trưởng, sao anh ta có thể quen biết Tiểu Kiều, anh ta căn bản chỉ là lừa gạt." Khi thấy Hoàng Hải Đào có chút do dự thì Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng ra đòn sát thủ. "Cục trưởng, bây giờ tôi sẽ điện thoại cho Tiểu Kiều, hỏi một câu sẽ biết ngay." Hạ Thiên nghe thấy lời nói của Lãnh Băng Băng thì cực kỳ vui mừng. "Cảnh sát tỷ tỷ, chị biết số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều sao?" mau nói cho tôi biết tôi muốn tìm cô ấy anh không biết số điện thoại của người ta như vậy còn nói người ta là vợ mình sao lãnh băng băng dùng ánh mắt khinh thường nhìn hạ thiên nàng cũng lập tức lấy điện thoại ra bấm số tên lưu manh lừa đảo đáng chết đã đến lúc anh hiện nguyên hình điện thoại được nối thông rất nhanh đầu dây bên kia vang lên một âm thanh mệt mỏi chị băng băng sao tiểu kiều là chị đây giọng nói của lãnh băng băng chợt trở, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều điều này làm đám người cảm thấy rất bất ngờ người đẹp băng giá cũng có lúc dịu dàng như thế này sao chị băng băng chị có chuyện gì cần tìm em sao kiều tiểu kiều hỏi rất trực tiếp tiểu kiều chị bắt được một người mà người này cứ luôn mồm nói là chồng em lãnh băng băng cũng không nói vòng vo giọng điệu của kiều tiểu kiều chợt trở nên vội vàng không đợi lãnh băng băng kịp nói hết lời nàng đã chen vào có phải anh ấy là hạ thiên không Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, trong lòng có cảm xúc không ổn. "Tiểu Kiều, anh ta là Hạ Thiên, sao em biết?" "Anh ấy đang ở đồn cảnh sát hình sự sao?" Kiều Tiểu Kiều lại tiếp tục cắt ngang lời Lãnh Băng Băng. "Ừ." Lãnh Băng Băng nói xong thì đầu dây bên kia lại vang lên một âm thanh. "Em đến ngay." Sau đó Lãnh Băng Băng chỉ nghe thấy những tiếng tút tút, bên kia đã cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng chợt đứng ngây người, khoảnh khắc này nàng hoàn toàn không thể tin kiều tiểu kiều thật sự quen biết tên lưu manh hạ thiên này sao hoàng hải đào thấy lãnh băng băng nói chuyện điện thoại xong thì choáng váng lão cũng nhịn không được phải hỏi băng băng kiều tiểu thư nói thế nào lãnh băng băng dùng ánh mắt phức tạp nhìn hạ thiên nàng dùng giọng đờ đẫn nói tiểu kiều nói sẽ lập tức đến ngay mọi người chợt ngây dại cảnh sát tỉ tỉ chị đúng là rất tốt ha ha tôi có thể được thấy vợ mình rồi hạ thiên có vẻ rất hưng phấn hắn đi vào Giang Hải với mục đích chính là tìm Kiều Tiểu Kiều, bây giờ lại sắp được gặp nàng, như vậy phải cao hứng là đương nhiên. Đồ nhà quê, anh vui vẻ cái gì? Một âm thanh bất mãn từ ngoài cửa truyền vào, lúc này đám người Diệp Mộng Oánh đã đến, người mở lời chính là Tô Bối Bối. Ủa, Mỹ Nữ Tỷ Tỷ, chị cũng đến rồi à? Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy Diệp Mộng Oánh, còn Tô Bối Bối lại bị hắn bỏ qua. Tô Bối Bối chợt mất hứng. Này, Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Này, em vừa nói gì? Hạ Thiên cuối cùng cũng nhìn Tô Bối Bối. Anh? Tô Bối Bối vùng nắm tay nhỏ, nàng muốn đánh Hạ Thiên nhưng chợt khựng lại. Nàng biết mình không phải là đối thủ của đối phương nên thu nắm đấm trở về. Đồ nhà quê, anh đã bị bắt vào đồn công an, cũng sắp ngồi tù đến nơi, còn vui vẻ cái gì? Anh sắp được gặp vợ, tất nhiên sẽ vui rồi. Hạ Thiên nói bằng giọng điệu đương nhiên. Vợ anh Tô bối bối không thể tin. Anh nói Kiều Tiểu Kiều sao? Đúng vậy, Kiều Tiểu Kiều sẽ đến đây tìm anh. Tâm tình của Hạ Thiên rất vui sướng, cũng không quan tâm đến câu hỏi của tô bối bối là thế nào. Anh nằm mơ à? Tô bối bối bĩu môi. Đúng rồi, em hỏi anh, anh sao lại đánh tứ ca? Ai là tứ ca, kẻ nào? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Chính là tô tử cường. Tô bối bối tức giận nói. À, em nói tên đó à, đáng ăn đòn. Hạ Thiên hời hợt nói. Đám người nơi đây không nói gì, lý do của Hạ Thiên rõ ràng quá ghê gớm. Tô Tuấn Phong chợt nhíu mày, hắn tuy bất mãn với tên em trai, cảm thấy em mình không có tương lai, nhưng dù thế nào thì Tô Tử Cường cũng là em trai của hắn, là một phần tử của Tô Gia, nếu đánh Tô Tử Cường thì chẳng khác nào đánh lên mặt Tô Gia, Tô Tuấn Phong không thể không quan tâm. Nhưng vấn đề lúc này đã phức tạp, Hôm qua Hạ Thiên cứu Tô Tuấn Phong một mạng, cũng cứu cả muội muội bảo bối của hắn, còn có cả Diệp Mộng Oánh. Hơn nữa người này có ơn với Tô gia, nếu truy cứu trách nhiệm thì truyền ra ngoài sẽ làm người ta phỉ nhổ, đồng thời Tô Tuấn Phong có truy cứu trách nhiệm thì Diệp Mộng Oánh cũng sẽ ngăn cản. Cục trưởng Hoàng, cháu là Tô Tuấn Phong, Tô Tử Cường là em trai của cháu. Tô Tuấn Phong nghĩ đến đây thì chủ động đi về phía Hoàng Hải Đào, tuy Tô Tuấn Phong và Hoàng Hải Đào không có giao tình nhưng lại biết danh tiếng của đối phương hai bên đều nghe tiếng của nhau thì ra là tô tam thiếu hoàng hải đào cười cười lão là cục trưởng cục công an cũng coi là quyền cao chức trọng nếu nói về thân phận địa vị thì cao hơn hẳn tô tuấn phong nhưng lão không thể không nể mặt tô ra ở sau lưng tô tuấn phong hoàng hải đào đứng trước mặt một tô gia quyền thế cũng không đáng là gì cục trưởng hoàng chuyện em trai của tôi bị người ta đánh bị thương tô tuấn phong nhìn về phía hạ thiên hoàng hải đào vội vàng rào đón Tam thiếu ra yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng, sẽ không để hung thủ đánh người nhởn như ngoài vòng pháp luật. Người Tô gia tự mình đến đây, Hoàng Hải Đào cũng không quan tâm đến vấn đề chữa bệnh cho con trai, lão tranh thủ thời gian cho đối phương thấy thái độ của mình. Cục trưởng Hoàng hiểu lầm ý của tôi rồi." Tô Tuấn Phong lắc đầu. "Tôi nói đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm giữa Hạ Thiên và Tô Tử Cường, Tô gia chúng tôi không truy cứu, cũng hy vọng cục trưởng Hoàng không làm Hạ Thiên khó xử." sao? Khoảnh khắc này Hoàng Hải Đào không kịp phản ứng, sau đó lão liên tục gật đầu. Tam thiếu ra yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý theo nề nếp. Tất nhiên kẻ nào cũng biết xử lý theo nề nếp là thế nào, Hạ Thiên đã không có việc gì, gia đình bị hại đã không truy cứu, Pháp Y không có kết luận thương tích, còn bắt Hạ Thiên được nữa sao? Lãnh băng băng ở bên cạnh lại cực kỳ bực mình, tiểu lưu manh chết tiệt này rốt cuộc là ai? Nàng vốn cho rằng Hạ Thiên đắc tội tô ra, như vậy chỉ còn đường chết, sao biết bây giờ tô ra lại không truy cứu, như vậy tất cả tính toán của nàng đã thất bại sao? Tam ca, sao dễ dàng tha cho đại sắc lang này được? Tô bối bối rất không vui. Theo ý của em thì phải giam anh ta 10 ngày nửa tháng mới đúng chứ? Lãnh băng băng nghe thấy lời của tô bối bối mà cũng thầm tán thành, tên lưu manh này dù không cần phải ngồi tù cũng phải bị giám sát nửa tháng vì trật tự trị an xã hội. Ai muốn giam chồng tôi? một âm thanh dễ nghe chợt vang lên tất nhiên là tôi á tô bối bối quay đầu nhìn ra cửa rồi đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi hai mắt trợn tròn xoe kiều kiều tiểu kiều ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên một người thiếu nữ ngoài cửa người này không cao có lẽ cũng chỉ hơn một m sáu nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất bình thường một chiếc quần jean màu xanh nhạt chỉ nhìn cách ăn mặc đơn giản thì giống như một cô gái nhà bên mà thôi nhưng cô gái này có hàng lông mi rất dài, hai mắt to, da thịt trắng như tuyết, mũi ngọc thẳng tắp, làn môi anh đào, ngũ quan xinh xắn khảm trên gương mặt như trái xoan làm gương mặt càng đẹp tuyệt vời. Dáng người không gợi cảm như lãnh băng băng nhưng cũng là trước lồi sau lõm, đường cong õ ràng. Nàng chính là Kiều Tiểu Kiều, là Kiều Tiểu Kiều xinh đẹp tuyệt luân mà luôn ăn mặc bình thường, không thích châu báu, không thích xe đẹp, là Kiều Tiểu Kiều nhìn qua có vẻ nhu nhược nhưng nổi tiếng thương giới. Vợ à, cuối cùng anh cũng tìm được em hạ thiên phóng về phía kiều tiểu kiều hắn dùng một tay bế nàng lên sau đó xoay chuyển vài vòng rồi mời hạ xuống anh làm gì vậy buông kiều tiểu thư ra hai tiếng quát vang lên âm thanh phát ra từ hai người thiếu nữ ăn mặc nóng bỏng chỉ một màu trắng bên trên là áo ôm dưới người là quần ngắn bó sát chiếc eo trắng nhỏ nhắn và cặp chân dài đều lộ ra bên ngoài rất mê người hai cô gái này nãy giờ luôn đứng sau lưng kiều tiểu kiều nhưng vừa rồi tất cả mọi người đều chầm chầm vào kiều tiểu kiều, vì vậy hai thiếu nữ gợi cảm kia bị bỏ qua, đến lúc này hai nàng hét lên thì mới dẫn đến sự chú ý của mọi người. Không có gì, là người nhà. Kiều tiểu kiều cười thản nhiên. Anh ấy là Hạ Thiên, là chồng tôi. Điều này sao có thể? Có rất nhiều người có suy nghĩ như vậy, rõ ràng đã nghe thấy câu nói này thoát ra từ miệng kiều tiểu kiều nhưng bọn họ vẫn cảm thấy khó tin. Quả thật không thể tin nổi, Hạ Thiên này nhìn cũng chẳng ra gì mà có thể làm chồng Kiều Tiểu Kiều. Nằm mơ, nhất định là mình nằm mơ, đồ nhà quê này không thể nào là chồng Kiều Tiểu Kiều, không thể nào, không thể nào. Tô Bối Bối ở đằng sau thì thào nói: Tên Lưu Manh này thật sự là chồng Kiều Tiểu Kiều sao? Lãnh Băng Băng thật sự khó thể tiếp nhận sự thật này, nàng rất muốn mở miệng hỏi một câu nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, vì sự thật bày ra trước mắt, Kiều Tiểu Kiều đang nằm trong lòng Hạ Thiên. Chồng chúng ta đi thôi Kiều tiểu Kiều trượt nói sau đó mọi người mới quay sang nhìn Kiều tiểu Kiều đang cùng hạ thiên tay trong tay đi ra ngoài chương 22 cửu biệt gặp lại lãnh băng băng há miệng định nói hạ thiên còn chưa lấy hết khẩu cung nhưng cuối cùng cũng không nói gì bây giờ nói còn có ý nghĩa gì nữa tô ra không truy cứu Kiều tiểu Kiều tự mình đến đây lại đừng nói trên hai người bị hại không có bất kỳ vết thương nào dù bị đánh nằm bệnh viện cũng chẳng sao sợ rằng cũng không có cách giữ hạ thiên ở lại lưu manh đánh chết anh chờ đấy tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy lãnh băng băng nhớ đến chuyện xảy ra tối nay mà trong lòng thầm oán hận còn có thiên lý nữa không tô bối bối lầm bầm đồ nhà quê lại tìm được vợ tốt như kiều tiểu kiều sao đại ca chúng ta về thôi diệp mộng oánh mở miệng nói diệp thiếu hùng gật đầu từ đầu đến cuối hắn không nói lời nào nhưng thực tế lại liên tục quan sát Hạ Thiên, nhưng lại không phát hiện đối phương có gì đặc biệt. Vốn hắn cũng muốn cùng Hạ Thiên tâm sự vài lời, nhưng Kiều Tiểu Kiều xuất hiện quá sớm để hắn không có cơ hội nói chuyện. Kiều gia và Diệp gia trước nay quan hệ không tốt, Kiều Tiểu Kiều sau khi tiến vào cũng không chào hỏi đám người Diệp mộng oánh. Tất nhiên thực tế thì Kiều Tiểu Kiều căn bản không chào hỏi ai, hình như dưới ánh mắt của nàng thì chỉ có một mình Hạ Thiên những người khác nàng không thèm đếm xỉa ngay cả lãnh băng băng cũng không ngoại lệ hoàng hải đào bắt đầu quính lên con của lão bị bệnh rốt cuộc có nên tìm hạ thiên chữa bệnh hay không một chiếc xe volvo màu hồng chậm rãi rời khỏi cục công an ngồi ở ghế lái và ghế lái phụ chính là hai thiếu nữ gợi cảm thường ở bên cạnh kiều tiểu kiều hạ thiên đã từ kiều tiểu kiều biết được hai nàng chính là lái xe kiêm bảo vệ của vợ mình là kiều phượng nhi và kiều hoàng nhi người đang lái xe chính là kiều phượng nhi nhìn qua có vẻ khá nóng bỏng, nhưng Kiều Hoàng Nhi ngồi ở ghế lái phụ lại nóng bỏng hơn, bộ ngực lồi hẳn lên. Nhưng lúc này vẻ mặt hai người có chút là lạ, ửng đỏ còn có chút tức giận nhưng lại không làm gì được, nhưng trong lòng hai nàng đã sớm chửi tên khốn Hạ Thiên cả ngàn lần. Từ khi lên xe thì Hạ Thiên đã liên tục xoa bóp lên người Kiều Tiểu Kiều, hơn nữa còn liên tục lẩm bẩm Này, vợ, chỗ này của em hơi gầy, à, chỗ này lớn hơn trước đó, còn có chỗ này, thiếu chút thịt. Hai cô gái hận không thể trực tiếp rút đau chết đứt hai bàn tay của Hạ Thiên. Tên khốn này đúng là đáng chết, đụng vào chỗ nào. Các nàng rất tôn kính Kiều Tiểu Thư, nhưng nàng lại bị tên khốn kia xem như món đồ chơi. Dù tên khốn này thật sự là chồng của Tiểu Thư thì nên đợi đến lúc về nhà rồi hãy làm những chuyện đó chứ. Nhưng hai cô gái cũng cảm thấy khó hiểu, vốn tưởng Kiều Tiểu Thư sẽ mất hứng. Nhưng thực tế thì Kiều Tiểu Thư ngoài cặp má đỏ hồng phơn phất thì chăng có cảm giác không vui, thậm chí nàng còn có cảm giác phối hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai, Trúc giê -xu, Thiên Lôi, sao không đánh chết tên khốn kia đi? Kiều Phượng Nhi cầu nguyện trong lòng. Nhưng bình thường Kiều Phượng Nhi cũng không thắp hương khấn Phật, bây giờ nước đến chân mới nhảy thì vô dụng, vì vậy nên cầu nguyện cả nửa ngày mà Hạ Thiên vẫn rất vui vẻ. Vô tình xe hơi dừng lại ở tòa nhà họ Kiều, đối với một thành phố nhà cao tầng san sát như Giang Hải thì một tòa nhà 10 tầng của nhà họ Kiều cũng không phải quá nổi bật. Nhưng dù là như vậy thì nói đến tòa nhà họ Kiều thì ai cũng biết, nguyên nhân rất đơn giản, vì đây là sản nghiệp của tập đoàn Kiều Thị, quan trọng chính là Kiều Tiểu Kiều phần lớn thời gian đều ở đây. Kiều Tiểu Kiều ở tầng thứ 9, mà toàn bộ tầng thứ 9 đều thuộc cá nhân nàng. Trong cao ốc có một thang máy đi thẳng lên lầu thứ 9, những thang máy khác không thể dừng lại ở tầng này, hơn nữa không có sự cho phép của Kiều Tiểu Kiều thì bất kỳ kẻ nào cũng chẳng được phép tiến lên mà khoảnh khắc này đám bảo vệ tòa nhà đang dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn Kiều Tiểu Kiều kéo một tên đàn ông đi vào thang máy chuyên dụng. Đám bảo vệ đã làm việc ở tòa nhà Kiều Thị được hơn 2 năm, mà những năm này bọn họ chưa từng thấy Kiều Tiểu Kiều thân mật với bất kỳ đàn ông nào như vậy. Không phải đấy chứ, Kiều Tiểu Thư có bạn trai sao? Khoảnh khắc khi thang máy đóng lại thì một tên bảo vệ đám ngực rậm chân. Đáng thương cho người tình trong mộng của tôi, lúc này bị kẻ khác cưa đổ rồi sao? Tỉnh lại đi, mày chỉ là một bảo vệ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Một bảo vệ khác mở miệng mà không sợ đả kích đối phương. Bảo vệ thì thế nào, tiểu tử vừa rồi đẹp trai hơn tao sao? Tên bảo vệ vẫn không phục. Hình như đối phương giàu hơn mày. Tên bảo vệ kia vẫn tiếp tục đả kích. Con khỉ, tên kia ăn mặc rách nát, nào phải loại có tiền. Tên bảo vệ lập tức phản bác. Hình như cũng đúng, tuy không thấy rõ ràng nhưng hình như tên kia nam tính hơn mày. Tên bảo vệ kia vẫn lầm bầm. Đúng là đóa hoa lại cắm bãi sao 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 châu. Tên bảo vệ vẫn tiếp tục nói lời bất bình. Mà lúc này Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đã đi đến lầu 9. "Phượng phi, Hoàng nhi, kể từ hôm nay tôi sẽ không muốn gặp người nào khác." Kiều Tiểu Kiều phân phó một câu, sau đó kéo Hạ Thiên vào phòng. Gian phòng rất lớn, đúng là phòng ngủ, có cả bàn làm việc, máy tính và các vật dụng khác. Nói đúng hơn nơi đây là văn phòng nhưng lại có giường ngủ, có bàn trang điểm và các dụng cụ ở nhà, Kiều Tiểu Kiều bình thường không chỉ sử dụng nơi đây là văn phòng mà còn tận dụng là phòng ngủ. Chăn trên giường còn không có nếp gấp, giống như Kiều Tiểu Kiều đã lâu không ngủ ở đây, quần áo thì ném khắp nơi, thậm chí còn có thể thấy được quần lót vương vãi, Kiều Tiểu Kiều rõ ràng cũng không chú ý đến diện mạo căn phòng. Kiều Tiểu Kiều thấy tình cảnh lộn xộn trong phòng thì vẻ mặt chợt đỏ ửng, có chút ngại ngùng, nhưng cũng thật sự không đi thu dọn với quan hệ giữa nàng và hạ thiên đối phương nhìn thấy tình cảnh này cũng chẳng là gì trước mặt hắn thì nàng không có gì cần phải ngụy trang cuối cùng anh cũng đến tìm em sao kiều tiểu kiều kéo hạ thiên ngồi xuống ghế salon sau đó khẽ ngã vào lòng hắn bộ dạng có chút mệt mỏi chồng à anh đồng ý mỗi năm xuống núi thăm em một lần sao bây giờ mới chịu đến các sư phụ không cho anh xuống hạ thiên nói với vẻ mặt đau khổ nếu anh không uy hiếp thì bọn họ sẽ chẳng cho xuống, mỗi ngày anh đều đến ngủ với thần tiên tỷ tỷ, bây giờ tất cả đều không cho anh xuống núi. Thì ra là như vậy. Kiều Tiểu Kiều khẽ cười. Trông à, anh nói về những chuyện xảy ra sau khi xuống núi đi, sao anh lại bị bắt vào cục công an? Hạ Thiên gật đầu, hắn bắt đầu tự thuật những chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay mà không giấu giếm thứ gì. Từ khi đi nhờ xe và quen biết Diệp Mộng Oánh đến khi quen biết Tôn Hinh Hinh ở đại học Giang Hải cùng với những gì xảy ra sau này, tất cả đều được kể cho Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều không cắt ngang lời Hạ Thiên, nàng vẫn liên tục lắng nghe, thời gian cứ như vậy mà khẽ trôi qua, đợi đến khi Hạ Thiên kể xong thì cũng đã đến khuya. Hạ Thiên cúi đầu nhìn, Kiều Tiểu Kiều đang khép hờ mắt, hít thở nhẹ nhàng, cũng không biết đã ngủ chưa. Không phải hay nói cách biệt lâu ngày thắng tân hôn sao? Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn và Kiều Tiểu Kiều đã ba năm không gặp, vất vả lắm mới tìm được nhau, vốn tưởng rằng có thể được hưởng thụ sự mềm mại của nàng, nào ngờ Kiều Tiểu Kiều lại ngủ ngon như vậy. Xem ra cũng không quá lâu. Hạ Thiên cũng chỉ có thể giải thích như vậy, hắn định ôm Kiều Tiểu Kiều lên giường nhưng sợ đánh thức nàng, vì vậy cũng chỉ quyết định ngồi trên ghế sa lông cả buổi tối. Dù sao hắn ngủ ngồi cũng không có vấn đề gì. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng ngủ không ngon, Hai người bọn họ liên tục ở bên ngoài phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong, trong lòng thầm nghĩ không biết Sắc Lang Hạ Thiên kia có thịt tiểu thư hay không. Nhưng hai người nghe ngóng cả buổi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Mà tối nay cũng không phải chỉ có vài người mất ngủ. Lãnh băng băng cả đêm ngủ không ngon, cũng vì Hạ Thiên làm cho tức giận. Tô Bối Bối cũng ngủ không ngon, nàng rất bất bình, cho rằng Hạ Thiên lấy được vợ như Kiều tiểu kiều rõ ràng là không công bằng. Mà tất nhiên còn một người không ngủ ngon. Đó chính là Tôn Hinh Hinh. Sau khi Hạ Thiên được đưa đi thì Tôn Hinh Hinh và đám người Phương Hiểu như được một cảnh sát giữ lại lấy bản ghi chép, sau khi xong việc thì nàng liên tục lo lắng cho Hạ Thiên. Nàng rất muốn tìm người bảo lãnh Hạ Thiên ra khỏi đồn công an, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì không người nào có thể giúp được nàng. Thật ra điều này cũng khó thể trách nàng, nếu nàng thật sự có người hỗ trợ thì đã không bị trương đại trụ đến gây phiền. Sau đó Tôn Hinh Hinh cũng không nhịn được phải đến cục công an một chuyến sau đó lại biết tin hạ thiên được thả ra sau khi tôn hinh hinh nhiều lần xác nhận thì cuối cùng cũng vui vẻ về nhà nhưng đợi vài giờ mà không thấy hạ thiên quay về vì vậy nàng bắt đầu lo lắng chẳng lẽ hạ thiên lạc đường hay là có chuyện gì khác cũng vì như vậy mà tôn hinh hinh cả đêm khó ngủ hôm sau khi nàng đến cửa hàng hoa thì phương hiểu như đã la hoảng này chị hinh chị lại cùng hạ thiên chơi cả đêm nữa à khi nhận được thông tin Hạ Thiên được thả ra thì Tôn Linh Hinh cũng điện thoại cho Phương Hiểu Như, vì vậy mà Phương Hiểu Như cũng biết Hạ Thiên không bị giam ở đồn. Chơi cái đầu cô, Tôn Linh Hinh tức giận chừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. Hạ Thiên không về nhà. Sao, không về nhà à? Phương Hiểu Như có chút sững sờ. Không phải anh ấy đã được thả rồi sao? Không phải ra ngoài chơi bời đấy chứ? Đừng nói mò, tôi thấy rất rõ, Hạ Thiên toàn thân chỉ có 100 đồng, có thể đi đâu trời bời được tôn hình hình trợn trừng mắt nhìn phương hiểu như khổ khổ chị hinh em nghe nói ở bên ngoài nhà ga chỉ cần 50 đồng phương hiểu như dùng giọng ngượng ngùng nói nghe chị nói này hiểu như em đang nghĩ cái gì vậy tôn hình hình ngẩn người mà cuối cùng cũng hiểu phương hiểu như đang nói gì vì vậy không khỏi vừa bực bội vừa tức cười này cũng đúng có một người đẹp lồng lộng như chị hinh chẳng lẽ hạ thiên phải ra ga tìm hàng sao Phương Hiểu như dùng giọng nghiêm trang nói. Em còn nói. Tôn Hình Hình nhịn không được phải xấu hổ, nàng tiện tay cầm lấy một lãng hoa muốn đánh người. Này, chị Hinh có khách đến. Phương Hiểu như vội vàng nói. Thật ra nàng cũng không nói dối, chỉ thấy một chiếc von vô màu hồng chạy vào Đại học Giang Hải rồi dừng lại bên cạnh cửa hàng hoa Hình Hình. Tôn Hình Hình cũng quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc này nàng chợt trở nên ngây dại. Chương 23, Hạ Thiên nhàm chán cửa xe mở ra, một người từ bên trong bước xuống, người này rất quen thuộc với Tôn Hinh Hinh, nhưng nàng không thể nào liên hệ hắn và chiếc von vô kia. Ủa, đây không phải là Hạ Thiên sao? Phương hiểu như cũng hô lên một tiếng khá trầm. Không sai, đó chính là Hạ Thiên, mà lúc này Hạ Thiên cũng đã đi đến chào hỏi Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, mà chiếc xe von vô cũng nhanh chóng bỏ đi, người trong xe không lộ mặt ra ngoài. Này, Hạ Thiên, tối qua anh đi đâu vậy? Phương Hiểu Như chạy đến hỏi. Chị Hinh nói anh cả đêm không về, không phải đi chơi bời ở đâu đấy chứ. Tôn Hinh Hinh tuy không hỏi nhưng cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, tất nhiên nàng cũng rất muốn biết đáp án. Anh cùng ở với vợ. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Vợ anh. Phương Hiểu Như không tin. Ai cơ. Không phải anh đã nói rồi sao. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chính là Kiều Tiểu Kiều. Lại là Kiều Tiểu Kiều. Phương Hiểu như bĩu môi. Vậy thì chồng em sẽ là Steve Jobs. Steve Jobs là ai? Hạ Thiên có chút bực bội. Không phải em nói Bill Gates là chồng mình sao? À, Steve Jobs và Bill Gates đều giống nhau, cả hai đều là người có tiền. Phương Hiểu như giải thích một câu. Steve Jobs và Bill Gates làm gì? Hạ Thiên hỏi bằng giọng có chút tò mò. À, Steve Jobs bán táo, còn Bill Gates bán cửa sổ. Phương Hiểu như có chút đau đầu. Người này ở đâu ra vậy, hai người nổi tiếng như thế mà không biết sao? Hạ Thiên, cậu đừng nghe lời hiểu như. Tôn hình hình cuối cùng cũng không nhịn được. Người ta là Steve Jobs, cũng không phải bán táo, mà là ông chủ hãng điện thoại Apple. Điện thoại Apple sao? Hạ Thiên gãi đầu, sau đó hắn móc trong túi ra một thứ. Có phải cái này không? Á, à, iPhone 4. Phương Hiểu Như chợt liếc mắt rồi cướp ngay. Thứ này phải vài ngàn đồng hạ thiên tối qua không phải anh qua đêm với phú bà đấy chứ vợ anh đưa đấy hạ thiên có chút bất đắc dĩ sao đến tận lúc này phương hiểu như vẫn chưa tin kiều tiểu kiều là vợ hắn hừ tôi không tin phương hiểu như bĩu môi nếu kiều tiểu kiều thật sự là vợ anh hôm nay còn đưa anh đến đây làm gì anh đã nhận của chị hinh một tháng lương ít nhất cũng phải làm việc một tháng chứ hạ thiên cảm thấy làm người phải giữ chữ tín tuy đã tìm được Kiều Tiểu Kiều nhưng đã nhận lương của Tôn Hinh Hinh, ít nhất phải làm ở đây đủ một tháng. Hơn nữa Hạ Thiên cũng không phải kẻ thích ăn bám, dù tìm được Kiều Tiểu Kiều thì hắn vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền cho riêng mình. Kiều Tiểu Kiều cũng không nói gì với ý nghĩ của Hạ Thiên, vì vậy đưa cho hắn một chiếc điện thoại để giữ sự liên lạc giữa hai người, sau đó tự lái xe đưa Hạ Thiên đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Đại ca, đại ca, tên mập chạy đến không kịp thở, đúng là Vương Kiệt anh đến đây làm gì? Phương hiểu như tức giận nói. Đại ca, may mà anh không sao, em còn sợ anh xảy ra chuyện. Khi thấy Hạ Thiên thì Vương Kiệt thở phào nói. Anh tất nhiên sẽ không việc gì. Hạ Thiên nói mà chẳng thèm để ý. Dù bọn họ thật sự bắt anh cũng phải thả đi thôi. Đại ca đúng là đại ca, châu bỏ quá. Vương Kiệt bắt đầu vuốt mông ngựa. Phương hiểu như bây giờ đã không nhịn được, nàng hừ một tiếng nói nịnh hót. Vương Kiệt có vẻ rất rãnh rỗi, cả buổi sáng đều ở lại cửa hàng hoa hinh hinh, thỉnh thoảng yêu cầu Hạ Thiên chỉ giáo võ công. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Hạ Thiên dùng một câu đánh ngược trở về. Đợi đến khi anh gặp em gái của chú rồi nói sau. Mùa này cửa hàng bán hoa hinh hinh tương đối quạnh quẽ, mà Hạ Thiên cũng không có nhiệm vụ tặng hoa, vì quá nhàm chán mà hắn phải nghịch chiếc điện thoại quả táo mà Kiều Tiểu Kiều đã tặng. Nhưng nghịch ngợm cả ngày cũng không biết đủ chức năng của chiếc điện thoại, cũng may hắn học được cách gọi điện thoại. Hạ Thiên nhàm chán gọi điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều nhưng chỉ nói được vài phút, Kiều Tiểu Kiều hình như khá bận rộn. Sau đó Hạ Thiên lại làm một chuyện mà Phương Hiểu như cho rằng không có việc gì làm sinh phá hoại. Hạ Thiên vốn chỉ có một dãy số của Kiều Tiểu Kiều, nhưng sau khi biết cách lưu số điện thoại thì hắn lại lưu vào danh bạ số điện thoại của ba người Tôn Hinh Hinh, Phương Hiểu Như và Vương Kiệt. Sau đó hắn bắt đầu gọi điện. "Chị Hinh sao, tôi là Hạ Thiên." ờ biết rồi tôi đang ở bên cạnh cậu vương kiệt anh là đại ca đại ca em đang ở sau lưng nghe lời anh chỉ bảo alo là em cúp máy đây gọi tốn tiền khi thấy hạ thiên còn tiếp tục muốn gọi thì phương hiểu như cuối cùng cũng không nhịn được nói hạ thiên anh chán quá thì cùng chị hinh đi dạo đừng quấy rầy điện thoại của em đúng lúc này điện thoại của tôn hinh hinh trượt đổ chuông em là hoa hồng của anh em là hoa vẻ mặt Phương Hiểu như chợt sám đen. Hạ Thiên, muốn gì dạo với chị Hinh cũng không cần phải gọi điện thoại. Không phải anh. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Không phải anh sao? Phương Hiểu như cầm điện thoại của Hạ Thiên lên xem xét, quả nhiên không gọi, mà Tôn Hinh Hinh lúc này cũng đang nghe điện thoại. Chào anh, tôi là, đúng, không có vấn đề, điện thoại là, yên tâm, chúng tôi sẽ đưa đến. Hạ Thiên cuối cùng cũng bắt đầu công tác. Người gọi điện cho Tôn Hinh Hinh là một người tên là Lô Cương, người này trước đó là sinh viên Đại học Giang Hải, hai năm trước tìm được một bạn gái học trung trường. Trong thời gian hai năm Lô Cương đã tặng gần trăm bó hoa, hơn nữa mỗi bó hoa đều khá xa hoa, nghe nói đã tiêu phí hơn 10.000 tiền hoa, có thể nói hắn là khách quý của cửa hàng hoa tươi Hinh Hinh. Năm nay Lô Cương đã tốt nghiệp, mấy tháng trước đã ra đi làm, mà bạn gái của hắn thì chưa ra trường, nghe nói hè năm nay cũng không về nhà mà ở lại trường hôm nay là sinh nhật bạn gái, Lô Cương không thể đến được, vì vậy mới gọi điện thoại đến yêu cầu cửa hàng hoa hình hình tặng cho bạn gái một bó hoa. Tuy bây giờ cửa hàng bán hoa là không ít nhưng Lô Cương tín nhiệm cửa hàng mình hay ghé đến, mà Tôn Hinh Hinh nhận được điện thoại cánh không trần trừ, nàng lên tiếng hỏi số điện thoại của bạn gái điện thoại, sau đó hứa hẹn sẽ đưa hoa đến tận tay. Bạn gái của Lô Cương là Lôi Tiếu Nguyệt, khi Tôn Hinh Hinh liên lạc thì Lôi Tiếu Nguyệt đã không còn ở trong trường, nhưng chiều nay nàng sẽ quay về. Mà đến chiều khi Tôn Hinh Hinh điện thoại thì Lôi Tiếu Nguyệt lại nói đến tối mới về, mà đến 6 giờ tối Tôn Hinh Hinh gọi lại thì đối phương nói đến khuya mới về, có lẽ sau 12 giờ khuya mới về nhà. Hôm nay là sinh nhật Lôi Tiếu Nguyệt, nếu sau 12 giờ đêm mới đến tặng hoa thì mất hết ý nghĩa. Vì rơi vào đường cùng, Tôn Hinh Hinh đành điện thoại cho Lôi Tiếu Nguyệt để hỏi vị trí hiện tại, sau đó sẽ đưa hoa tới. Lôi Tiếu Nguyệt ở bên kia do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng cho một địa chỉ, là khách sạn Lam Thiên sau đó Hạ Thiên ôm một bó hoa lớn chạy đến khách sạn Lam Thiên. Tôn Hình Hình cũng lo lắng Hạ Thiên không tìm được, đang định cùng đi thì Vương Kiệt đã xung phong nhận việc, tình nguyện dẫn đường cho Hạ Thiên. Tất nhiên Tôn Hình Hình cầu còn chưa được, vì vậy nàng chỉ nhắn Hạ Thiên giao hoa xong thì về nhà, không cần phải quay lại cửa hàng hoa. Hạ Thiên ôm một bó hoa hồng lớn leo lên xe buýt mà hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Khách sạn Lam Thiên cách khá xa Đại học Giang Hải, Hạ Thiên ngồi xe buýt nửa giờ mới đến nơi. Khi đến bên ngoài khách sạn Lam Thiên thì Hạ Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Tiếu Nguyệt. "Chào chị, tôi là nhân viên cửa hàng Hoa Hinh Hinh, xin hỏi cái gì?" Hạ Thiên có chút buồn bực, vì người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói mình không còn ở khách sạn Lam Thiên, đang hát karaoke ở một ở một quán thịnh thế gì đó. "Này, người phụ nữ này có muốn nhận hoa không?" Vương Kiệt rất bất mãn. "Tôi thấy con đàn bà này tám phần theo thằng khác rồi. Có lẽ chúng ta đi quá chậm." hạ thiên thì không để ý người ta dù không yêu cũng chẳng quan hệ gì đến hắn nhưng đây là lần đầu tiên hắn đi tặng hoa dù thế nào cũng phải đưa đến tay gia chủ đại ca chúng ta còn phải đến quán karaoke thịnh thế gì đó sao vương kiệt nói với vẻ mặt đau khổ chú biết quán karaoke đó ở đâu không hạ thiên hỏi thịnh thế là một quán karaoke rất nổi tiếng vương kiệt tất nhiên biết rất rõ mà quán karaoke này cũng không quá xa khách sạn lam thiên Đi bộ 10 phút là đến. Hạ Thiên ôm một bó hoa đi về phía quán karaoke thịnh thế, cũng không quan tâm đến người ngoài. Hắn cảm thấy đưa hoa đến đây dù sao cũng có chút quái dị, địa phương này hỗn tạp đủ hạng người, cũng không thiếu mấy thằng tâm thần đến tặng hoa. Khi đến nơi thì một tiểu thư xinh đẹp mặt sườn xám đứng ở cửa cười tủm tỉm cúi chào Hạ Thiên, nàng dùng giọng ngọt ngào nói bốn chữ kính chào quý khách. Hạ Thiên lại bấm điện thoại cho Lôi Tiếu Nguyệt, lúc này hắn đã có chút khó chịu hôm nay hắn chỉ gọi cho vợ kiều tiểu kiều một lần mà lại gọi hai lần cho lôi tiếu nguyệt này cũng may lôi tiếu nguyệt vẫn còn ở trong quán karaoke hạ thiên nói mình đang ở bên ngoài lôi tiếu nguyệt lập tức đi xuống chưa đến hai phút thì một cô gái xinh đẹp từ bên trong đi ra khi thấy hạ thiên đang ôm bó hoa thì lập tức tiến đến anh là nhân viên cửa hàng hoa hinh hinh sao em là lôi tiếu nguyệt có thể giao hoa cho em cô gái nhanh chóng nói sinh nhật vui vẻ Hạ Thiên đưa hoa đến, hắn mở lời chúc sinh nhật vui vẻ. Đây là những gì Tôn Hinh Hinh đã căn dặn trước đó, khi thấy Lôi Tiếu Nguyệt phải nói vài lời. Cảm ơn. Lôi Tiếu Nguyệt nhận hoa rồi xoay người bỏ đi, bộ dạng rất vội vàng. Tốt, Lôi Tiếu Nguyệt, cô quả nhiên hẹn hò bạn trai sau lưng tôi. Một giọng nói tức giận chợt vang lên, một tên đàn ông cao gầy đeo kính mắt chợt đứng chắn trước mặt Lôi Tiếu Nguyệt. Audio điện tử võ tấn bền Chương 24, đánh người cảnh giới cao nhất. Triệu Tranh, anh đừng hiểu lầm." Lôi Tiếu Nguyệt vội vàng giải thích. "Tôi tận mắt nhìn thấy, còn gì mà hiểu lầm." Tên đàn ông được gọi là Triệu Tranh có vẻ rất tức giận. "Hôm nay cô liên tục nhận điện thoại, tôi đã sớm cảm thấy không đúng, bây giờ để tôi bắt tận tay rồi nhé." "Cô còn nói đã chia tay bạn trai rồi sao?" Triệu Tranh càng nói càng lớn, hắn đẩy Lôi Tiếu Nguyệt ra, sau đó phóng về phía Hạ Thiên mày là bạn trai trước đó của lôi tiếu nguyệt sao? Hừ, tao thèm vào, người phụ nữ này có liên quan gì đến chúng tao sao? Vương Kiệt không khỏi cảm thán, chẳng lẽ những năm gần đây con gái thích chơi trò chân đạp hai thuyền? Trước đó bạn gái Trương Lị của hắn đã cùng một chỗ với Tô Tử Cường, mà bây giờ lôi tiếu nguyệt cũng ở sau lưng lô cương hẹn hò với người khác. Hạ thiên nhíu mày, người này toàn thân đều bốc mùi rượu, rõ ràng là đã uống say. Triệu tranh, anh đừng hiểu lầm, anh ta chỉ là nhân viên cửa hàng bán hoa đến tặng hoa mà thôi. Lôi tiếu nguyệt vội vàng giải thích. Tặng hoa sao? Triệu tranh chợt sướng sờ, sau đó lại bất mãn. Này, ai bảo mày tặng hoa cho bạn gái tao? Tao không đặt hoa, mày đem hoa đến làm gì? Này, mày có bệnh không? Phương Kiệt bất mãn nói. Có người đặt hoa, chúng tao đi tặng, mày không phục thì đi mà tìm thằng đặt hoa, gào giống trước mặt chúng tao làm gì? Con mẹ nó, dám mắng bố à triệu tranh tức giận nói này tao chửi đấy chửi thì mày làm gì được tao vương kiệt bình thường cũng không to gan như lúc này nhưng bây giờ có hạ thiên ở bên cạnh tất nhiên hắn sẽ không sợ hắn đã từng được thấy tận mắt bản lĩnh đánh nhau của hạ thiên hắn không tin mình sẽ thiệt thòi tốt có dũng khí triệu tranh dùng ánh mắt hung hăng nhìn vương kiệt mày ngon thì đứng đây đợi một phút triệu tranh nói xong thì lập tức chạy vào bên trong đợi thì đợi tao cóc sợ vương kiệt cũng không vui sướng gì không phải chỉ là tặng hoa sao chúng tao đến tặng thì có liên quan gì hạ thiên cũng thấy mình rất vô tội nhưng chẳng có quan hệ gì nếu bản thân hắn muốn tặng hoa cũng không thể đưa cho lôi tiếu nguyệt tuy người này có chút tư sắc nhưng còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của hắn những năm gần đây đám người bị bệnh tâm thần là hơi nhiều hạ thiên cảm thấy tên triệu tranh có tám phần bị điên ngày hôm qua hắn đã gặp hoàng an bình hôm nay lại gặp một tên khác mà bệnh tâm thần quá nhiều cũng làm hắn cảm thấy cần phải tổ chức chữa trị chuyên môn như vậy sẽ thu được khối tiền nhưng khi hạ thiên còn đang cảm khái thì một đám thanh niên đã từ trong quán karaoke phóng ra mỗi người đều câm trên tay một ống tuyếp bộ dạng rất hùng hổ đúng là hai thằng kia đánh chết mẹ chúng nó cho tao triệu tranh chỉ tay về phía hạ thiên và vương kiệt đừng để chết người là được Vương Kiệt chợt cảm thấy phát lạnh, hắn vô thức lui về phía sau vài bước rồi trốn sau lưng Hạ Thiên. Đúng là nói giỡn, chỉ cần một tên tiến lên thì Vương Kiệt đã đánh không lại, huống hồ là 10 tên. Lúc này hắn cũng chỉ biết đặt niềm tin lên đại ca, hy vọng đại ca tiếp tục thi triển thần uy. Đám người vọt đến trước mặt Hạ Thiên, nhưng ống tuyết được đưa lên cao, nhưng khi thấy rõ bộ dạng của Hạ Thiên thì lại không dám đánh xuống. "Đại, đại ca, là anh sao?" Tên phóng đến đầu tiên dùng giọng lo sợ nói, trong lòng hắn thầm kêu khổ, sao lại gặp mặt tên biến thái này. Anh quen chú sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, người này là ai? Đại ca, anh không nhớ, ngày hôm qua chúng em và báo ca. Người này nở nụ cười mà trong lòng cực kỳ buồn bực, thì ra ngày hôm qua vị đại gia này đánh bọn họ một trận, nhưng sau đó không nhớ gì. À, là các chú sao? Hạ Thiên bĩu môi các chú vùng ống tuyết muốn đánh anh sao? Không, tất nhiên là không, nào dám. Người này vội vàng thu ống tuyết trở về, trên mặt là nụ cười lấy lòng. Đại ca, anh đến hát sao? Em sẽ lập tức đi chuẩn bị phòng tốt cho anh. Hắc Tam, mày đang làm gì vậy? Còn chưa ra tay sao? Triệu tranh ở bên kia chợt giống lên. À, Triệu thiếu ra, anh uống rượu say rồi, vào nghỉ ngơi chút đi. Hắc Tam nói với vẻ mặt đau khổ, tiểu tử này đến đây náo loạn, hắn cũng không muốn bị đánh. Bốp, triệu tranh vung tay cho Hắc Tam một bà tai. Tao bảo mày đánh người, mày điếc rồi à, không muốn lăn lộn nữa sao? Hắc Tam chợt ngây người nhưng cũng lập tức tức giận, tiểu tử khốn kiếp này đám đánh mình sao? Tam ca, có theo lời hắn không? Một tên sau lưng Hắc Tam chợt hạ giọng nói, hắn dùng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn triệu tranh chỉ cần hạ thiên ra lệnh một tiếng thì cây tuyết trên tay hắn sẽ không do dự mà đập xuống người triệu tranh. Trên danh nghĩa thì quán karaoke này thuộc về cha triệu tranh, đám người hắc tam chẳng qua được cha triệu tranh mời đến bảo kê, vì vậy mà triệu tranh có thể tùy ý sai bảo. Nhưng triệu tranh cũng không biết, ông chủ thực tế của quán karaoke này chính là đinh báo, cha triệu tranh chẳng qua chỉ là kẻ làm công cho đinh báo mà thôi. Nếu xét theo đinh báo thì địa vị của Hắc Tam còn cao hơn cha của Triệu Tranh, Lúc này Triệu Tranh dám tát Hắc Tam, tất nhiên đám đàn em sẽ không nhịn được. Thôi bỏ, trước tiên cứ nhịn một chút. Hắc Tam liếc mắt nhìn Triệu Tranh, hắn quyết định không gây chuyện. Đối với hắn thì quan trọng nhất phải làm sao cho vị đại nhân hạ thiên kia cất bước, hắn cũng không muốn đối phương tức giận đập nát quán karaoke này. Đến lúc đó sợ rằng hắn sẽ khó ăn nói với báo ca. Đại ca, nếu anh đang bận thì em sẽ cho anh em đưa anh quay về. Hắc Tam dùng ánh mắt và vẻ mặt cung kính nhìn Hạ Thiên, trước tiên phải tiến chân vị đại ca kia, sau đó mới tính sổ với tiểu tử Triệu Tranh. "Không cần, chúng tôi tự về." Khi thấy Hắc Tam khách khí như vậy thì Hạ Thiên cũng không muốn gây ra phiền toái, hắn nói một lời với Vương Kiệt rồi cả hai xoay người bỏ đi. Nhưng đêm nay có người nhất định phải ăn đòn, đúng lúc này Triệu Tranh đã giống lên. "Chúng mày đứng lại đó cho tao." Cũng không biết Triệu Tranh uống say quá hay chỉ đến mức bình thường. Người này đơn giản không vừa mắt Hạ Thiên, vì vậy sau khi giống lên thì chụp lấy một ống tuyết trong tay người khác, sau đó phóng về phía Hạ Thiên. Bốp, ống tuyết tiếp xúc thân mật với đầu người. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Triệu Tranh té xuống đất, mà người đập tuyết lên đầu Triệu Tranh chính là Hắc Tam. Đáng lý ra Hắc Tam muốn đợi Hạ Thiên đi rồi mới tính sổ Triệu Tranh, nhưng bây giờ hắn đã không nhịn được nữa, phải đánh Triệu Tranh một gậy. Kéo vào, Hắc Tam phất tay hai tên thủ hạ lập tức tiến lên kéo Triệu Tranh vào trong quán karaoke. Đại ca, không có gì, anh đi thong thả. Hắc Tam nở nụ cười nịnh nọt nhìn Hạ Thiên. Mà người đẹp mặt sườn xám ở cửa ra vào cũng không biết có chuyện gì xảy ra, Tam ca không phải đi giúp ông chủ nhỏ đánh nhau sao? Vì cái gì mà cuối cùng Tam ca lại đánh cho ông chủ nhỏ mất xỉu? Đại ca, cũng là anh châu bò, không ra tay cũng có thể đánh người. Vương Kiệt lại càng sùng bái Hạ Thiên, Nghe nói đánh người cũng phân chia cấp bậc, thấp nhất chính là ra tay đánh người, mà khi lên đến cấp 10 thì chỉ cần dùng miệng mà không dùng tay. Mà đến cảnh giới cao nhất chính là dùng lời cho kẻ khác đánh nhau, mà tình huống vừa rồi rõ ràng là cảnh giới cao nhất. Hạ Thiên bĩu môi, thật ra hắn rất thích tự mình ra tay, như vậy mới thích. Ông xã, có điện thoại, ông xã, có điện thoại. Chuông điện thoại chợt vang lên, Hạ Thiên sững sốt một lúc lâu mới ý thức được đây là điện thoại của mình hạ thiên móc điện thoại iphone từ trong túi ra hắn nhìn màn hình thì ra người gọi đến là tôn hinh hinh hạ thiên đã tặng hoa chưa sau khi điện thoại nối thông thì tôn hinh hinh đã nói vừa mới đưa đến hạ thiên thành thật trả lời à vậy thì quá tốt cậu còn chưa dùng cơm tối cậu mau trở về tôi làm cơm tối chờ cậu tôn hinh hinh nói xong thì cúp điện thoại hạ thiên quả thật còn chưa dùng cơm tối nhưng hắn định đi đến chỗ kiều tiểu kiều Tôn Hinh Hình bây giờ nói như vậy làm hắn cảm thấy nên quay về với nàng, nếu không sẽ làm cho người đẹp thất vọng. Nửa giờ sau Hạ Thiên nhìn về phía những ngõ nhỏ u tối mà cảm thấy khó hiểu, hắn rõ ràng đã lạc đường. Sau khi rời khỏi quán karaoke thịnh thế thì hắn ngồi xe buýt đi về nhà Tôn Hinh Hinh, Vương Kiệt cũng muốn đi ăn ké nhưng lại bị đại ca đuổi đi. Chị Hinh là của Hạ Thiên hắn, sao có thể cho Vương Kiệt ăn chùa? Mà di chứng sau khi đuổi Vương Kiệt đi chính là Hạ Thiên không thể biết rõ đường về, sau khi xuống xe thì hắn chẳng còn phân biệt được đâu là Đông Tây Nam Bắc. Sau đó hắn tìm người hỏi đường, kết quả là tên kia không biết chỉ thế nào lại đưa Hạ Thiên tiến vào một ngõ nhỏ u tối. Con hẻm này quá tôi và lạnh lẽo, Hạ Thiên muốn tìm người hỏi đường cũng không có ai. Khi chẳng còn biện pháp nào thì đành đi về phía trước, sau khi đi qua con hẻm thì tiếp tục hỏi thăm. Một bóng đen đột nhiên phóng ra cản đường Hạ Thiên, một ánh dao lóe lên trong bóng tối một giọng điệu trầm thấp và lạnh lẽo vang lên cướp đây lấy ví và điện thoại ra cướp sao hạ thiên rất muốn dùng gương soi mặt mình chẳng lẽ bộ dạng mình rất dễ bắt nạt sao trước đó đến tặng hoa thì có người muốn đánh bây giờ lạc đường lại gặp cướp nhanh lên lề mề vậy tên cướp cầm dao tiến lên có tin anh xỏ lỗ trên người chú không không tin hạ thiên có chút khó chịu cái quái gì thế này rõ ràng là uy hiếp mình. Tên cướp chợt sướng sờ, hắn không ngờ thằng nhóc gầy yếu trước mặt dám nói ra những lời như vậy. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả cưng. Tên cướp lấp tức nhe răng cười. Đại gia sẽ xin chú tí huyết. Tên cướp tiến lên phía trước rồi đâm dao đến. Dừng tay. Một tiếng quát khẽ chợt vang lên sau lưng hạ thiên, trong con hẻm quạnh quẽ và u tối, âm thanh kia vang lên cực kỳ vang dội. Khi tiếng kêu vang lên thì một thiếu nữ chạy đến bên người Hạ Thiên như gió lốc, sau đó nàng tung chân đá vào tay tên cướp. Tên cướp rên lên một tiếng, con dao rơi xuống đất. Cô gái lại xoay người đá lên ngực tên cướp, một tiếng kêu đau đớn vang lên, tên cướp lui về phía sau vài bước, sau đó đặt mông ngồi xuống đất. Chương 25: Mỹ nữ cứu anh hùng. Thiếu nữ chợt cất bước đi đến trước mặt tên cướp, nàng dẫm chân lên ngực tên cướp rồi nói: "Buồn cười." Dám cướp bóc trước mặt bổn nữ hiệp sao? Sau đó thiếu nữ quay đầu nhìn Hạ Thiên. "Này, anh không sao đấy chứ?" "À, không có gì." Hạ Thiên thuận miệng lên tiếng, đến lúc này hắn mới nhìn rõ bộ dạng cô gái. Nàng mặc một bộ đồ thể thao, dáng người cân xứng, lông mày đoản kiếm, gương mặt xinh đẹp, chỉ thiếu vài phần dịu dàng mà thôi, nhưng lại có thêm vài phần hào hùng, chỉ cần nhìn tư thế là thấy giống hệt như nữ hiệp. Không có gì là tốt trước tiên tôi gọi điện thoại cho cảnh sát cái đã. Cô gái lấy điện thoại ra rồi bấm số. Chị gái, tôi không việc gì, nhưng chị thì hình như sắp có chuyện. Hạ thiên nhịn không được phải nói. Gọi ai là chị gái, tôi mới 17 tuổi thôi. Cô gái có chút mất hứng. Còn nữa, thế nào mà tôi sắp sinh chuyện? Này, em gái, em nhìn phía sau là biết. Hạ thiên dùng ngón tay chỉ ra sau lưng cô gái. Cô gái không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó nàng duyên dáng kêu lớn một tiếng á à, chạy mau bốn tên thanh niên đang cầm dao phóng đến xem ra là đồng bọn của tên cướp trên mặt đất cô gái không phải ngốc dưới tình huống thế này tất nhiên sẽ lựa chọn phương pháp bỏ chạy nhưng cô gái vừa mới quay đầu chạy đến bên cạnh hạ thiên thì cảm thấy tình cảnh không đúng trước mặt cũng có bốn tên cầm dao phóng đến hai bên một trước một sau phía nào cũng có người cơ bản đã chắn hết con hẻm chạy trốn là cơ hội xa vời mà khoảnh khắc này tên cướp đang nằm dưới đất cũng bỏ lên hắn dùng ánh mắt hung hãn nhìn cô gái lên cho tao nam chém chết nữ hiếp chết nguy rồi làm thế nào bây giờ cô gái siết chặt nắm đấm bày ra tư thế phản kháng nhưng gương mặt đã tố cáo sự bất lực nhiều người quá nàng đánh không lại hạ thiên không nói gì trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn vừa rồi rõ ràng là mỹ nữ cứu anh hùng làm hắn mất mặt nhưng bây giờ cuối cùng đã có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đúng là không trông mong gì vào tên mặt trắng này. Cô gái thầm nói một câu, sau đó hắn phóng về phía sau quát lớn. Này, bản nữ hiệp liều mạng với các ngươi, không liều mạng đúng là không được. Đám khốn nạn kia muốn hiếp chết nàng, đúng là quá đáng. Thiếp cũng đã quá mức, hơn nữa còn muốn hiếp chết, dù sao cũng là chết, còn không bằng chết trước cho rồi, để đám khốn nạn này hiết xác chết. Trong đầu cô gái lóe lên hàng loạt ý nghĩ. Lúc này Nãng cũng nhấc chân đá về phía tên cướp gần nhất. Á! À, một tiếng kêu thê lương vang lên, cô gái chợt sững sờ. Đại gia à, bổn nữ hiệp còn chưa đá chúng, sao ngươi kêu thảm như vậy làm gì? Nhưng cô gái cũng lập tức phát hiện ra, tay phải tên cướp này vừa cầm dao rõ ràng uốn lượn với một tư thế khó tưởng, mà cây dao đã rơi xuống đất. Ủa, thì ra tay bị gãy, mình còn tưởng. Cô gái lập tức phản ứng, nhưng ngay sau đó lại mơ hồ người này sao lại tự bẻ gãy tay mình á à, á à. những tiếng kêu gào thảm thiết liên tục truyền vào tai cô gái lúc này nàng đã cảm thấy không đúng khi quay đầu thì không thấy tên mặt trắng kia đâu sau khi xem xét lại thì thấy đối phương đang đứng trước mặt mình mà bốn tên cướp đang chạy tới phía sau đã đau đớn ngã lăn xuống đất ôi ra tên mặt trắng này là cao thủ cô gái thầm nói một câu không cho phép gọi anh là tên mặt trắng hạ thiên đột nhiên phóng đến trước mặt cô gái hắn chừng mắt nhìn nàng, sau đó tiếp tục đánh về phía bốn tên cướp đang chạy đến. Tay phải hạ thiên vung ra, một cánh tay bị vặn gãy, tay trái vung ra, lại một tiếng răng rắc, lại vặn gãy tay một người. Hạ thiên nhấc nhân đá vào đầu gối tên thứ ba, đầu gối tên kia cũng vỡ nát rồi lập tức kêu gào thảm thiết và ngã xuống. Hắn lại tiếp tục tung một đá về phía người thứ tư, đá cẳng chân, vì vậy mà một tên đáng thương bị đá gãy chân, khoảnh khắc này bốn tên đều bị thu phục. Cô gái nhìn thấy tình cảnh trước mắt mà sướng sờ, sau đó trong mắt lóe lên đầy ánh sao, đúng là sùng bái, quá sùng bái, đây đúng là cao thủ, đúng là cao cao thủ. Này, đại hiệp thật lợi hại, thu tôi làm đồ đệ được không? Cô gái dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Đồ đệ tự giới thiệu, tôi là Triệu Thanh Thanh, năm nay 17 tuổi, cao 1m65, thể trọng 50kg, số đo 3 vòng. Anh không thu đồ đệ. Hạ Thiên cắt đứt lời cô gái không thu đồ đệ sao? Triệu Thanh Thanh chợt tỏ ra cực kỳ căm phẫn. Đại hiệp sao lại không thu đồ đệ? Phó công của anh lợi hại như vậy, sao không chịu phát dương quang đại? Sao anh có thể che giấu một viên ngọc quý như vậy? Đại hiệp, không phải tôi nói anh, anh đúng là phung phí của trời, anh phải xin lỗi đảng và nhân dân, càng phải xin lỗi Triệu Thanh Thanh tôi đây. Hạ Thiên trợn mắt há mồm, hắn chỉ cảm thấy có lỗi với ba vị sư phụ, hắn cướp mất thần tiên tỷ tỷ mà ba vị thích nhất, nhưng hắn không ngờ bây giờ lại phải xin lỗi nhiều người như vậy. Nay, đại hiệp, chuyện thu đồ đệ để nói sau, trước tiên tôi phải gọi điện thoại để tống những tên khốn nạn này vào cục cảnh sát đã. Triệu Thanh Thanh hình như cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình có chút khoa trương, vì vậy mà gương mặt đỏ hồng. Sau đó nàng lập tức móc điện thoại ra rồi nói: "Chị Băng Băng, em là Thanh Thanh, em đang ở trong hẻm, đúng, chính là nó, chỗ này có 9 tên cướp, chị mau phái người đến đem đi." Em đang điện thoại cho ai? Có phải là lãnh băng băng không? Hạ Thiên hỏi bằng giọng có chút tò mò, hắn cảm thấy nhớ mãi cảnh sát tỷ tỷ cực kỳ nóng bỏng và gợi cảm. Này, Đại Hiệp, anh cũng biết chị băng băng sao? Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực. Hạ Thiên đang định trả lời thì điện thoại chợt vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Người gọi đến vẫn là Tôn Hinh Hinh. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa về? chị Hinh, tôi vừa gặp vài tên cướp. Hạ Thiên vừa nói đến đây thì Tôn Hinh Hinh đã kêu lên một tiếng duyên dáng. Á, à, cậu không sao đấy chứ? Chị Hinh, tôi không sao, nhưng tạm thời còn chưa thể về nhà, tôi còn phải đợi cảnh sát đến, chị cứ ăn cơm trước, đừng chờ tôi. Hạ Thiên quyết định phải chờ cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp đến đây, còn ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, vì vợ đẹp mà bỏ ăn vài bữa cũng đáng. Tôn Hinh Hinh cảm thấy yên lòng, nàng không phải chỉ một lần được thấy bản lĩnh đánh đấm của Hạ Thiên, tất nhiên sẽ vững tin hắn không sao. Vậy thì được, cậu cố gắng về sớm một chút. giọng điệu của Tôn Hinh Hinh rất dịu dàng, giống như một người vợ hiền thục đang căn dặn chồng mình. Chị Hinh, sợ rằng tôi sẽ về muộn. Hạ Thiên dùng giọng chắc chắn nói. Khi Hạ Thiên cúp điện thoại thì Triệu Thanh Thanh đã tiến đến. Đúng rồi, Đại Hiệp, anh họ gì? Hạ, Hạ Trong Xuân Hạ Thu Đông. Hạ Thiên không đếm xỉa đến Triệu Thanh Thanh mà nói một câu, tuy vừa rồi là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng hắn cũng không quá hứng thú với mỹ nhân này, người sắp đến là người đẹp băng giá, đó mới chính là vợ mà hắn cầm cướp. À, Hạ Đại Hiệp, sao anh không thu đồ đệ? Triệu Thanh Thanh vẫn canh cánh trong lòng với vấn đề này, một cao thủ như vậy đứng trước mặt mà không thể trở thành sư phụ, đúng là quá đáng tiếc. Vì anh không có suy nghĩ như sư phụ anh. Hạ Thiên trả lời. Triệu Thanh Thanh chợt gãi đầu. Hạ Đại Hiệp, tôi không hiểu ý của anh. Không hiểu cũng được, tóm tại tôi không thu đồ đệ. Hạ Thiên cũng lời giải thích, hắn liên tục nhìn qua đầu hẻm, sao cảnh sát tỷ tỷ còn chưa tới. Như thế thì một thân bản lĩnh khiếp sợ quỷ thần của anh cứ như vậy thất truyền, chẳng phải quá đáng tiếc sao. Triệu Thanh Thanh còn chưa từ bỏ ý định. Hạ Thiên dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Triệu Thanh Thanh. Ai nói sẽ thất truyền. Không phải anh nói sẽ không nhận đồ đệ sao? Triệu Thanh Thanh lại càng mê hoặc, không thu đồ đệ chẳng phải sẽ thất truyền sao? Anh chưa nói sẽ không dạy bảo người khác. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Thanh Thanh. Em quá ngốc. Tôi ngốc sao? Chỉ số thông minh của tôi là 108. Triệu Thanh Thanh liên tục phản bác, nhưng nàng lập tức ý thứ được tình cảnh không đúng, nàng lập tức mừng rỡ. Này, đại hiệp, anh nói sẽ lấy võ công của mình dạy cho kẻ khác vậy dạy cho tôi được không? Không được. Hạ Thiên lập tức từ chối, mình và nàng không quen, dựa vào cái gì mà dạy cho nàng. Triệu Thanh Thanh lại lập tức buồn bực, nói đi nói lại thì cuối cùng cũng không dậy, thì ra nãy giờ đều là vô ích. Tiếng bước chân rồn dập từ đầu hẻm truyền đến, khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã nhìn thấy bóng hình yêu mị của người đẹp băng giá lãnh băng băng, phía sau còn có cả bầy cảnh sát. Thanh Thanh, lãnh băng băng có chút lo lắng chạy về phía Thanh Thanh, nhìn bộ dạng ân cần của nàng thì thấy quan hệ với thanh thanh là không tầm thường thanh thanh em không sao đấy chứ lãnh băng băng kéo triệu thanh thanh lại kiểm tra tỉ mỉ rồi hỏi chị băng băng em không sao may mà có vị đại hiệp này hỗ trợ nếu không em sẽ rất thê thảm đại hiệp lãnh băng băng nhìn theo tầm mắt triệu thanh thanh cuối cùng chuyển lên người hạ thiên sau đó lại tức giận là anh sao cảnh sát tỉ tỉ bây giờ đã đồng ý làm vợ tôi chưa hạ thiên cười hì hì nói lưu manh đáng chết anh nói gì lãnh băng băng dùng ánh mắt căm tức nhìn hạ thiên lúc này đám cảnh sát sau lưng lãnh băng băng cũng không nói gì người này đúng là châu bò mỗi lần gặp mặt đều nói muốn người ta làm vợ dù người ta thật sự tình nguyên thì cũng không thể đồng ý như vậy được cảnh sát tỉ tỉ làm vợ tôi có rất nhiều thứ tốt tôi sẽ chữa bệnh chị theo tôi thì dù có bất kỳ bệnh gì cũng không cần vào bệnh viện tôi còn biết đánh nhau có thể giúp chị bắt lưu manh, chị xem bây giờ tôi đã bắt được 9 người. Hơn nữa tôi còn có cách làm cho ngực lớn hơn, có thể giúp chị càng ngày càng lớn, tất nhiên cảnh sát tỷ tỷ cũng không cần lớn quá. Hạ thiên ra sức đẩy mạnh chính mình, mà vẻ mặt lãnh băng băng lại càng khó coi. Nhưng hạ thiên lại không ý thức được, hắn lại tiếp tục huyên thuyên. Đúng rồi, tôi còn có thể dạy võ công cho chị, có thể biến chị thành cao thủ đệ nhị thiên hạ. chương 26, Nữ Hiệp Thanh Thanh anh cầm miệng cho tôi lãnh băng băng cuối cùng cũng nổi giận sau đó đá một cước lên tên tên cướp đang nằm bên cạnh đưa tất cả về cục công an lãnh băng băng tuy rất muốn đánh người nhưng cũng biết không đấu lại hạ thiên vì vậy nàng chỉ biết trợn mắt với hắn anh cũng theo tôi về đồn khoảnh khắc này lãnh băng băng đã quyết định dù lưu manh này có là chồng kiều tiểu kiều hay có thân phận gì khác thì nhất định phải nghĩ biện pháp trừng trị một phen chín tên cướp không may bị đưa lên xe cảnh sát nhưng cuối cùng cũng phải đưa đến bệnh viện. Đúng là không còn biện pháp nào khác, đám người này không phải gãy tay thì cũng gãy chân, nếu không đưa đến bệnh viện sợ rằng sẽ có án mạng. Còn lãnh băng băng thì mang theo Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên về đại đội cảnh sát hình sự. Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh là người trong cuộc, dựa theo trình tự thông thường thì phải lấy một phần ghi chép. Này, Đại Hiệp, anh nói chỉ cần làm vợ là được theo học võ công, có phải không? Trong xe cảnh sát, triệu thanh thanh dùng giọng hưng phấn hỏi hạ thiên không sai hạ thiên khẽ gật đầu nói làm vợ anh thì thật sự trở thành cao thủ đệ nhị thiên hạ sao triệu thanh thanh càng thêm hưng phấn ngay sau đó lại tiếp tục nói đúng rồi sao lại là thứ hai thiên hạ sao không phải là đệ nhất thiên hạ ngốc quá đệ nhất thiên hạ tất nhiên là anh vợ anh có thể lợi hại hơn anh được sao hạ thiên tức giận nói à ra vậy triệu thanh thanh gật đầu sau đó lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn hạ thiên vậy anh dạy võ cho tôi tôi sẽ làm vợ anh thế nào thanh thanh em đừng hồ đồ lãnh băng băng có chút tức giận em tin lời nói của tên lưu manh này sao chị băng băng nhưng anh ấy rất lợi hại đúng là cao thủ chị không thấy đâu vừa rồi anh ấy đánh ngã vài tên hầu như đánh ngã tất cả trong thời gian ngắn đúng là rất manh nếu so ra thì hơn hẳn sư phụ dạy tây côn đô của em nhiều lần triệu thanh thanh dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hạ thiên chị đã sớm nói rồi tây côn đô chỉ khoa chân múa tay sư phụ của em còn đánh không bằng chị lãnh băng băng tức giận nói lợi hại hơn sư phụ em cũng không tính là gì nhưng triệu thanh thanh rõ ràng vẫn còn chưa hết hy vọng không nhưng nhị gì cả lưu manh này đã có vợ rồi lãnh băng băng có chút bất đắc dĩ coi như nàng hiểu rõ Triệu Thanh Thanh, biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng mất hy vọng, vì vậy đành phải nói ra sự thật. Lãnh băng băng nào biết Triệu Thanh Thanh không thèm để ý. Không sao, em có thể làm vợ bé. Này, đại hiệp, thế nào? Tôi làm vợ bé cho anh, anh có thể cho tôi thành nữ hiệp đệ nhất thiên hạ được không? Không được. Làm cho lãnh băng băng và Triệu Thanh Thanh thật sự bất ngờ chính là Hạ Thiên lập tức từ chối. Trong mắt lãnh băng băng thì đối phương là tiểu lưu manh, sao có thể từ chối chuyện tốt đưa đến tận cửa thế này. Triệu Thanh Thanh lại càng cảm thấy khó hiểu, bổn nữ hiệp đã đồng ý làm vợ bé, anh còn không chịu dạy võ công sao? Còn thiên lý nữa không? Này, đại hiệp, anh như vậy là không được, anh không phải đã nói chỉ cần làm vợ là có thể được dạy võ sao? Bây giờ tôi đồng ý làm vợ bé của anh, anh còn không chịu dạy là sao? Triệu Thanh Thanh chợt trở, trở nên bực tức khó hiểu. Hạ Thiên bĩu môi nói, anh không muốn em là vợ anh. Cái gì? Triệu Thanh Thanh thật sự nổi giận. Tôi chỉ là vợ bé thôi, anh cũng không cần sao. Bổn nữ hiệp vóc dáng đẹp gương mặt xinh xắn, muốn ngực có ngực muốn mông có mông, hơn nữa lại thông minh đáng yêu, anh không cần sao. Hạ Thiên quét mắt nhìn Triệu Thanh Thanh rồi đưa ra kết luận. Dáng người bình thường, gương mặt bình thường, ngực không đủ lớn, mông không đủ vỉnh, không thông minh hơn anh, cũng không làm anh cảm thấy đáng yêu nói tóm lại em không đủ tư cách làm vợ bé của anh 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 yêu cầu cao vậy à triệu thanh thanh chợt buồn bực dù anh là đại hiệp dù là cao thủ siêu cấp cũng không thể bắt bẻ như vậy chứ dựa theo tiêu chuẩn của anh thì đến đâu mới tìm được vợ bé tìm rất dễ anh rất yêu cảnh sát tỉ tỉ hạ thiên nhìn lãnh băng băng đang lái xe rồi cười hì hì nói cảnh sát tỉ tỉ chị thấy thế nào có phải đã tình nguyện làm vợ tôi rồi không Lãnh Băng băng cắn chặt sang ngà, nàng không quan tâm đến Hạ Thiên mà dẫm mạnh chân ga, xe chạy nhanh hơn. Anh đừng mơ mộng hão huyền, chị Băng Băng không thích đàn ông hoa tâm. Triệu Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Cảnh sát tỉ tỉ nhất định sẽ là vợ anh. Hạ Thiên nói bằng giọng tin tưởng 10 phần. Hừ, tôi nói với anh nhé, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi chị Băng Băng, điều kiện so với anh còn tốt hơn nhiều, chị Băng Băng không thể thích anh được. Triệu Thanh Thanh bây giờ đã có oán niệm với Hạ Thiên. Không sao, ai tranh chấp cảnh sát tỷ tỷ với anh, anh sẽ biến bọn họ thành thái giám. Hạ Thiên nói bằng giọng chẳng thèm để ý. Hừ, coi chừng chị băng băng biến anh thành thái giám. Triệu Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, phải biết rằng lãnh băng băng không phải lần đầu tiên biến đàn ông thích đùa giỡn thành thái giám. Hạ Thiên tất nhiên không sợ, trên đời này người khó theo đuổi nhất chính là thần tiên tỷ tỷ mà còn bị hắn cướp vào tay. Hắn cũng không tin mình không nắm được Lãnh Băng Băng. Này, đại hiệp, phải suy xét một chút chứ, dù dáng người của tôi bây giờ không tốt, bây giờ tôi mới 17 tuổi, còn có thể phát dục, anh mua thu em làm vợ bé được rồi. Một lát sau Triệu Thanh Thanh không nhịn được còn nói thêm. Triệu Thanh Thanh, nếu em còn tiếp tục muốn làm vợ bé của người ta, chị và em sẽ tuyệt sao? Lãnh Băng Băng đột nhiên giống lên với Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh chợt ngẩn ngơ, nàng há hốc miệng cuối cùng cũng ngoan ngoãn không nói thêm điều gì. Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến mình đột nhiên chạm vào chỗ cấm kỵ của lãnh băng băng. Xe cảnh sát cuối cùng cũng an tỉnh trở lại, một lát sau xe cũng đến cục công an. Sau hai mươi mấy tiếng đồng hồ thì Hạ Thiên lại tiếp tục vào trụ sở đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Hải. Nhưng bây giờ trụ sở đội cảnh sát hình sự rất lạnh, ngoài lãnh băng băng vừa mới quay về thì cũng chỉ còn hai nữ cảnh sát trực ban, đội cảnh sát hình sự thứ sáu của lãnh băng băng cũng có không ít người, nhưng bây giờ là buổi tối, hơn nữa trên tay không có án và đã tan tầm, mà có an thì cũng có hơn phân nửa nhân số ra ngoài phục sẵn. Đồng thời trước đó cũng có mười mấy người, nhưng lãnh băng băng nhận được điện thoại nói có chín tên cướp, vì vậy nàng mới trở lại vài nữ cảnh sát, những người khác đều bị đưa theo. Bây giờ đám người kia đều đang ở bệnh viện canh chừng bọn cướp, tất nhiên bầu không khí ở trụ sở cũng lạnh tanh lãnh băng băng trước tiên làm bản ghi chép với triệu thanh thanh hai người ở trong phòng làm việc mà không phải vào phòng thẩm vấn còn hạ thiên thì bị gạt ra một bên nhưng chỉ ngay sau đó lãnh băng băng đã phát hiện hạ thiên vẫn đang ngó chừng mình ánh mắt nóng rực hơn nữa lại đều nhìn vào những bộ vị mấu chốt trên người nàng vì vậy làm nàng sinh ra xúc động muốn móc mắt hắn xuống anh nhìn gì đấy một lát sau lãnh băng băng cuối cùng cũng không nhịn được mà phải nói cảnh sát tỉ tỉ tất nhiên tôi đang nhìn chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Lãnh băng băng thiếu chút nữa đã cắn nát sang ngà, tên lưu manh chết tiệt, chưa tính đến vấn đề hít mắt nhìn nàng, hơn nữa còn thừa nhận điềm nhiên như không. Những năm qua nàng đã gặp rất nhiều sắc lang, nhưng sắc lang kiêu ngạo như Hạ Thiên thì đúng là lần đầu tiên. Nhưng điều làm nàng căm tức chính là sắc lang thường có thể đánh, nhưng những thủ đoạn mà nàng hay dùng để đối phó với sắc lang lại không phát huy tác dụng với Hạ Thiên. Nghe tôi nói này đại hiệp, anh đã có vợ rồi, cũng đừng có chú ý với chị Băng băng chứ." Triệu Thanh Thanh ở bên cạnh nhìn không được phải hỏi một câu. "Bây giờ anh mới có hai vợ, vẫn còn quá ít, cần phải tìm thêm vài người nữa." Hạ Thiên bày ra bộ dạng đương nhiên. "Cái gì?" Triệu Thanh Thanh đứng lên, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. "Anh đã có hai vợ rồi à? Anh có biết bây giờ là chế độ một vợ một chồng không? Anh có biết một người đàn ông chỉ được phép có một vợ không?" Nhưng sư phụ của anh nói, đàn ông có bản lĩnh phải có nhiều vợ, anh là đàn ông có bản lĩnh nhất, tất nhiên phải tìm nhiều vợ. Hạ Thiên không cho là đúng. Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực. Nghe tôi nói này đại hiệp, anh muốn nhiều vợ như vậy làm gì? Dù võ công anh có cao thì nhiều vợ cũng mất hết tinh lực mà chết. Vì thần tiên tỷ tỷ quá cô đơn. Ánh mắt Hạ Thiên chợt trở nên dịu dàng. Vì vậy anh muốn tìm nhiều vợ ở cùng với cô ấy, như vậy sẽ không buồn bực thần tiên tỷ tỷ triệu thanh thanh có chút mơ hồ là ai vậy là vương ngữ yên hay là lưu diệc phi thần tiên tỷ tỷ chính là vợ anh trong đầu hạ thiên chợt hiện lên một hình bóng tiên nữ xinh đẹp tâm tình có chút không xong vì hắn phát hiện mình mới xuống núi vài ngày đã rất nhớ thần tiên tỷ tỷ đại hiệp nói chuyện với anh quá mệt mỏi sao em càng nghe càng chóng mặt nhỉ triệu thanh thanh cảm thấy có chút đau đầu chị băng băng chúng ta tiếp tục lấy khẩu cung thôi đúng lúc này lãnh băng băng lại hỏi một câu vợ anh không phải là kiều tiểu kiều sao cảnh sát tỷ tỷ thần tiên tỷ tỷ cũng đều là vợ cả của tôi kiều tiểu kiều là vợ bé đúng rồi cảnh sát tỷ tỷ chị cũng có thể làm vợ bé nhưng cũng không sao tôi sẽ đối xử với chị tốt như với kiều tiểu kiều hạ thiên nhanh chóng nói anh đừng nằm mơ lãnh băng băng hừ nhẹ một tiếng trong lòng có chút hưng phấn cuối cùng cũng nắm được chuôi dao của đối phương Tên này dám tìm một người phụ nữ khác sau lưng Kiều Tiểu Kiều, cái gì là thần tiên tỷ tỷ, điều này còn chưa tính, lại còn dám nói Kiều Tiểu Kiều và vợ bé. Hừ hừ, sau đó nàng sẽ nói cho Kiều Tiểu Kiều biết, nhất định Kiều Tiểu Kiều sẽ đá tên này. Đúng lúc này tâm tình của Lãnh Băng Băng trở tốt đẹp hẳn lên, nàng lấy khẩu cung của Triệu Thanh Thanh rất nhanh, sau đó chỉ mất 6 phút để làm bản ghi chép về Hạ Thiên. Nàng cũng không làm khó đối phương, sau đó nói hắn có thể về nhà. Nhưng Hạ Thiên cũng không muốn bỏ đi nhanh như vậy, hắn chưa nói được vài câu với cảnh sát Tỷ Tỷ nhưng cũng nghĩ đến vấn đề trong nhà còn Tôn Hinh Hinh đang chờ. Hắn nhìn đồng hồ và thấy thời gian cũng không còn sớm, thôi thì về trước, dù sao cũng còn nhiều thời gian, cảnh sát Tỷ Tỷ xinh đẹp này nhất định không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Chương 27, tình yêu giữa sinh viên và bổ nhí. Tôn Hinh Hinh ngồi trên ghế salon, nàng cầm điều khiển từ xa và liên tục đổi đài nhưng đổi qua đổi lại mà vẫn không thấy tiết mục muốn xem. Ngày xưa nàng rất thích phim Hàn, lúc này lại không còn lực hấp dẫn với nàng. Sau khi bấm qua vài đài thì Tôn Hinh Hinh dứt khoát tắt tivi, sau đó lại ngồi ngây ngốc, cuối cùng lấy điện thoại ra nhìn giờ mà cặp mày khẽ trao lại. Bây giờ đã là 10 giờ mà Hạ Thiên vẫn chưa về. Tôn Hinh Hinh khẽ ngáp một cái rồi chợt bối rối nhưng không có ý nghĩ muốn đi ngủ trong đầu, Tuy tính toán đâu ra đấy nhưng nàng mới quen biết Hạ Thiên được 3 ngày mà đã quan tâm đặc biệt đến người này. Dù Hạ Thiên chỉ ở cùng nhà được một đêm, tối qua cũng không về. Đêm nay lại không về làm nàng cảm thấy không thích ứng, dù sao cũng thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Tôn hình hình nhớ đã nghe ai đó nói phụ nữ luôn dễ phát sinh tình cảm với người đàn ông cứu giúp mình. Vì vậy anh hùng cứu mỹ nhân luôn là chiêu thức tán gái tốt nhất, chẳng lẽ nàng cũng xa vào tình cảnh như vậy. Lại nói tiếp, người này thật sự cũng có thể gây chuyện. Mới vài ngày đã đánh bao nhiêu người, đã tiến vào đồn cảnh sát hai lần, đúng là không thể làm cho người khác bớt lo. Tôn Hình Hình lại nghĩ đến tình cảnh vào lúc sáng sớm có một chiếc xe vài trăm ngàn chở Hạ Thiên về cửa hàng hoa, hơn nữa còn có điện thoại iPhone giá vài ngàn đồng, vì vậy mà nàng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự như lời nói của Phương Hiểu Như, Hạ Thiên đã bám được một phú bà? Hay là đúng như lời Hạ Thiên nói, Kiều Tiểu Kiều là vợ của hắn? Nghĩ tới nghĩ lui thì Tôn Hinh Hinh cảm thấy khả năng hạ thiên theo phú bà là rất lớn, nhưng hắn cũng không quá đẹp trai, theo lý thì các bà nhà giàu sẽ không thích những người như vậy mới đúng. Có nên gọi điện thoại không nhỉ? Tôn Hinh Hinh cầm lấy điện thoại, sau đó nàng lại buông xuống, khoảnh khắc này có chút do dự. Cong, cong. Chuông cửa chợt vang lên. Trong lòng Tôn Hinh Hinh chợt trở nên vui vẻ, nàng vội vàng nhảy dựng lên rồi đi ra mở cửa một người đàn ông còn trẻ đứng bên ngoài, cũng không phải là Hạ Thiên. Tiểu Vũ, sao lại là em? Tôn Hinh Hinh kêu lên nghẹn ngào, nàng tưởng rằng Hạ Thiên sẽ quay về, không ngờ lại chính là em trai, là Tôn Thiên Vũ. Khi thấy bộ dạng của Tôn Thiên Vũ thì Tôn Hinh Hinh cũng không khỏi hỏi một câu. Tiểu Vũ, có chuyện gì xảy ra? Sao bộ dạng khốn khổ như vậy? Bộ dạng Tôn Thiên Vũ quả thật rất khốn khổ, quần áo nhăm nhúm và bẩn thỉu giống như vài ngày không tắm rửa, vẻ mặt tiêu tụy, tóc tai bù xù, hốc mắt hàm sâu, mơ hồ còn nhìn thấy tơ máu, hình như mất ngủ lâu ngày. Chị, em vào trước rồi nói sau. Tôn Thiên Vũ khẽ nói, giọng nói có chút khàn khàn. À, vào, vào thôi. Tôn Hình Hình vội vàng đưa Tôn Thiên Vũ vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Tôn Thiên Vũ tự mình lấy nước uống, sau khi uống cạn sạch thì lại tiếp tục rót thêm một ly sau khi uống ba ly thì cuối cùng mới đứng dậy đến bên cạnh ghế sa lông uể oải ngồi xuống tiểu vũ em đã ăn tối chưa tôn hình hình ân cần hỏi han em tôn thiên vũ có chút do dự em đã ăn rồi được rồi đừng gạt chị đúng lúc có dư nhiều cơm chị sẽ hâm lại cho nóng em chịu khó lấp đầy bao tử đi tôn hình hình chỉ cần nhìn bộ dạng của tôn thiên vũ là biết vì vậy nàng vội vàng đứng lên đi vào nhà bếp cong cong chuông cửa lại vang lên tôn thiên vũ chợt nhảy dựng khỏi ghế sa lông vẻ mặt biến đổi lớn không cần chị không cần mở cửa khi thấy tôn hình hình đi về phía cửa thì tôn thiên vũ hạ giọng nói vẻ mặt rất lo lắng tiểu vũ có chuyện gì vậy tôn hình hình có chút buồn bực không không có gì chị tóm lại đừng mở cửa tôn thiên vũ có vẻ cực kỳ căng thẳng chị Hinh là tôi đây ngoài cửa truyền đến âm thanh của hạ thiên hắn rất thính tai tất nhiên đã nghe rõ động tĩnh bên trong tiểu vũ người này là bạn bè cậu ấy cũng ở đây đừng sợ tôn hình hình mơ hồ biết rõ tôn thiên vũ đang trốn người vì vậy khẽ hạ giọng giải thích chị đây là bạn trai của chị sao vẻ mặt tôn thiên vũ chợt hòa hoãn trở lại còn còn chưa phải vẻ mặt tôn hình hình khẽ đỏ lên vừa nói vừa mở cửa phòng hạ thiên đi vào trong phòng sau đó nhìn thấy tôn thiên vũ Chị Hinh, đây là ai? Hạ Thiên nhìn Tôn Thiên Vũ bằng ánh mắt có chút địch ý, người này tuy bộ dạng có chút khốn khổ nhưng cũng không tệ, chẳng lẽ đối phương muốn đến đây cướp vợ? Đây là em trai tôi, là Tôn Thiên Vũ. Tiểu Vũ, đây là Hạ Thiên, là nhân viên cửa hàng hoa của chị, các cậu cứ ở đây tâm sự trước, tôi vào trong hâm nóng thức ăn. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng giải thích, sau đó nàng đi vào phòng bếp. À, thì ra là em trai của chị Hinh. Hạ Thiên nghe thấy Tôn Hinh Hinh nói như vậy thì tất nhiên sẽ yên lòng. Tôn Thiên Vũ nhìn Hạ Thiên, hắn không lên tiếng, vẻ mặt có chút hương vị đề phòng. Đối phương không nói lời nào tất nhiên Hạ Thiên cũng sẽ không chủ động lên tiếng, hắn chỉ thích nói chuyện với người đẹp, không có tâm tình tán dóc với đàn ông. Vì thế mà kết quả là đến khi Tôn Hinh Hinh đưa đồ ăn ra thì hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tôn Thiên Vũ có vẻ rất đói, ăn như sói như hổ, thậm chí còn khủng bố hơn sức ăn của cả Hạ Thiên. Chưa đến một lúc sau thì hai người đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ, may mà Tôn Hinh Hinh làm món ăn rất phong phú, hơn nữa lại biết rõ Hạ Thiên ăn nhiều, vì vậy nên cố ý nấu nhiều cơm. Nếu không thì sợ rằng sẽ không đủ cơm lấp đầy bao tử hai con quỷ đói. Được rồi, Tiểu Vũ, bây giờ em có thể nói cho chị biết, cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Sau khi dùng cơm xong thì Tôn Hinh Hinh dùng giọng dịu dàng nói. Chị, em, em muốn ở lại đây vài ngày. Tôn Thiên Vũ có chút do so dự, hắn khẽ nói. Tiểu Vũ, em muốn ở đây thì tất nhiên không có vấn đề, đừng nói là vài ngày, dù là vài năm vài tháng cũng có thể. Tôn Hinh Hinh khẽ nói. Nhưng chị muốn biết em có chuyện gì xảy ra. Chị, không có gì, chị cũng đừng hỏi nữa. Tôn Thiên Vũ khẽ cắn môi nói. Tôn Hinh Hinh nhìn Tôn Thiên Vũ, đứa em trai này nhỏ hơn nàng một tuổi, lúc nhỏ hai chị em có cảm tình rất tốt, những năm gần đây cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tình cảm giữa hai người lạnh nhạt đi khá nhiều. Tôn Thiên Vũ đang học năm ba ở Đại học Giang Hải nhưng chỉ đến thăm Tôn Hinh Hinh có hai lần, vì vậy khi thấy em trai chật vật thì chợt sinh ra cảm giác gặp phải chuyện gì đó rất khó giải quyết. Tiểu Vũ, có phải cậu đang trốn người nào không? Tôn Hinh Hinh trầm ngâm một lúc rồi mở miệng hỏi. Em cứ nói ra, dù có chuyện gì thì chị cũng sẽ giúp em, em là em trai của chị. Chị, thật sự không có gì, em chỉ cần ở trong đây vài ngày là tốt. Tôn Thiên Vũ lắc đầu, vẫn không chịu nói ra nguyên nhân. Không có gì mới là lạ. Hạ Thiên nhịn không được phải chen vào một câu. Nhìn bộ dạng của cậu thì ít nhất là ba ngày rồi chưa ngủ, còn nói không có gì. Trước đó một tuần lại bị người ta đánh một trận, tình trạng vết thương còn chưa lành. À, còn nữa, trong tháng gần đây cậu cùng một người phụ nữ chắc táng nhiều lần, tôi thấy có lẽ vì người phụ nữ này mà rước lấy phiền toái. Anh, Tôn Thiên Vũ đột nhiên nhìn Hạ Thiên. Anh, sao anh biết? Tiểu Vũ, những gì Hạ Thiên nói là thật sao? Vẻ mặt Tôn Hinh Hinh chợt biến đổi. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra, em nói rõ đi. Chị, em, Tôn Thiên Vũ có chút trần chờ. Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. Là đàn ông thì phải dứt khoát, có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ đi thu phục, tôi cũng không muốn để chị Hinh phải liên lụy. Đúng vậy, Tiểu Vũ, mau nói ra, nói không chừng Hạ Thiên có thể giúp em. Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh mở lời khuyên nhủ. Tôn Thiên Vũ nhìn Tôn Hinh Hinh, cuối cùng cũng nói rõ mọi chuyện. Những gì Tôn Thiên Vũ đã trải qua cũng không quá mới mẻ. Hai tháng trước hắn tìm được một công việc làm thêm đó là làm nhân viên một công ty bất động sản. Công tác này không có mức lương cơ bản, chỉ thuần túy ăn phần trăm, cũng không có yêu cầu thời gian làm việc, gì vậy rất thích hợp với sinh viên còn đi học như Tôn Thiên Vũ. Sau đó Tôn Thiên Vũ chợt quen biết với một cô gái xinh đẹp cùng chỗ làm, Tôn Thiên Vũ rất phong nhã, rất được các cô gái yêu thích. Vì vậy mà không lâu sau, hai người đã đưa nhau lên giường, bắt đầu một cuộc sống gian phu dâm phụ. Đáng tiếc là Tôn Thiên Vũ không biết cô gái kia là hoa đã có chủ, tuy không phải là gái có chồng nhưng lại là phòng nhì của giám đốc công ty bất động sản. Một tuần trước sự việc bại lộ, Tôn Thiên Vũ bị thủ hạ của tên giám đốc kia đánh cho một trận, cô bé kia cũng bị kéo đi. Tôn Thiên Vũ cũng cho rằng sự việc đến lúc này đã kết thúc, nhưng ba ngày trước hắn nhận được điện thoại của cô gái kia, cô gái nói hắn nên chạy trốn cho nhanh, tên giám đốc đã quay về, hắn biết được tin tức thì giận tím mặt, vì vậy tìm vài người quen để xử lý Tôn Thiên Vũ. Theo lời nói của cô gái kia thì tên giám đốc này có quan hệ với Hắc đạo, đã nhiều lần làm chuyện xấu, tâm địa ác độc, nói được làm được vì vậy đối phương nói sẽ diệt Tôn Thiên Vũ, tất nhiên sẽ có gan đi làm. Tôn Thiên Vũ có thuê một gian phòng ngoài trường đại học, khi nhận được điện thoại của cô gái thì hắn đang ở bên ngoài, đợi đến khi quay về phòng thì tất cả mọi thứ bên trong đã nát như. Sau đó hắn biết cô gái kia nói không sai, người ta thật sự muốn giết mình, may mà mình không có ở nhà, nếu không đã bị người ta giết chết. Cũng vì thế mà hắn bắt đầu lẩn trốn. Tôn Thiên Vũ sợ hãi vài ngày, đã vài ngày ăn không ngon ngủ không yên, đã vài lần suýt nữa bị tóm, hắn gần như đã tan vỡ, cuối cùng nghĩ đến chị gái của mình, vì vậy muốn đến đây lẩn trốn vài hôm. Tôn Hình Hình nghe xong câu chuyện của Tôn Thiên Vũ mà vẻ mặt trở tái nhợt. Những năm nay giá nhà đất leo thang, một giám đốc công ty bất động sản cũng là kẻ có vài tỷ tiền, hơn nữa đám người này là có bối cảnh phức tạp, bọn họ muốn đánh chết một sinh viên không tiền không bối cảnh như Tôn Thiên Vũ thì quá dễ dàng. Hạ Thiên, sao bây giờ? Tôn Hình Hình dùng ánh mắt cầu xin trợ giúp nhìn người đàn ông mà mình vừa quen được ba ngày, nàng biết mình không có năng lực giúp em trai, người có thể giúp đỡ Tôn Thiên Vũ chỉ có thể là Hạ Thiên. Đơn giản thôi, trước tiên tôi đi xử lý tên giám đốc kia là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, trong mắt hắn thì đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Anh nói có vẻ quá dễ. Tôn Thiên Vũ hừ một tiếng, rõ ràng hắn đang cho rằng Hạ Thiên khoác lác. Chương 28: Giết người không dùng dao. Hạ Thiên liếc mắt mà mặc kệ Tôn Thiên Vũ, nếu không vì sợ tiểu tử này sẽ liên lụy đến Tôn Hinh Hinh thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, không có bản lĩnh thì đừng nên động vào vợ của kẻ khác. Tôn Hinh Hinh lại càng hoảng sợ. "Hạ Thiên, cậu đừng xúc động, giết người phạm pháp." Tôn Hinh Hinh chẳng biết Hạ Thiên còn có bản lĩnh khác hay không, nhưng nàng thật sự tin đối phương có thể làm thiệt vị giám đốc kia. Nếu không bị người ta biết được thì không phạm pháp hạ thiên không cho là đúng nhị sư phụ giết rất nhiều người mà chẳng phải còn chưa bị ai bắt đi sao nhưng giết người thì không tốt tôn hình hình rất sợ hạ thiên sẽ giết người phải có biện pháp khác chứ tất nhiên là có nhưng phiền phức hơn hạ thiên thấy tôn hình hình có chút lo lắng thì nói thêm chị hinh chị không thích giết người thì tôi sẽ không làm tôi dùng biện pháp khác là được anh thật sự có biện pháp sao tôn thiên vũ nhịn không được phải hỏi một câu chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi hạ thiên duỗi lưng nói nói cho tôi biết địa chỉ của tên kia bây giờ tôi sẽ đi thu phục đế cảnh hào viên là một khu biệt thự mỗi ngôi biệt thự trong đây phải có giá hơn chục triệu người có thể tiến vào đây ở thì phần lớn đều có tiền nơi đây cũng được coi là khu nhà giàu của thành phố giang hải thanh danh cũng tương xứng với thực tế dù người có tiền chưa hẳn đều ở đây nhưng ở đây chắc chắn phải có tiền Mã Hùng Binh chính là một trong những ông chủ của khu biệt thự đế cảnh Hào Viên, thân là chủ tịch tập đoàn Thiên Mã, khi mới bắt đầu phát triển thì đã tiến ngay vào chỗ này, chưa đến 10 năm hắn đã kiếm được hơn 10 tỷ đồng, nhảy vào hàng ngũ phú hào của thành phố Giang Hải. Tất nhiên đàn ông có tiền mà chẳng tìm cho mình vài em xinh tươi đúng là có lỗi với chính bản thân, nói ra cũng bị người ta xem thường. Vì vậy Mã Hùng Binh cũng nuôi vài tình nhân xinh đẹp có thân hình và khí chất, khi tình nhân ngày càng nhiều thì càng khó thể trông nom cho đủ. Nhưng không ngờ cũng vì vậy mà người tình bị kẻ khác chăm sóc dùm. Điều này làm cho Mã Hùng binh rất tức giận, điều này cũng rất bình thường, bất kỳ tên đàn ông nào gặp phải chuyện như vậy cũng đều tức tối. Nhưng Mã Hùng binh tức tối còn khủng bố hơn người thường, bình thường đàn ông chỉ muốn đánh cho tên gian phu một trận là xong nhưng hắn lại muốn Tôn Thiên Vũ phải biến mất khỏi thế giới này. Nhưng vài ngày trôi qua mà thủ hạ không tìm được Tôn Thiên Vũ, điều này làm cho Mã Hùng binh cảm thấy rất tức tối sau đó hắn chút giận lên người cô tình nhân, hắn dùng một viên Viagra rồi rằng co với cô nàng trên giường nửa buổi tối. Sau khi bùng ra tất cả tinh lực thì Mã Hùng Binh cũng kiệt sức xuống ngựa, hắn đang định vào nhà tắm thì đột nhiên khựng lại như gặp phải quỷ. Anh, anh, anh là ai? Có một người đang ngồi trên mép giường, vì Mã Hùng Binh làm việc trên người phụ nữ thường thích mở đèn, vì vậy hắn có thể thấy rõ tướng mạo của đối phương. Tướng mạo người này rất tầm thường, tuổi không lớn, hình như chưa đến 20, trên mặt là nụ cười cổ quái. Tất nhiên điều làm Mã Hùng Binh phải chú ý chính là trên tay đối phương có một con dai thái rau, tay còn lại là một cây củ cải trắng khá dài, đối phương đang nhảm chán gọt củ cải. Người phụ nữ trên giường chợt kêu lên một tiếng kinh hoàng, sau đó trốn ngay vào trong chăn. Hai người đều không dám kêu cứu mạng, vì bọn họ biết rõ chỉ cần hét lên thì sợ rằng sẽ mất mạng. Huynh đệ, có phải anh đến đòi tiền không? Trong tủ có 2 triệu, Cậu đến mà lấy." Mã Hùng binh lập tức thanh tỉnh trở lại, tuy hắn không biết đối phương vào đây bằng cách nào, nhưng bây giờ không phải lúc để xem xét vấn đề này. "Tôi không thích cướp bóc." Tên thiếu niên cười hì hì với Mã Hùng binh. "Tôi tự giới thiệu, tôi là Hạ Thiên, Hạ trong Xuân Hạ Thu Đông, Thiên trong Đệ Nhất Thiên Hạ." Vẻ mặt Mã Hùng binh chợt trở, trở nên trắng bệch, cướp bóc bình thường sẽ không khai tên, hơn nữa người này còn không che mặt, còn tự động nói tên, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu? huynh đệ tha tôi một con đường sống tôi sẽ cực kỳ cảm kích trong giọng nói của mã hùng binh đã mang theo vài phần cầu xin đừng sợ khả năng tôi giết người là rất nhỏ hạ thiên cười hì hì nói nhưng tôi cảm thấy xử lý anh là biện pháp tốt nhất mà tam sư phụ lại không thích tôi giết người chị hinh cũng không thích tôi giết người vì vậy không đến mức bất đắc dĩ tôi sẽ không giết anh vậy huynh đệ cậu cậu muốn gì trong lòng mã hùng binh vẫn rất căng thẳng người phụ nữ này có phải là điền hiểu nhã không hạ thiên nhìn thoáng qua cô gái đang quấn trong ga giường đúng 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 cô ấy chính là điền hiểu nhã mã hùng binh vội vàng nói huynh đệ cậu nhìn chúng cô ta sao không có gì cậu muốn chơi thế nào cũng được bốp hạ thiên dùng cây củ cải đập lên đầu mã hùng binh tôi là người không thưởng thức sao Mã Hùng Binh bị củ cải nện lên đầu khá đau, trong lòng cũng thầm oán. Này, như vậy không phải đang nói tôi không biết thưởng thức sao? Điền Hiểu Nhã chính là một trong những tình nhân xinh đẹp nhất của Mã Hùng Binh, cũng vì vậy mà khi biết Điền Hiểu Nhã cắm sừng lên đầu mình, hắn mới bắt buộc phải diệt trừ tôn thiên vũ. Dù trong lòng rất khó chịu thì Mã Hùng Binh vẫn chỉ biết cười. Huynh đệ, muộn thế này mà cậu vẫn đến tìm, không biết có chuyện gì cần làm. Không cần tiền, không cần nữ nhân, chẳng lẽ cần mạng. Không có gì, tôi chỉ muốn cho anh biết, nơi này của anh tôi có thể đến, tôi thích đến thì đến thích đi thì đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Nói cách khác, tôi muốn xử lý thì xử lý anh, anh cảm thấy thế nào? Vâng, vâng. Mã Hùng binh liên tục gật đầu. Anh sợ con dao này không? Hạ Thiên đưa con dao cắt rau múa máy vài lượt trước mặt Mã Hùng binh. Con dao này lấy trong phòng bếp của nhà anh nhưng anh cũng đừng nên sợ thật ra trước nay tôi giết người mà chưa từng dùng dao bao giờ hạ thiên ném củ cải trong tay ra hai tay nắm lấy hai đầu cây dao rồi khẽ dùng sức con dao chợt uốn cong sau đó hạ thiên lại xoa nhẹ con dao bị vo thành một khối sắt má hùng binh vuốt vuốt mắt hắn nghi ngờ mình nằm mơ nếu không trên đời sao có kẻ lợi hại như vậy nhưng hắn cũng lập tức biết được mình không mơ vì vậy thanh tỉnh trở lại ngay tức thì mã hùng binh nhìn hạ thiên đang cười tủm tỉm mà khí lạnh từ chân phóng lên đầu khoảnh khắc này hắn không thể nghi ngờ đối phương có năng lực giết chết mình một cách đơn giản thật ra tôi với anh cũng không thù không oán anh chỉ cần làm tốt hai chuyện thì sau này sẽ bình an vô sự hạ thiên lười biếng nói cậu cậu có gì phân phó mã hùng binh dùng giọng lo sợ hỏi lúc này hắn thật sự sợ hãi vì người càng có tiền càng sợ chết mã hùng binh có nhiều tiền tất nhiên càng sợ chết hơn người thường Chuyện thứ nhất, sau này không được tìm và gây ra phiền toái cho Tôn Thiên Vũ. Thứ hai, để người phụ nữ điền hiểu nhã này rời khỏi nơi đây. À, tuy tôi không có hứng thú với cô ta, nhưng Tôn Thiên Vũ và anh hình như cũng có sự thưởng thức giống nhau. Hạ Thiên cuối cùng cũng nói ra yêu cầu, đã không thể giết người thì chỉ còn cách uy hiếp mà thôi. Cậu là người Tôn Thiên Vũ phái tới sao? Mã Hùng Binh chợt kinh hoàng. Bốp! Hạ Thiên lại cầm của cải gõ lên đầu Mã Hùng Binh đầu óc anh có vấn đề không cậu ta có thể phái tôi đến được sao dạ dạ tôi sai rồi mã hùng binh sờ lên đầu vẻ mặt lộ rõ sự cầu xin trong lòng lại thầm mắng chính mình sao hắn lại đần như vậy tôn thiên vũ kia có thể phái một người mạnh mẽ thế này đến tìm mình sao hạ thiên đứng dậy nói được rồi sự việc đã xong tôi đi đây hai việc kia rất đơn giản chỉ cần anh làm theo là được dạ dạ nhất định sẽ làm theo mã hùng binh liên tục nói hừ cuối cùng cũng xong thật phiền phức hạ thiên thở dài một hơi xem ra trực tiếp giết người vẫn dễ dàng hơn hạ thiên lắc đầu rồi đi đến bên cạnh cửa sổ hắn mở cửa nhảy xuống biến mất trong tầm mắt của mã hùng binh mã hùng binh co quắp ngã xuống giường trên người vã đầy mồ hôi lạnh hắn cũng không còn khí sức để nhúc nhích thân thể biến cô cút ngay cho tôi một lúc lâu sau mã hùng binh mới giống lên với người phụ nữ ở bên cạnh vị trí cách khu biệt thự đế cảnh hào viên vài trăm mét tôn thiên vũ đã sớm hoảng loạn chợt nhìn thấy hạ thiên thản nhiên đi ra hắn vội vàng tiến lên ninh đón giọng điệu rất nôn nóng thế nào hạ thiên có thể đến được đây tất nhiên đều nhờ tôn thiên vũ đưa đến mà vài ngày trước tôn thiên vũ biết chỗ này qua miệng của điền hiểu nhã nhưng tôn thiên vũ không dám đi vào mà hạ thiên cũng không có hứng thú đưa hắn vào vì vậy bắt chờ bên ngoài xong rồi về thôi hạ thiên nói với vẻ mặt thoải mái thật sao tôn thiên vũ hình như vẫn còn cảm thấy khó thể tin đúng lúc này chuông điện thoại chợt vang lên tôn thiên vũ vội vàng lấy điện thoại ra sau đó vội vàng nhấn nút nghe tiểu nhã là em sao em nói thật sao tốt tốt anh đang ở bên ngoài đế cảnh hào viên tốt anh ở đây chờ em Tôn Thiên Vũ cúp điện thoại rồi dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Tiểu Nhã nói nàng sẽ ra ngay. "À, cậu ở đây chờ đi, tôi đi về trước." Hạ Thiên xoay người muốn bỏ đi. "Anh rể, đợi chút." Tôn Thiên Vũ vội vàng nói. "Anh rể?" Hạ Thiên nghe được Tôn Thiên Vũ xưng hô như vậy thì ấn tượng về đối phương chợt đổi mới, không sai, tiểu tử kia có tương lai. "Tiểu Vũ, có chuyện gì?" Hạ Thiên cũng sửa lại cách xưng hô. Trên mặt là nụ cười hài lòng. Tôn Thiên Vũ có chút buồn bực, người này rõ ràng đã coi mình là anh rể của hắn, lại gọi hắn như chị gái. Tuy hắn cảm thấy như vậy nhưng có một anh rể như Hạ Thiên là không tồi, nhưng vấn đề là Tôn Thiên Vũ đã biết người này mới 19 tuổi qua miệng chị gái, thậm chí còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, như vậy mà trước đó liên tục gọi là cậu xưng anh, bây giờ lại gọi là tiểu Vũ, điều này làm hắn cảm thấy có chút quái dị. Anh rể, bây giờ đã muộn khu biệt thự này lại không có xe buýt, bình thường cũng không có taxi, bây giờ anh đi về thì mất rất nhiều thời gian. Vẻ mặt Tôn Thiên Vũ có vẻ rất nịnh nọt. Nếu không thì anh chờ chút, Tiểu Nhã sẽ lái xe ra, em sẽ bảo cô ấy tiến anh về. Được rồi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, thật ra hắn cảm thấy mình đi quá nhanh, không hỏi qua chỗ ở, hơn nữa còn chưa quen đường, sợ rằng lại tiếp tục lạc đường thì không tốt. chương 29, ôm nhau ngủ, một lát sau, một chiếu Audi A6 chạy ra khỏi khu biệt thự đế cảnh hào viên, sau đó dừng lại bên cạnh Tôn Thiên Vũ, người lái xe chính là Điền Hiểu Nhã mà Hạ Thiên đã gặp trước đó không lâu. Tất nhiên trước đó Hạ Thiên gặp mặt thì Điền Hiểu Nhã còn chưa mặc gì, bây giờ thì đã ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua có vài phần hương vị đoan trang. Anh rể, mời lên xe. Tôn Thiên Vũ giống như đã có kinh nghiệm, hắn chủ động mở cửa xe mời Hạ Thiên. Sau khi Hạ Thiên ngồi lên thì Tôn Thiên Vũ giúp hắn đóng cửa, sau đó mới tự mình lên xe, ngồi ở bên cạnh Điền Hiểu Nhã. "Tiểu Nhã, đi đến học phủ Danh Uyển." Tôn Thiên Vũ phân phó. Điền Hiểu Nhã khẽ gật đầu, nàng không nói gì, chỉ lập tức lái xe. Nàng không dám nhìn Hạ Thiên đang ngồi ở phía sau, không những Hạ Thiên vừa rồi làm nàng sợ hãi, hơn nữa còn được nhìn thấy tình cảnh nàng phóng đáng trên giường với đàn ông, tất cả đều được Hạ Thiên nhìn thấy rõ ràng, điều này làm nàng cực kỳ mất tự nhiên. Cũng may Hạ Thiên không có hứng thú gì với Điền Hiểu Nhã, ba người bảo trì trạng thái trầm mặc trên đường đi. Nửa giờ sau thì xe dừng lại ở khu dân cư học phủ danh huyền. Anh rể, em không đi lên, anh nói cho chị gái, em và Tiểu Nhã lần sau sẽ đến thăm. Tôn Thiên Vũ nói với Hạ Thiên. Tốt, các người cứ đi đi. Hạ Thiên phất phất tay, hắn vốn không nghĩ sẽ cho Tôn Thiên Vũ tiến vào, như vậy sẽ quấy rầy thế giới riêng của hắn và Tôn Hinh Hinh. Bây giờ Tôn Thiên Vũ muốn cùng đi lêu lỏng với Điền Hiểu Nhã, tất nhiên Hạ Thiên Cầu còn chưa được. Hạ Thiên nhìn hai người kia bỏ đi mà không khỏi lầm bẩm Đúng là không biết thưởng thức. Hạ Thiên xoay người đi vào khu dân cư, sau đó nhanh chóng lên lên lầu và nhấn chuông cửa. Hạ Thiên, cậu đã về rồi à? Tôn Hình Hình vẫn liên tục ngồi trong phòng mà lo lắng, liên tục chờ tin, bây giờ thấy Hạ Thiên an toàn quay về, tất nhiên trong lòng sẽ hoàn toàn buông lòng nhưng sau đó khi thấy không có mặt tôn thiên vũ thì tôn hinh hinh lại kinh hoàng còn tiểu vũ cậu ta đi chơi với điền hiểu nhã rồi hạ thiên ngáp một cái chị hinh tôi đi ngủ trước có chuyện gì để ngày mai nói sau lưu manh dậy sớm mới có thể tán gái hạ thiên trước nay vẫn bảo chỉ thói quen ngủ sớm dậy sớm nhưng hôm nay thói quen bị phá vỡ điều này làm hạ thiên cảm thấy có chút lo lắng không biết có ảnh hưởng đến quá trình tìm vợ sau này hay không Tôn Hình Hình ngồi trong phòng khách gọi điện cho Tôn Thiên Vũ, sau khi xác nhận em trai đang ở cùng Điền Hiểu Nhã thì cuối cùng cũng yên lòng. Hạ Thiên, cậu thật sự đã cho tôi nhiều niềm vui. Tôn Hình Hình thì thào nói, nàng nhìn vào phòng ngủ của Hạ Thiên, bây giờ cửa không khóa, không biết quỷ xui ma khiến thế nào mà lại đi vào. Hạ Thiên đang nằm trên giường, cũng không nhúc nhích, quá trình hít thở rất khẽ, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ. Tôn Hình Hình đứng bên mép giường, nàng nhìn gương mặt cũng không quá đẹp trai mà lại có vài phần thanh tú vì vậy mà đứng ngơ xuất thần cậu là hoàng tử trong mơ của tôi sao trong lòng tôn hinh hinh chợt bùng ra ý nghĩ này nàng ngồi xuống ở mép giường sau đó lại nhịn không được mà duỗi bàn tay ngọc phủ lên gò má hạ thiên đột nhiên tôn hinh hinh cảm thấy eo thon bị siết chặt nàng lập tức ngã xuống giường á tôn hinh hinh duyên dáng kêu lên một câu nàng khẽ vùng vẫy hạ thiên Cậu còn chưa ngủ à? Buông tôi ra." Nhưng Hạ Thiên không có phản ứng, Tôn Hinh Hinh nhìn kỹ lại, cuối cùng xác nhận đối phương vẫn còn đang ngủ, động tác vừa rồi chỉ là vô thức. May quá. Tôn Hinh Hinh khẽ thở ra một hơi, nàng khẽ nắm chặt tay Hạ Thiên, cố gắng thoát khỏi lồng ngực đối phương. Nhưng sau nhiều lần cố gắng thì nàng cũng bỏ qua, vì nàng phát hiện ra mình khó thể thoát khỏi. Từng luồng khí tức mát lạnh từ trên người Hạ Thiên bùng ra, điều này làm cho Tôn Hinh Hinh cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ đã hơn một giờ sáng, Tôn Hinh Hinh đã sớm cảm thấy buồn ngủ, bây giờ hai mắt chợt nặng trịch, cơn buồn ngủ kéo đến như thủy triều, trong lúc vô tình nàng cứ nằm ngủ trong ngực Hạ Thiên. Gần đây Hạ Thiên hay nằm mơ, trong giấc mơ hắn nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ đến bên giường, sau đó hắn khẽ vươn tay ôm thần tiên tỷ tỷ vào lòng, cứ như vậy mà hai người cùng nằm ngủ. Một giấc ngủ đến 8 giờ sáng, lúc này Hạ Thiên mới tỉnh lại. Ủa, cái gì đây? Mềm quá, trong lúc mơ màng Hạ Thiên cảm thấy trong tay đang nắm lấy một vật khá mềm mại, vì vậy mà hắn vô thức dùng tay xoa nắn, độ co giãn rất tốt, vì vậy tiếp tục xoa nắn thêm hai lượt. Á! À, một tiếng kêu duyên dáng vang lên bên tai, âm thanh rất quen thuộc, hình như là của chị Hinh, nhưng chị Hinh sao lại nằm bên cạnh Hạ Thiên? "Hạ Thiên, cậu thả tôi ra." Một âm thanh thẹn thùng truyền vào tai Hạ Thiên, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo trở lại. Tôn Hinh Hinh quả thật ở ngay bên cạnh Hạ Thiên, nói một cách chính xác thì nằm nghiêng trong lòng hắn. Mà lúc này hai tay của hắn đang giữ lấy hai vị trí cao ngất của Tôn Hinh Hinh. Vừa rồi hắn đã thử độ co giãn ở nơi đó. Hơn nữa trên người hắn còn có một bộ vị cứng ngắc ép lên khe mông của Tôn Hinh Hinh. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy có chút choáng váng. Hắn nằm mơ ôm thần tiên tỉ tỉ ngủ, sao bây giờ lại chuyển thành chị Hinh? Tôn Hinh Hinh lúc này cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, gương mặt và chiếc cổ đều đỏ bừng nhưng nàng không dám cử động, vì chỉ cần nhúc nhích sẽ có thêm những tiếp xúc thân mật với đối phương. Vì vậy nàng chỉ biết ngoan ngoãn nằm chờ, chờ Hạ Thiên sẽ buông ra. Chị Hinh, chống ngực của chị đập rất mạnh. Hạ Thiên đột nhiên nói ra một câu. Tôn Hinh Hình rất muốn quay mặt lại chừng mắt nhìn Hạ Thiên, hai tay đối phương vẫn còn để trên ngực mình, chốc chốc còn xoa nắn vài lượt. Còn một thứ gì đó đang kẹp chặt nơi khe mông, chống ngực nàng không đập mạnh sao được. Hạ Thiên, đã hơn 8 giờ, chúng ta nên thức dậy đi làm. Tôn Hinh Hinh dùng giọng có chút bất đắc dĩ nói. Ủa, đã trễ vậy sao? Hạ Thiên đột nhiên kinh hoàng, hắn nhảy dựng người lên, sau đó lập tức xuống giường. Ma trưởng tràn đầy độ nóng đã rời khỏi người, Tôn Hinh Hinh đột nhiên sinh ra cảm giác trở về hư không, nhưng ngay sau đó nàng lại mắng chính mình. Tôn Hinh Hinh ơi là Tôn Hinh Hinh, mày đừng quá mơ mộng xuân cảnh, mới ba ngày đã lên giường với người ta, sợ rằng qua ba ngày sẽ bị vứt bỏ ngay nguy rồi, nguy rồi, sắc lang dậy sớm mới có gái tán, sắc lang dậy muộn thì châu chậm uống nước đục, mình dậy muộn thế này sao có thể tìm được vợ. Hạ thiên lầm bầm với vẻ mặt đau khổ, đột nhiên hắn nhìn thấy tôn hinh hinh, sau đó lại vỗ đầu. Không đúng, mình không phải vừa tìm được một người vợ sao. Xem ra lời của sư phụ vẫn chưa hoàn toàn là đúng, mình ngủ dậy muộn mà vợ đã tự động lên giường. Tôn Hinh Hinh nghe được những lời lộn xộn của Hạ Thiên mà có chút ngượng ngùng, nàng bối rối đi ra ngoài, sau đó lại đi vào toilet. Hạ Thiên vẫn tiếp tục dùng giọng hưng phấn nói. Xuống núi ba ngày đã tìm được một người vợ, một năm có 365 ngày, như vậy sẽ có thể tìm được 121 vợ. Hay, một năm sau quay về núi thì sẽ có 101 vợ cùng thần tiên tỷ tỷ. Cửa hàng hoa hinh hinh. Này mập, lại đến nữa à. Khi nhìn thấy Vương Kiệt thì Phương hiểu như dùng giọng tức giận nói, người này giống như đã xem cửa hàng hoa hinh hinh là nhà mình, mỗi ngày đều đến. Phương hiểu như, đại ca của tôi đi tặng hoa nữa rồi sao? Phương Kiệt không thấy Hạ Thiên thì hỏi ngay. Cái gì mà tặng hoa, anh ta còn chưa tới? Phương hiểu như có chút tức giận nói. Còn chưa tới. Phương Kiệt có chút kinh ngạc, bây giờ đã gần 9 giờ rồi. Không chỉ riêng gì anh ta chưa tới, chị Hinh cũng còn chưa tới. Phương hiểu như có chút tức giận chị hình trước kia đều đến rất sớm, sau khi hạ thiên xuất hiện thì càng ngày càng không bình thường. Chị dâu cũng chưa đến à. Hai mắt Phương Kiệt lập tức tỏa sáng. Chẳng lẽ đại ca đã, leo lên, nhanh như vậy? Anh nói gì vậy? Phương hiểu như giống như không hiểu ý Vương Kiệt. Này, Phương hiểu như, vấn đề đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra được sao? Vương Kiệt nói với vẻ mặt như tên trộm. Cô nghĩ xem, đại ca chưa tới, chị dâu cũng chưa tới, mà đại ca và chị dâu cùng ở một nhà, bọn họ cùng dậy muộn chứng tỏ tối qua có hoạt động gì đó mệt mỏi, mà cô xem bọn họ có hoạt động gì mệt mỏi, không phải là Tên mập, anh đúng là Hạ Lưu. Không đợi Vương Kiệt nói xong, Phương Hiểu như đã hiểu ý và trợn trừng mắt nhìn đối phương. Phương Hiểu như, lời này của cô là không đúng, việc này sao lại là Hạ Lưu? Mỗi khi trời tối thì trên thế giới có bao nhiêu triệu người hoạt động với nhau vương kiệt dùng giọng nghiêm trang phản bác lại phương hiểu như trợn trắng mắt nhìn vương kiệt tóm lại chị hinh không cho hạ thiên đơn giản như vậy được tôi thì không nghĩ như thế tôi dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để xem xét tôi thấy rõ chị dâu thích đại ca vương kiệt dùng giọng như thật nói hừ kinh nghiệm cái quái gì chẳng phải mới biết yêu được hai năm sao phương hiểu như nói với vẻ mặt khinh bỉ bạn gái anh bị kẻ khác cướp đi anh còn đứng đây mà nói kinh nghiệm này nọ này phương hiểu như đánh người không được đánh vào mặt không thể nói như vậy vương kiệt nói không tin chúng ta đánh cuộc tôi nói là đại ca đã lên giường với chị dâu rồi đánh cuộc thì đánh cuộc phương hiểu như hất đầu nói hừ tôi không tin chị hinh là loại người như vậy đúng lúc phương hiểu như nói như vậy thì hạ thiên và tôn hinh hinh nắm tay bước vào cửa hàng hoa đại ca chị hinh vương kiệt và phương hiểu như đồng thời mở miệng chào hỏi chị hinh sao hôm nay hai người đi làm muộn như vậy phương hiểu như mở miệng hỏi vẻ mặt tôn hinh hinh đỏ lên nàng cố gắng điềm nhiên như không tối qua có chút việc nên đi ngủ muộn đại ca hôm nay nhìn anh rất sáng láng có phải tối qua làm việc vui gì đó không vương kiệt dùng giọng bóng gió nói tất nhiên hắn cũng không nói bậy hạ thiên bây giờ nhìn qua có vẻ rất cao hứng À, chị Hinh đã đồng ý làm vợ anh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôn Hinh Hinh lập tức xấu hổ. Hạ Thiên, tôi đồng ý khi nào? Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Chị Hinh, tối qua chị lên giường tôi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đồng ý là vợ tôi sao? Khoảnh khắc này Tôn Hinh Hinh rất xấu hổ, cũng quên bên cạnh có người, nàng vô thức phản bác lại một câu. Rõ ràng là cậu ôm tôi đưa lên giường. chương 30, đánh hắn không phải, trước khi tôi ngủ còn chưa có chị trên giường, khi tỉnh lại thì lại thấy, chẳng phải chị tự đi lên sao. Hạ Thiên nói bằng giọng rất vô tội. Chị Hinh, chị đừng lo, tôi sẽ phụ trách chuyện này. Ai muốn cậu phụ trách? Tôn Hinh Hinh dậm chân, khi nói xong vài chữ thì rốt cuộc phát hiện bên cạnh còn có người. Lúc này Vương Kiệt đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên. Mà Phương hiểu như thì trợn trừng mắt, nàng nhìn Tôn Hinh Hinh bằng ánh mắt khó tin chị Hinh, chị chị chị, chị thật sự đã lên giường với Hạ Thiên rồi sao? Không có, không, hai bên còn chưa phát sinh điều gì. Tôn Hinh Hinh giải thích có chút không đủ, tuy nói tối qua chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu nói như vậy cũng có chút gượng ép. Dù là thế nào thì nàng cũng nằm ngủ trong ngực Hạ Thiên vài giờ liền, những bộ vị mẫn cảm đều bị đối phương xoa nắn. Phương hiểu như nhìn thấy bộ dạng trột giả dạ của Tôn Hinh Hinh mà cảm thấy rất khó hiểu, lúc này nàng đã nhận định tôn hinh hinh cho Hạ Thiên, ăn sạch, rồi. Chị Hinh ơi là chị Hinh, chị làm em thất vọng rồi, em nghĩ rằng ít nhất là một tuần chị mới cho người ta, không ngờ mới ba ngày đã lên giường, hoạt động, rồi sao? Phương hiểu như ra vẻ giống như đang đau tim. Bây giờ thì tốt, chị hại em phải thua cuộc tên mập chết bầm kia. Phương hiểu như, thế nào? Biết thua rồi à? Phương kiệt cực kỳ đắc ý. Thua thì thua, có gì sao? Phương Hiểu như bĩu môi nói. Dù sao cũng chưa đặt cược thứ gì cả. Vương Kiệt chợt ngẩn ngơ, hắn suy nghĩ lại mà cảm thấy chưa đặt cược gì cả. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh xuất hiện ngay sau khi hai bên đặt cuộc, tuy Vương Kiệt thắng nhưng cũng chẳng được gì. Coi như cô may mắn. Vương Kiệt dùng ánh mắt không cam lòng nhìn Phương Hiểu Như. Này, mập, anh rãnh rỗi như vậy thì đi tặng hoa với đại ca của anh đi. Phương Hiểu Như rất muốn đuổi khéo Vương Kiệt đi nơi khác lại có người muốn tặng hoa sao hạ thiên không khỏi hỏi lớn cái gì mà tặng hoa anh đi làm ba ngày mới tặng hoa được một lần mà thôi phương hiểu như dùng ánh mắt bất mãn nhìn hạ thiên anh đừng tưởng rằng ngủ với bà chủ thì trở thành ông chủ anh phải đi tặng hoa hiểu như nếu em còn nói bậy bạ thì chị sẽ đuổi việc tôn hình hình trợn mắt nhìn phương hiểu như vẻ mặt rất xấu hổ sáng nay có người đặt hoa sao chị hinh sáng sớm nay em mở cửa và có được một mối làm ăn lớn. Phương hiểu như vẫn còn có chút bất mãn. Vốn cũng định chờ chị đến nói ra để mọi người vui mừng, nào biết chị và Hạ Thiên lại cho mọi người một niềm vui lớn hơn. Cái gì mà niềm vui lớn? Tôn hình hình thông minh không muốn nhắc lại chuyện giữa mình và Hạ Thiên, vì nàng biết rõ sự việc quá lằng nhằng, vì vậy phải hỏi về chuyện chính. Có người đặt một lượt hơn 20 bó hoa. Phương hiểu như nói đến đây thì rất vui sướng hơn nữa đều là hoa bách hợp, chúng ta bán 15 đồng một bông, mỗi một bó là 20 bông. Lúc đầu em tưởng rằng anh ta chỉ cần một bó, nói rằng 380 đồng một bó, nào ngờ đối phương không chút do dự mà trực tiếp đặt 20 bó. Phương hiểu như mở ví lấy ra một sấp tiền mặt, nàng đưa cho tôn hinh hinh. Này, chị hinh, đây là tiền người đó đưa, 7.760 đồng. Tôn hinh hinh nhận tiền mà có chút sướng sờ, thật ra cửa hàng làm ăn khá tốt, nhưng dù sao đây cũng chỉ là cửa hàng nhỏ, một ngày thu vào gần 10.000 không phải chưa từng có, nhưng đó chỉ là thời điểm lễ hội như Giáng sinh mà thôi, một năm chỉ có vài lần. Mà bây giờ là thời điểm bình thường, lại có được một buôn bán lớn, hơn nữa chỉ là một lần mà hơn 7.000, đây tuyệt đối là một lần buôn bán với số tiền lớn nhất của cửa hàng hoa hinh hinh. Thành phẩm của hoa thật ra không có lợi nhuận quá cao, nếu không tính hao tổn thì 7.000 tiền hoa sẽ có lời chưa đến 2.000. Nếu mỗi ngày đều có thể làm ăn như vậy thì mộng tưởng mua nhà mua xe của Tôn Hinh Hinh trong thành phố không còn quá xa nữa. Người nào mua nhiều như vậy? Vương Kiệt có chút hiếu kỳ. Một người đàn ông khá tuấn tú, à, đặc biệt đẹp trai. Phương Hiểu như có dấu hiệu háo sắc. Đáng tiếc là anh ấy không nói mình tên gì, chỉ để lại một số điện thoại. Anh ấy nói không hy vọng bác sĩ Liếu biết được thân phận của người tặng hoa. À, bác sĩ Liếu là đối tượng cần tặng hoa. Bác sĩ Liễu sao? Tôn Hình Hình có chút kinh ngạc. Kiểu như, chẳng phải đây là bác sĩ Liễu Vân Mạn nổi tiếng kia sao? Không phải thì còn là ai nữa? Phương Hiểu như có chút ghen ghét. Bác sĩ Liễu đúng là làm cho người ta phải hâm mộ, y thuật cao siêu, xinh đẹp, lại có tiền, còn có anh đẹp trai theo đuổi. Được rồi, đừng hâm mộ nữa, không phải đưa sang tất cả số hoa này đấy chứ. Tôn Hình Hình cắt ngang lời Phương Hiểu như tất nhiên là không phải, mỗi ngày một bó, đưa đến tận ngày mùng 5 tháng 8, cũng chính là trước một ngày trước lễ tình nhân sao. Này, em thấy vào ngày thất tịch thì anh đẹp trai kia sẽ tự mình đến tặng hoa, sau đó sẽ cầu hôn với bác sĩ Liễu, nghĩ lại thật là lãng mạn. Phương hiểu như giống như bị thứ gì đó kích thích, bệnh háo sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Sao, lễ tình nhân của TQ vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, được gọi là ngày thất tịch. Này, đẹp trai, em lại thấy một anh đẹp trai. Phương hiểu như dùng hai mắt tỏa sáng nhìn ra ngoài, một anh chàng đẹp trai đứng trên đường. đám người Hạ Thiên chợt nhìn qua, cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại, một người đàn ông từ bên trong bước ra. còn nếu nói người đó đẹp trai thì Hạ Thiên không cho là đúng, còn chưa đẹp bằng hắn. người đàn ông này trắng tinh, vóc dáng rất cao, có lẽ là một mét tám, hắn ngẩng đầu nhìn cửa hàng hoa rồi cất bước đi đến. Tôi tìm Hạ Thiên. Anh chàng đẹp trai quét mắt nhìn bốn người bên trong cửa hàng, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Hạ Thiên. Tuy hắn chưa từng gặp mặt Hạ Thiên nhưng cũng biết đối phương không phải một người mập. Tôi quen biết với anh sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, người này là ai? Cậu chính là Hạ Thiên sao? Trong ánh mắt anh chàng đẹp trai có chút hèn mọn, nói nhảm. Hạ Thiên cũng không vui sướng gì, ngoài hắn ra thì còn ai xứng với cái tên như vậy? hạ thiên liếc mắt rồi hỏi một câu anh là ai tôi là kiều đông vân anh chàng đẹp trai hừ một tiếng hắn móc trong túi ra một tờ chi phiếu sau đó đưa sang cho hạ thiên đây là một triệu anh cầm lấy rồi rời khỏi thành phố giang hải một triệu ngoài hạ thiên thì vẻ mặt ba người khác có chút kích động anh chàng đẹp trai kiều đông vân này ra tay ghê gớm thật chỉ cần vung tay đã đưa ra một triệu anh có bệnh à hạ thiên trừng mắt nhìn kiều đông vân sao tôi phải rời khỏi giang hải trong mắt kiều đông vân bắn ra cái nhìn bức người hạ thiên làm người phải thức thời tôi cho anh một triệu như vậy coi như cũng không phụ lòng anh rồi nếu chúng tôi phải ra tay đánh người thì đừng hòng có được một đồng anh đúng là bị bệnh không nhẹ có muốn tôi chữa trị cho không hạ thiên có chút khó hiểu nhưng đừng nói tôi không nhắc nhở anh một triệu không đủ chữa bệnh anh nên đi về lấy thêm thì ra chê ít tiền kiều đông vân cười lạnh một tiếng tốt lắm ra giá đi bao nhiêu tiền mới chịu biến mất khỏi cuộc sống của kiều tiểu kiều cái gì mày dám có chủ ý như vậy với tao sao hạ thiên cuối cùng cũng hiểu ra hắn lập tức nổi giận chuyện của tao và tiểu kiều mày có quản được sao hạ thiên tôi là người đại biểu cho kiều ra nếu cậu muốn kết hôn với tiểu kiều là si tâm vọng tưởng kiều đông vân cười lạnh một tiếng Hắn đang định mở lời thì phát hiện một cú đấm phóng thẳng vào mặt. Á! À, kiều Đông Vân không kịp tránh, hắn bị đấm vào mặt, khóe miệng chảy đầu máu tươi. Hạ Thiên rất tức tối, người này rõ ràng bắt hắn phải rời khỏi Kiều Tiểu Kiều, như vậy không phải đang cướp vợ sao? Tất nhiên kẻ muốn cướp vợ hắn thì không có kết quả tốt, một đấm vừa rồi vẫn còn chưa hết giận. Hạ Thiên lách mình phóng ra, hắn xuất hiện bên cạnh Kiều Đông Vân, một cú đá, Kiều Đông Vân bị đá văng. Hạ Thiên, đừng đánh, đánh nữa sẽ chết người. Tôn Hình Hình cuối cùng cũng phóng ra, nàng lập tức khuyên nhủ. Hừ, coi như mày tốt số, tranh thủ thời gian cút đi, đừng làm phiền đến tao. Hạ Thiên cuối cùng cũng ngừng lại. Kiều Đông Vân cố gắng bỏ lên, hắn lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó dùng ánh mắt giữ tợn nhìn Hạ Thiên. Tốt, rất tốt, Hạ Thiên, mày dám đánh tao, mày cứ đợi đấy. Lúc này Kiều Đông Vân leo lên xe, nhưng lúc này hắn đã không còn chút bộ dạng của anh chàng đẹp trai. Này, nhận một triệu. Hạ Thiên nhặt lấy tấm chi phiếu trên mặt đất, hắn hất tay lên, chi phiếu bay về phía cửa xe một đường thẳng tắp. Xác xác, chi phiếu nện lên cửa sổ xe, tấm cửa kính nát bấy. Đám vương kiệt trợn mắt há mồm, vẻ mặt Kiều Đông Vân chợt biến đổi, vừa rồi hắn thấy Hạ Thiên chỉ là một tên lưu manh giỏi đánh nhau, Bây giờ đối phương lại ném chi phiếu đập vỡ cửa xe, đây không phải chỉ những tên giỏi đánh đấm bình thường có thể làm được. Khoảnh khắc này Kiều Đông Vân có chút hối hận, hắn không nên đơn thương độc mã đến đây khi chưa biết rõ tình huống, bây giờ hối hận cũng không kịp, vì vậy chỉ còn cách tranh thủ bỏ đi. Kiều Đông Vân khởi động xe nhanh chóng rời khỏi đại học Giang Hải, hắn chợt sinh ra cảm giác như chó nhà tang. Đáng tiếc cho anh chàng đẹp trai của tôi, bây giờ đã trở nên xấu trai. Nghe tôi nói này Hạ Thiên, đánh người không đánh mặt sao anh lại đánh vào mặt anh đẹp trai phương hiểu như ở bên kia có chút bất mãn đại ca bây giờ em mới hiểu câu dùng tiền đập chết người anh đúng là người có thể dùng tiền đập chết người ánh mắt phương kiệt nhìn hạ thiên lúc này đã có vài phần cuồng nhiệt dùng một tờ chi phiếu đập nát cửa sổ xe nếu chi phiếu nện vào đầu người thì tuyệt đối có án mạng đây quả nhiên là cao thủ phi hoa trích diệp chỉ có trong tiểu thuyết hạ thiên không để ý đến hai người này hắn chỉ móc chiếc điện thoại iPhone 4 ra bấm số Kiều Tiểu Kiều. Chồng à, em đang ngủ nướng, có chuyện gì không? Đầu dây bên kia vang lên âm thanh dịu dàng của Kiều Tiểu Kiều. Vợ, vừa rồi có một tên Kiều Đông Vân, hắn cho anh một triệu, nói anh biến mất khỏi đời em. Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. Á, à, Kiều Tiểu Kiều hơi khựng người, sau đó lại nói ra hai chữ. Đánh hắn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 30.